Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 16. Tôi xin lỗi, vì thỏa thuận bảo mật nên tôi không thể nói chuyện ra này được, dường như Vu Hòa Vĩ cảm thấy như vậy không lịch sự nên vội vã nói xin lỗi. Không sao, đó là chuyện của các anh, Trần Triệu Dương không để tâm, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Lần thứ hai trị liệu thuận lợi hơn lần thứ nhất nhiều, sắc mặt Trương Hàng tốt hơn lần trước, hô hấp nhịp tim đều mạnh mẽ, lưu loát hơn trước, hiển nhiên cách trị bệnh của Trần Triệu Dương rất có hiệu quả. Thêm một lần chữa trị cũng là ổn, khi các chức năng cơ thể của cậu ta hồi phục ổn định thì có thể tiến hành trị liệu lần 3, sau khi kết thúc đợt trị liệu lần 2, Trần Triệu Dương cho họ một tin tức giúp họ yên tâm hẳn. Tốt quá rồi, thật sự cảm ơn anh, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ba người lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không cần cảm ơn tôi, đây chỉ là giao dịch, bây giờ tôi đã trị liệu lần thứ hai xong rồi, có phải nên nói cho tôi biết vài thứ rồi không, Trần Triệu Dương nhướng mày hỏi. Giao dịch gì, chú Vinh sửng sốt hỏi. Phạm Thanh Thanh bên cạnh biến sắc, không dám nhìn chú Vinh. Nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết, giao, dịch đã đến bước này rồi, nếu các người không nói cho tôi thì tôi sẽ không chữa trị nữa, cậu ta sẽ không chỉ dừng lại ở trạng thái thực vật thôi đâu. Trần Triệu Dương cười mỉa, vẫn không ai dám thất hứa với anh đâu. Khụ khụ, cái đó, vừa rồi tai tôi hơi ù nên tôi phải đi ngoáy tai chút, sao tự dưng lại không nghe được gì thế nhỉ? Chú Vinh bỗng tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Thấy bộ dạng của ông ta, Trần Triệu Dương cũng không khỏi thầm nghĩ cái cớ này cũng qua loa lắm đấy. Phạm Thanh Thanh và Vu Hòa Vĩ thở phào, phải biết đây là làm trái với quy tắc. Cũng may chú Vinh không truy cứu. Hiển nhiên ngầm cho phép hành động của họ. Tôi đã điều tra được một ít, đó là thế lực đến từ thủ đô, không còn lo lắng băn khoăn nên Phạm Thanh Thanh nói. Tôi biết điều này, nói những cái tôi không biết ấy, cậu ấm kia là ai, Trần Triệu Dương lạnh lùng hừ một tiếng đầy bất mãn. Lúc thẩm vấn những người đó, anh đã biết tin tức này rồi. Nhưng Phạm Thanh Thanh lại lấy tin tức này để lừa gạt anh, cô ta cho rằng anh dễ tính lắm sao? Anh biết, nghe Trần Triệu Dương nói. Sắc mặt Phạm Thanh Thanh hơi thay đổi. Cô ta không ngờ Trần Triệu Dương đã biết chuyện này, hơn nữa còn biết trong đó có một cậu ấm nữa. Hừ, đây là lần đầu tiên nhưng tôi cũng mong sẽ là lần cuối cùng. Đừng lừa gạt tôi, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy, Trần Triệu Dương lại hừ một tiếng, không hề khách sáo cảnh cáo. Anh Trần yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng điều tra, đảm bảo không khiến anh thất vọng. Phạm Thanh Thanh biết những gì mình điều tra được không khác với những gì Trần Triệu Dương đã biết là mấy nên không cần nói ra nữa. Tốt nhất là vậy, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trị liệu xong cho Trương Hàng, Trần Triệu Dương không vội trở về mà anh tìm đến Tăng Kim Lai. Sáng nay, Tăng Kim Lai gọi đến bảo là đã làm xong chuyện trước đây anh nhờ anh ta. Anh Trần, anh có hài lòng với hai viên kim cương tím này không? Tăng Kim Lai lấy ra một cái hộp kim loại từ trong két sắt tại phòng làm việc. Mở hộp thì lộ ra vật được đựng bên trong. Nhìn thấy hai viên kim cương tím này, Trần Triệu Dương tỏ vẻ rất hài lòng. Hai viên kim cương tím, viên lớn chắc khoảng 5 carat, được ke gọt rất tinh xảo thành hình trái tim, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vừa sang trọng vừa bí ẩn. Một viên khác nhỏ hơn, cũng khoảng 1 carat, tuy nhỏ nhưng khá phù hợp với yêu cầu của Trần Triệu Dương, anh không muốn ngày nào cũng đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Tốt lắm, làm rất đẹp. Bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển cho anh, Trần Triệu Dương gật đầu, anh vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của Tăng Kim Lai. Đừng từ chối, đây là nhẫn cưới của vợ chồng tôi, chắc chắn phải trả tiền, Trần Triệu Dương nhìn thấy Tăng Kim Lai muốn từ chối liền nói thẳng. Vậy thì, 300 triệu, cái to thì 250 triệu, cái nhỏ thì 50 triệu, bởi vì kim cương tím rất hiếm, kim cương tím mà có thể tính bằng carat lại càng hiếm hơn. Hơn nữa hai viên này còn được đào từ cùng một mỏ kim cương, dù là độ tinh khiết, màu sắc hoặc thợ thủ công, mọi yếu đều là tốt nhất, cho nên mới đắt như vậy. Tăng Kim Lai do dự một hồi, sau đó mới báo giá, có thể là vì anh ta sợ Trần Triệu Dương thấy đắt nên mới vội giải thích. Không sao, anh đưa tài khoản ngân hàng cho. Tôi đi, Trần Triệu Dương gật đầu, mặc dù anh không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng anh cũng biết, dùng 300 triệu để mua hai cái nhãn đã là cái giá rất chát rồi. Cậu Trần, anh có muốn tôi tìm người thiết kế cho anh một cái nhãn, rồi khảm hai viên này vào luôn không? Tăng Kim Lai cẩn thận hỏi. Không cần, tôi đã chọn mẫu thiết kế của hai chiếc nhãn này rồi nhưng Trần Triệu Dương lắc đầu, anh nghĩ đến người kia, mặc dù anh không muốn liên lạc với đối phương, thế nhưng, chuyện này,
giao cho cô ta chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Vâng, thưa cậu Trần, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai gật đầu, mặc dù anh ta cũng có thể tìm những nhà thiết kế khác, nhưng về chuyện này, anh ta sợ mẫu thiết kế của mình sẽ không phù hợp, đến lúc đó cậu Trần không hài lòng thì hậu quả sẽ càng tệ hơn. Sau đó, Trần Triệu Dương chuyển tiền cho Tăng Kim Lai, hiện giờ có chiếc thẻ này của anh, may là định mức chuyển khoản không hạn chế, nếu không thì việc chuyển số tiền 300 triệu hoàn toàn là chuyện không thể. Trần Triệu Dương đi ra khỏi văn phòng làm việc của Tăng Kim Lai, lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, anh do dự một chút, sau đó mới gọi. Tút tút. Điện thoại vang lên hai tiếng, rồi kết nối. Hello, who are you? Xin chào, ai thế? Trong điện thoại vang lên một giọng nói trong veo dễ nghe, tạo cho người khác thoải mái khi nghe, nhưng giọng nói này lại là người nước ngoài. Là tôi, Trần Triệu Dương im lặng một hồi rồi mới nói chuyện. À, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng hét chói tai. Trần Triệu Dương vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút, sức xuyên thấu của âm thanh này vẫn đáng sợ như vậy. Là anh sao, thật sự là anh sao, giọng nói của đầu dây bên kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút kích động. Hơn nữa, cô ấy cũng đổi ngữ khí thành giọng tiếng Hoa Hạ, nói rất lưu loát. Là tôi, giọng của cô có thể to hơn không? Lâu không gặp như vậy, cô vẫn không thay đổi. Nhưng mà, tiếng Hoa Hạ của cô đã tiến bộ lên rất nhiều đớ, Trần Triệu Dương cười nói. Dương, cái đồ không có lương tâm này, anh biến mất lâu như vậy mà cũng không thèm liên lạc với tôi. Tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi, nếu như không liên lạc với bọn Tật Phong, tôi đã định khắc bia mộ cho anh đớ, trong giọng nói của người bên kia có chút oán giận, nặng nề nói. Tôi có nhiệm vụ đặc biệt, không còn cách nào khác, bây giờ tôi mới trở về, không thể liên lạc với mọi người được, Trần Triệu Dương chỉ có thể nói dối. Tôi còn chưa chúc mừng anh đó, nghe nói anh kết hôn rồi, đúng là đáng ăn mừng, trong giọng nói của người kia có chút chua xót. Nói là chúc mừng nhưng Trần Triệu Dương lại nghe được tiếng hàm răng nghiến răng. Xem ra không thể giấu được cô rồi, nếu cô đã biết tôi kết hôn rồi, chắc chắn sẽ biết cách liên lạc với tôi, vậy tại sao, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Hừ, tôi không thèm liên lạc với anh, cái đồ vô lương tâm nhà anh. Được rồi, anh gọi điện đến chắc chắn không phải muốn ôn chuyện với tôi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì, giọng nói ở đầu dây bên kia đã bình tĩnh lại. Nhưng anh vẫn có thể nghe ra trong giọng nói có chút gì đó cô đơn và thất vọng. Tôi muốn cô giúp tôi thiết kế hai chiếc nhãn, Trần Triệu Dương không muốn giấu, anh nói thẳng. Ha ha, anh đúng là dũng cảm thật đó, anh muốn tôi giúp anh thiết kế hai chiếc nhẫn, vậy anh không sợ tôi thiết kế lung tung à? Để chơi anh một vố, người đầu dây bên kia thản nhiên nói. Cô sẽ không làm vậy đâu, những chuyện khác cô có thể giở trò nhưng việc thiết kế trang sức, chính là tính mạng của cô. Cô sẽ không làm những việc như vậy trong khi thực hiện nó đâu, Trần Triệu Dương lại bật cười. Được rồi, coi như anh bắt được mạch sống của tôi, nhưng mà, bây giờ tôi không ở châu Âu, hiện giờ tôi đang ở Hoa Hạ. Anh có thể gửi bức ảnh của bản thiết kế anh chọn cho tôi, đầu dây bên kia nói với tia tiếc nuối. Cô đang ở Hoa Hạ, bây giờ tôi cũng đang ở Hoa Hạ, có phải cô điều tra tôi không hả? Chẳng lẽ cô không biết hiện giờ tôi đã trở lại Hoa Hạ sao? Sau khi nghe thấy người đối diện nói, Trần Triệu Dương liền bật cười. Đúng thế, anh trở lại Hoa Hạ rồi. Ha ha, anh cứ đợi đó, tôi đến tìm anh, người đối diện cười lớn, dường như đang tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Sau đó, không đợi Trần Triệu Dương nói gì, bên kia đã cúp điện thoại. Vẫn nóng nảy như vậy, Trần Triệu Dương cất điện thoại, bất lực lách đầu. Nhưng mà, chính nhờ tính cách này mà cô ấy mới đạt đến đỉnh cao trong ngành thiết kế mà, Trần Triệu Dương thở dài một tiếng. Sau đó lái xe về nhà. Trần Triệu Dương vừa về đến biệt thự, nhìn thấy Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng vội vàng lái xe ra ngoài. Hai người định đi đâu thế? Trần Triệu Dương hơi tò mò nhìn hai người họ, anh không nghe nói hôm nay hai người có công việc mà. Em phải đến công ty, có một cuộc họp rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, Nam Cung Yến cố đè nén sự phấn khích và vui vẻ trong lòng để nói với chồng. Xem ra là chuyện tốt rồi, đi nào, anh lái xe đưa hai người đi nhé. Trần Triệu Dương nhìn thấy niềm vui giữa trán Nam Cung Yến, anh biết chắc chắn xảy ra chuyện tốt rồi. Vâng, hai người Nam Cung Yến Tuyên Hoàng lập tức lên xe, dừng xe ngay trong sân biệt thự rồi đi lên xe của Trần Triệu Dương. Chuyện gì thế, đáng mừng đến vậy sao, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi. Có một nhân vật lớn sắp đến thành phố Long Hải, em phải thay mặt công ty giành lấy cơ hội này, Nam Cung Yến cười nói. Anh còn tưởng hai người lại đi mua một xe đồ khác chứ,
nghĩ đến ngày hôm đó đi dạo phố, hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng mua cả một xe đồ, Trần Triệu Dương không nhịn được nghẹn họng. Hôm đó, vừa đến bãi đỗ xe, Trần Triệu Dương nhìn thấy cốp xe và ghế sau chất đầy đồ đạc, anh suýt nữa đã ngã quy. Cuối cùng, vì quá nhiều đồ nên anh phải nhờ Tăng Kim Lai tìm thêm một chiếc xe dùng để chở đồ về biệt thự, nếu không thì không biết đi về kiểu gì nữa. Anh còn nói à, không phải vì lâu rồi em không đi dạo phố sao? Còn nữa, rốt cuộc anh định chế nhạo bọn em vì chuyện này đến bao giờ hả? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến liền bất mãn nói. Thế nhưng, rõ ràng tâm trạng của cô rất tốt, thế nên, cũng không trách Trần Triệu Dương quá nhiều. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào sắp đến thành phố Long Hải vậy? Liên quan đến cả công việc kinh doanh của công ty sao? Trần Triệu Dương thấy, dáng vẻ này của Nam Cung Yến, không nhịn được hỏi. Anh có lẽ sẽ biết, một trong những lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế chúng ta chính là kinh doanh trang sức, mà việc thiết kế trang sức lại chính là khâu quan trọng nhất. Lần này người đến thành phố Long Hải chính là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới, em nghe nói lần này cô ấy đến đây, là vì muốn tìm kiếm một công ty để hợp tác ở thành phố Long Hải, Nam Cung Yến nói với vẻ mong đợi và khao khát. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn nghĩ là nhân vật lớn nào, nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, khóe miệng anh giật giật, nếu như anh đoán không nhầm, nhân vật lớn mà Nam Cung Yến nói có lẽ chính là người mà anh vừa gọi điện thoại. Vậy sao, lợi hại thế à? Vậy thì công ty của chúng ta cũng muốn hợp tác với cô ấy sao? Trần Triệu Dương tỉnh bơ hỏi thăm. Đương nhiên rồi, nếu là người kinh doanh trang sức, thì ai không muốn hợp tác với Julia chứ? Đó là ếng thế giới đó, cô ấy còn giành được giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế quốc tế lần này đó. Có lẽ đây là năm thứ ba cô ấy nhận được giải thưởng đó, đây được coi là chuỗi thành tích vô địch đó. Nghe câu hỏi của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến nói với vẻ ngưỡng mộ. Rõ ràng là cô cực kỳ ngưỡng mộ Julia. Nghe thấy ba chữ Julia này, Trần Triệu Dương suýt nữa thì vỗ trán, anh không ngờ Julia lại có sự nghiệp thành công như vậy. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm giác được, chắc chắn cô nàng Julia này tới là vì Nam Cung Yến. Trước đây, Julia đã từng điều tra anh nên chắc chắn sẽ biết Nam Cung Yến, nếu như không phải vì anh muốn dành cho Nam Cung Yến chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất, chắc chắn anh sẽ không đụng tới Julia. Hiện giờ, Julia khua chiêng gõ trống đến đây, chắc chắn là để gây chuyện rồi. Trần Triệu Dương đột nhiên đau đầu, sớm biết vậy, anh sẽ không đi tìm cô ta, đây chắc chắn là một cô gái phiền phức. Phụ nữ đẹp thì không sao, vừa đẹp vừa thông minh cũng không có việc gì, thế nhưng, vừa đẹp vừa thông minh nhưng lại cố chấp thì rất đáng sợ. Nếu như chỉ là một cô gái đẹp, Trần Triệu Dương sẽ không quá quan tâm. Nhưng Julia đã từng cứu anh ba lần, nếu như không nhờ Julia, e rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi. Hơn nữa, thân phận của Julia không đơn giản, anh không muốn rước thêm phiền phức. Thế nhưng, xem ra hiện giờ, rắc rối đã tìm đến rồi. Cái gì ấy nhỉ, anh nhớ ra rồi, hình như anh có chút chuyện phải đi xử lý gấp, chút nữa anh sẽ đưa hai người đến dưới công ty rồi anh sẽ đi ngay. Trần Triệu Dương nghĩ Julia cũng sắp đến rồi thì đầu đau vô cùng, suy nghĩ đầu tiên chính là tránh đi trước rồi nói sau. Đợi sau khi Julia thiết kế xong nhẫn cưới, anh cầm đồ rồi đi, không dính dáng gì với Julia. Hửm, không đúng, vừa rồi hình như anh nói mình không có việc gì mà, sao đột nhiên lại có. Chuyện rồi, Tuyên Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt không có chút ý tốt nhìn Trần Triệu Dương ở ghế tài xế. Nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Hoàng, trong lòng Trần Triệu Dương thầm mắng không ổn, con bé này muốn kiếm chuyện. Chị Cung Yến, gần đây em luôn cảm thấy có người muốn ám sát chúng ta. Hay là để anh dễ bảo. Vệ chúng ta đi, em sợ lắm, Tuyên Hoàng ôm lấy cánh tay Nam Cung Yến, nhõng nhẽo nói. Vậy sao, có chuyện lần trước xảy ra, Nam Cung Yến biết thế gì ấy không bình yên như mình tưởng tượng, hơn nữa cô cũng từng trải nghiệm rồi. Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn cô muốn Trần Triệu Dương ở bên cạnh mình. Anh sẽ hoãn chuyện kia rồi đi cùng hai người, Trần Triệu Dương không đợi Nam Cung Yến nói. Lập tức mở miệng đồng ý. Không sao, nếu như anh thật sự có chuyện cần làm thì cứ đi đi. Bọn em sẽ không sao đâu. Trong lòng Nam Cung Yến rất vui, nhưng ngoài miệng cô lại rất rộng lượng. Không sao đâu, chuyện có quan trọng ra sao cũng không quan trọng bằng vợ. Trần Triệu Dương nở nụ cười vui vẻ, cực kỳ khí phách nói. Ừ, Nam Cung Yến không từ chối, liền gật đầu đồng ý. Trần Triệu Dương đột nhiên hơi đau đầu, rốt cuộc nên làm gì đây? Nhớ đâu chạm mặt, Julia và Nam Cung Yến sẽ không đánh nhau đâu nhỉ.
Trần Triệu Dương lái xe đến công ty Khuynh Thành Quốc tế chi nhánh thành phố Long Hải trong cơn đau đầu, lần trước tự nhiên lại mua được tầng lầu với giá cao, nhưng mà sau đó tiền lại được hoàn lại gấp đôi. Bà xã, hay là anh đợi hai người ở dưới tầng, không đi lên nữa, Trần Triệu Dương lưỡng lự một chút, sau đó mới nói. Tuyên Hoàng, em lên trước đi, chỉ có vài chuyện cần nói với Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến không trả lời mà nói với Tuyên Hoàng. Vâng ạ, nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, Tuyên Hoàng biết hai người muốn nói chuyện riêng nên đi thẳng lên tầng. Anh không sao chứ, hôm nay anh cứ có gì đó lạ lắm, hay là anh đã làm chuyện gì trái với lương tâm rồi? Thành thật khai báo đi, khuôn mặt Nam Cung Yến vẫn mang theo ý cười, cô nói với ý tứ sâu xa. Ha ha, anh thì có thể làm chuyện gì trái với lương tâm được chứ? Chẳng qua là anh không thích cảm giác quá trang trọng của công ty thôi, Trần Triệu Dương vội lắc đầu, trộm lau mồ hôi. Đã nói trực giác của phụ nữ rất chính xác rồi mà trực giác của Nam Cung Yến lại cực kỳ chính xác. Thật sự đáng sợ quá. Thật sao, nếu như là thật, vậy thì được, anh phải đi cùng em để giành lấy cơ hội hợp tác với Dulia. Nam Cung Yến nở nụ cười, sau đó chơi Trần Triệu Dương một vố. Khụ khụ, được thôi, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương ho nhẹ một tiếng, che giấu sự chột dạ trong lòng, ngoài miệng đồng ý rất dứt khoát. Vậy chúng ta lên thôi. Nam Cung Yến liền xuống xe, đợi Trần Triệu Dương xuống thì cô đi thẳng lên phía trước, khoác lên cánh tay của anh. Đi thôi, Nam Cung Yến nở nụ cười xinh đẹp, kéo Trần Triệu Dương vào công ty. Trong lòng Trần Triệu Dương vui vẻ, đây là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người Nam Cung Yến ôm mình thân mật như vậy, đúng là đáng để kỷ niệm. Trần Triệu Dương cũng không còn chột dạ nữa, hai người cùng vào công ty. Quả nhiên! Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến thân mật cùng nhau đi vào công ty như vậy thì lập tức đã thu hút sự chú ý của người trong công ty, ai cũng mở to mắt, nhìn hai người với vẻ mặt không dám tin. Nam Cung Yến nổi tiếng là một mỹ nhân lạnh lùng, bọn họ chưa từng nghe qua scandal nào của cô với người đàn ông. Thế nhưng, bây giờ, tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ lại nép vào lòng một người đàn ông, dáng vẻ hạnh phúc, quả thật muốn đánh nát nhận thức của bọn họ. Vốn dĩ Nam Cung Yến cũng không muốn khoe khoang như vậy nhưng cô là một cô gái dám yêu dám hận. Bây giờ quan hệ giữa cô với Trần Triệu Dương đã thân thiết hơn nhiều, vậy thì cô cũng không muốn giấu giếm nữa, cô muốn để tất cả mọi người biết, chồng của cô là Trần Triệu Dương. Hừ hừ, đến văn phòng, Nam Cung Yến gần như ngã quỵ trên ghế sofa. Đây là lần đầu tiên cô diễn khoe khoang như vậy, đương nhiên sẽ rất hồi hộp rồi. Chị Cung Yến, chị sao thế? Sao thở hổn hển vậy? Tuyên Hoàng ở trong văn phòng nhìn Nam Cung Yến với vẻ kỳ lạ, nhìn bộ dạng của cô lúc này như thể đang bị người khác đuổi theo vậy. Không sao, rót cho chị cốc nước, chị khát quá, Nam Cung Yến nói gì được nữa chứ, chỉ có thể đánh lạc hướng Tuyên Hoàng. 10 phút sau, các giám đốc công ty đến phòng họp để họp, sau khi đánh lạc hướng Tuyên Hoàng, Nam Cung Yến liền gọi trợ lý ở bên ngoài, yêu cầu cô ấy thông báo cho mọi người về cuộc họp. Trong lòng Trần Triệu Dương cực kỳ kích động vì hành động của Nam Cung Yến. Cô làm vậy nghĩa là đã hoàn toàn chấp nhận anh. Xem ra, mối quan hệ của hai người lại có thể tiến thêm một bước rồi. Thế nhưng, nghĩ đến công pháp mà mình tu luyện, anh lại có chút nản lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Võ anh tu luyện là thuần dương vô cực công, mà nếu đã có hai chữ thuần dương nghĩa là không thể nào đánh bại đồng tử công được. Chỉ khi đạt đến trình độ võ đạo tông sư mới không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Lão già kia chắc chắn là cố ý mà, nghĩ lại tình hình ban đầu lúc lão già kia bảo anh đến thành phố Nam Hải, Trần Triệu Dương không nhịn được liền căn răng nghiến lợi. Anh rể, anh đang lẩm bẩm gì thế? Lúc thì cười y như thắng ngu, lúc thì mặt mày rầu rĩ, Tuyên Hoàng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương không nhịn được trêu chọc. Em mới bị ngu đấy, còn không nhanh giúp Tiểu Yến chuẩn bị cuộc họp, Trần Triệu Dương trừng mắt, tức giận giống. Xì, chẳng thèm để ý anh nữa. Tuyên Hoàng lườm Trần Triệu Dương rồi đi theo Nam Cung Yến vào phòng họp. Về phần cuộc họp, Trần Triệu Dương hoàn toàn không có hứng thú, nên ngồi chờ trong phòng làm việc. Reng, reng, reng. Ngay lúc Trần Triệu Dương còn đang suy ngẫm nên điều chế Thúy Linh Chi như thế nào thì điện thoại lại đột nhiên đổ chuông. Sao thế Thiệu Phong, bên Nam Hải xảy ra chuyện gì sao, từ trước tới giờ hứa Thiệu Phong có khi nào gọi điện thoại cho anh đâu, Trần Triệu Dương bỗng thấy trong lòng giật thót. Nam Hải bên này tạm thời không có chuyện gì đâu cậu Trần, nhưng theo tình báo tôi nhận được, những công ty hồi trước xâm nhập vào Nam Hải đều do Giang Môn cài vào, dạo gần đây dường như bọn họ đã bắt đầu hành động, Hứa Thiệu Phong nói với giọng điệu rất nghiêm túc.
Ồ, Giang Môn à, suýt nữa thì tôi cũng quên mất, sao thế? Bọn họ muốn đối đầu với chúng ta sao? Nghe xong lời của Hứa Thiệu Phong, Trần Triệu Dương mới nhớ đến thế lực Giang Môn này. Trước đây đã đắc tội với Giang Môn ở Đại hội Nam Hải, sau đó người của Giang Môn cũng không cam lòng, cử người đến Nam Hải gây rối, kết quả thì bị chị em nhà họ Cận đuổi chạy mất. Trước kia, Hứa Thiệu Phong từng nói với anh mấy công ty kia có gì đó là lạ, chẳng qua sau đó bận bịu quá nhiều chuyện nên cũng quên bén đi. Không nghĩ tới, qua lâu như vậy rồi, Hứa Thiệu Phong vẫn luôn điều tra chuyện này, lại còn tra ra từ đầu đến đuôi, xem ra Hứa Thiệu Phong quả nhiên là người được việc. Giang Môn sao, anh điều tra rõ ràng tất cả tình báo đi, còn những chuyện khác anh tạm thời gác lại, Trần Triệu Dương cân nhắc trong bụng, Giang Môn này cầm tinh con cóc mà, không cắn được người ta nhưng cũng làm người ta kinh tởm. Nếu như lần này Giang Môn còn gây chuyện, vậy anh không ngại xóa sổ hoàn toàn Giang Môn luôn. Vâng, cậu Trần, Hứa Thiệu Phong đáp. Sau khi cúp điện thoại, Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi, chuyện trên thương trường vẫn nên tìm người trong nghề làm thôi. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương liền tìm số gọi điện thoại cho Từ Hồng Nho. Từ khi rời khỏi thành phố Vân Hải, anh cũng chưa từng liên lạc với Từ Hồng Nho, nên biết một điều, trước đó Từ Hồng Nho hợp tác được với những thế lực ở thành phố Vân Hải kia đều là dưới danh nghĩa của anh, đến lúc để ông ta góp sức rồi. Trần Triệu Dương, lâu rồi sao cậu không liên lạc với tôi chứ? Nghe Tịnh Nhã nói, cậu đến thành phố Long Hải rồi à? Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì giọng nói Từ Hồng Nho liền vang lên. Ông Từ là người bận rộn, làm sao tôi dám quấy rầy ông chứ? Nhưng nghe giọng của ông Từ, có vẻ đang vô cùng vui vẻ nhỉ, Trần Triệu Dương hỏi han Từ Hồng Nho vài câu. Dù sao thì người ta cũng là bố của Từ Tịnh Nhã, anh cũng không thể đối đãi với ông ta giống như những người khác được. Còn không phải nhờ có cậu sao, dưới danh tiếng của cậu Trần, bầu không khí ở thành phố Vân Hải lúc nào cũng hài hòa vô cùng, nghe Trần Triệu Dương hỏi, Từ Hồng Nho cười ha hả đáp. Lần này được trở thành người đại diện cho Trần Triệu Dương, có thể nói ông ta đã kiếm đủ danh tiếng cùng lợi ích, dĩ nhiên là vui vẻ không thôi rồi. Phát triển tốt là được rồi, vài ngày nữa có lẽ sẽ có chuyện lớn cần làm, ông chuẩn bị trước nhá, Trần Triệu Dương không có nói rõ nhưng vẫn nhắc nhở Từ Hồng Nho một câu. Sau khi cúp máy, anh lại gọi cho Tăng Kim Lai. Với Từ Hồng Nho này, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy không nên để cho ông ta nằm quá nhiều quyền lực, nên có một người cầm chừng ông ta, mà người thích hợp nhất chính là Tăng Kim Lai. Khoảng thời gian này, cũng xem như trung thành tận tụy với anh, thế nên liên quan đến chuyện thương trường, cứ giao cho hai người Tăng Kim Lai và Từ Hồng Nho vậy, tin chắc với thực lực của hai người bọn họ thì cũng đã đủ để đám người Giang Môn chỉ có tới chứ không có về. Dưới sự ra lệnh của Trần Triệu Dương, dĩ nhiên Tăng Kim Lai sẽ dốc hết sức lực, hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để bày tỏ sự trung thành đối với Trần Triệu Dương. Chỉ cần anh ta làm tốt chuyện này, với tính cách của Trần Triệu Dương thì chắc chắn sẽ không bạc đãi anh ta. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, trong mắt Trần Triệu Dương toát lên vẻ rét buốt, xem ra đã đến lúc nhổ tận gốc Giang Môn rồi, nếu không thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Ngay lúc Trần Triệu Dương đưa ra quyết định, có bốn người đàn ông vẻ ngoài bình thường bước xuống sân bay thành phố Tam Hà. Tật Phong, không phải chúng ta đi tìm Huyết Lang sao? Đến thành phố Tam Hà làm gì vậy? Một người đàn ông thô kệch, mặt mày ngăm đen ồn ào hỏi. Ông đi mà hỏi Hắc Tử, người được gọi là Tật Phong vóc dáng mảnh khảnh giống như một sinh viên đại học. Đừng có gọi tôi là Hắc Tử, tôi tên là Hắc Kiệt, chàng trai gọi là Hắc Tử kia đeo một cặp kính, cậu A mặc một cái quần ngắn với chiếc áo tay rộng thùng thình, giống như một trẻ nam vậy. Nếu chúng ta cứ chạy đến tìm đại ca như vậy, chắc chắn đại ca sẽ đá chúng ta về, nên tôi đã bàn bạc với Ưng Chuẩn rồi, chúng ta sẽ giúp đại ca giải quyết vài chuyện rồi mới đến tìm đại ca, đến lúc đó đại ca cũng ngại đuổi cổ chúng ta, Hắc Kiệt đẩy mắt kính lên mũi rồi vui vẻ nói. Cách này cũng không tồi, vẫn là đầu óc mấy, cậu sáng suốt, Tật Phong vừa nghe liền vỗ tay một cái bốp, hăng hái nói. Nhưng với bản lĩnh của đại ca thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Nếu ngay cả đại ca còn bó tay, thì bốn người chúng làm ăn được gì, dứt lời, biểu tình hưng phấn của cậu ta lại đần ảm đạm. Cậu có bị ngu không hả? Ưng Chuẩn đứng cạnh lườm Tật Phong một cái, cả giận nói, không phải đại ca không đối phó được, mà đại ca lười phản ứng với bọn chúng thôi. Hơn nữa, Hắc Tử cũng đã điều tra rồi, bọn chúng cũng chỉ là một phần thế lực ngầm thôi, chúng ta mà sợ bọn chúng sao? Ưng Chuẩn lạnh giọng. Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi là Hắc Tử, tôi là Hắc Kiệt. Hắc Kiệt đen mặt, bực bội nhìn Ưng Chuẩn nói. Được rồi, biết rồi mà, nghe Hắc Kiệt phản pháo,
Ưng Chuẩn cười hì hì nói, chẳng thèm để ý tới cơn thịnh nộ của Hắc Kiệt. Kha kha, nếu cậu có thể thuyết phục được đại ca không gọi cậu là Hắc Tử nữa, thì sau này bọn tôi cũng sẽ không gọi cậu là Hắc Tử, người đàn ông vạm vỡ đen đúa kia cười phá lên. Hình như ông cũng không khá hơn là bao đâu cậu tử, Hắc Kiệt nghe cậu tử nói thế, liền cắn răng nghiến lợi bật lại. Cậu tử cũng hay mà, vẫn mạnh hơn nhiều so với cậu thẳng, cậu tử nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Được rồi, đi thôi, tối hôm nay bắt đầu hành động luôn, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi, nếu đã ra tay thì phải làm cho triệt để, không được để lại mối lo ngại về sau cho đại ca, vẻ mặt Tật Phong nghiêm nghị nói. Ừ, ba người kia đáp lại lời Tật Phong, trên mỗi khuôn mặt đều lộ ra tia khát máu. Trần Triệu Dương đang ở thành phố Long Hải nên không hề biết mấy chuyện này. Lúc này, anh đang vô cùng buồn chán ở văn phòng của Nam Cung Yến. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đi họp đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng tới giờ vẫn chưa về. Đói quá đi, sao còn chưa về nữa, sau khi đợi hai tiếng đồng hồ, Trần Triệu Dương sắp ngã quỵ tới nơi rồi, sớm biết thì đã nói thẳng với cô, bản thân quen với Julia, hai người họ cũng không phải vất vả như vậy rồi. Cuối cùng, giờ tan ca 5 giờ rưỡi đã đến, nét mặt của hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng vô cùng hồng hào quay về phòng làm việc. Trần Triệu Dương, anh đã đi làm gì vậy? Sao lại phờ phạc thế kia, hai người phụ nữ vừa cười vừa nói chuyện đi vào văn phòng, thấy vẻ mặt buồn chán của Trần Triệu Dương thì nghi ngờ hỏi lại. Không có làm gì cả, chán quá đi, lại đói nữa, Trần Triệu Dương tỏ ra chán đời và lên tiếng nói. Ha ha, đi thôi, em đưa anh đi ăn một bữa hoành tráng, Nam Cung Yến nghe vậy thì bỗng dưng thấy vui, còn tưởng Trần Triệu Dương làm chuyện gì mà mệt ra nông nỗi này. Bữa ăn hoành tráng. Trần Triệu Dương nghe Nam Cung Yến nói vậy thì đôi mắt bỗng chốc sáng rực, buổi trưa không ăn gì mà đi thẳng tới công ty của họ, bây giờ anh đói muốn chết đây. Tuyên Hoàng, em cảm thấy chị nên mặc gì tham gia bữa tiệc rượu đây? Bộ lễ phục màu đỏ thì sao? Hay là bộ màu đen kia? Nam Cung Yến không trả lời Trần Triệu Dương mà quay đầu hỏi Tuyên Hoàng. Em cảm thấy, màu đỏ gợi cảm đấy, nhưng chắc ai kia không thích chị mặc đâu. Dù gì cũng hở hang quá. Còn bộ màu đen kia? Bản thân em cảm thấy không tệ, cao quý phóng khoáng, hơn nữa còn mang vẻ quyến rũ thần bí, chị chắc chắn sẽ là người tỏa sáng nhất tại bữa tiệc rượu, Tuyên Hoàng bắt đầu góp ý. Không sai, chị cũng cảm thấy vậy, vậy chọn bộ màu đen kia đi, đôi mắt của Nam Cung Yến sáng rỡ, cô gật đầu đồng ý. Nà, hai người đang nói gì vậy? Bữa tiệc rượu gì thế? Trần Triệu Dương đưa ra, anh bất đắc dĩ hỏi. Anh lo làm gì, đi thôi, mau lên, đưa em về thay quần áo. Nam Cung Yến không trả lời, trực tiếp kéo Tuyên Hoàng đi ra ngoài. Trần Triệu Dương cũng bó tay, đành đi theo. Về tới biệt thự, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhanh chóng thay quần áo. Còn về trang điểm, hai người chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Với dung mạo hiện giờ của Nam Cung Yến, căn bản không cần trang điểm cũng đủ tỏa sáng rồi. Còn Tuyên Hoàng, vốn là cô gái trẻ, sau khi trang điểm xong thì lại che đi nét đẹp tự nhiên của mình. Sao anh còn chưa thay quần áo? Mau đi, thay bộ đồ vest lần trước em mua cho anh đấy. Đúng rồi, còn đồng hồ nữa, Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương ở phòng khách dưới lầu mà vẫn chưa thay đồ nên cô vội giục anh. Bữa tiệc rượu gì vậy? Sao anh không biết gì cả, Trần Triệu Dương bị Nam Cung Yến lôi lên lầu nhưng anh vẫn chưa biết chuyện gì cả. Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương lái xe thì nghe hai người trò chuyện. Chị Tiểu Yến, da của chị quả thật mịn quá đi. Có thể nói em biết bí quyết dưỡng da của chị được không? Tuyên Hoàng tỏ ra ngưỡng mộ nhìn cô. Ngay từ lúc đầu gặp Nam Cung Yến, cô ấy đã khao khát có làn da như Nam Cung Yến. Chuyện này thì em phải hỏi anh rể của mình, Nam Cung Yến hơi đỏ mặt, thẹn thùng gọi ra danh xưng này. Anh rể, làm sao mới có được làn da trắng sáng trắng nõn căng mọng vậy? Tuyên Hoàng vừa nghe thì đột nhiên mắt sáng rỡ, hỏi anh với dáng vẻ mong đợi. Em từ từ tu luyện, chờ tới lúc nào đó thành hậu thiên võ giả. Anh sẽ thưởng một bình thuốc dưỡng nhan, Trần Triệu Dương không vội đưa cho cô ấy như vậy, vật gì nếu dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng. Thật sao, vậy có gì khó, anh nhớ những gì mình nói nha, không được nuốt lời, Tuyên Hoàng vừa nghe thì nhất thời vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ tu luyện chính là lựa chọn của cô ấy, dĩ nhiên là muốn giành lấy một chút thành tích, bây giờ điều kiện này đối với cô ấy mà nói cơ bản cũng không có độ khó. Vậy một lời đã định, Trần Triệu Dương khẽ cười. Tuyên Hoàng. Em cảm thấy tối nay chúng ta có cơ hội không? Chị nghe nói, lần này không đơn giản là một vài công ty trang sức của thành phố Long Hải xuất hiện, mà còn có rất nhiều công ty của các thành phố lân cận nữa,
thực lực rất đáng gờm, Nam Cung Yến hơi lo lắng lên tiếng. Em cảm thấy công ty chúng ta chắc chắn có cơ hội. Tuy công ty chúng ta không có thực lực mạnh như những công ty kia, nhưng tiềm lực phát triển của công ty chúng ta lớn, tuyệt đối không thành vấn đề, Tuyên Hoàng rất lạc quan và an ủi cô. Anh nói này, lẽ nào hai người không thể nói anh nghe bữa tiệc rượu tối này là tiệc gì hay sao, Trần Triệu Dương sắp bức bối chết được, anh tỏ ra khó chịu lên tiếng nói. Tối nay, Julia sẽ tới thành phố Long Hải, mà các công ty trang sức vì muốn giành hợp đồng với Julia nên đích thân tổ chức tiệc rượu chào đón. Còn bốn Julia cũng sẽ chọn một công ty trang sức có mặt làm đối tượng hợp tác, Nam Cung Yến hơi lo lắng lên tiếng. Ý của em là, tối nay Julia sẽ đến, Trần Triệu Dương bất ngờ, xém chút là thắng gấp rồi. Cũng may, tâm lý của anh vững, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, tuyệt đối không thể để Nam Cung Yến nhìn ra chuyện gì đó không đúng. Đúng vậy, đây quả là một cơ hội tốt, đáng tiếc, công ty tham gia cạnh tranh quá nhiều, cơ hội của Khuynh Thành quốc tế chúng ta không lớn, Nam Cung Yến cười khổ nói. Nhưng cho dù biết cơ hội không lớn, vậy cũng cần phải tham gia. Có tham gia mới có được cơ hội. Nhưng nếu không tham gia, vậy thì không hề có chút cơ hội nào cả. Đúng vậy, tâm trạng của Trần Triệu Dương có chút không ổn đáp lại. Có phải anh quen biết với Julia không vậy? Trong lúc tâm trạng của Trần Triệu Dương đang bất ổn, Nam Cung Yến bất chợt hỏi anh một câu. Két két. Nghe câu nói này, Trần Triệu Dương bỗng dưng thắng gấp lại. Ây da, anh rể, anh làm gì vậy? Đầu em va vào rồi nè. Hai người họ căn bản không ngờ Trần Triệu Dương lại đạp thắng xe một cách đột ngột nên đầu họ va vào lưng ghế trước, cũng may ghế mềm, không có bị chấn thương gì, nhưng cũng hơi choáng váng. Vợ à, em có sao không? Lúc nãy chân anh bị chuột rút, thật là xin lỗi, Trần Triệu Dương bất ngờ, nhanh chóng quay đầu nhìn sang Nam Cung Yến ở ghế sau, phát hiện cô không có gì thì bỗng dưng thở phào. Anh thành thật nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nam Cung Yến nằm ra sau, vẻ mặt hờ hững hỏi Trần Triệu Dương. Cô vốn dĩ chỉ hỏi dò anh một câu, nhưng không ngờ phản ứng của Trần Triệu Dương lại lớn như vậy. Nếu vậy mà còn không nhìn ra vấn đề thì IQ của cô đúng là có vấn đề. Vợ à, chuyện gì là chuyện gì chứ? Anh nghe không hiểu, Trần Triệu Dương cười rạng rỡ, tỏ vẻ khó hiểu. Anh lén nhìn Nam Cung Yến ở gương chiếu hậu, đó gọi là chột dạ. Hôm nay từ lúc em bắt đầu nhắc tới cái tên Julia, anh đã bắt đầu biểu hiện không bình thường, giống như rất chống đối vậy. Lúc nấy trên đường em còn chưa nói bữa tiệc rượu gì, anh đã luôn ngồi không yên. Biểu hiện lúc nấy, nếu anh nói anh không quen Julia, anh cảm thấy em sẽ tin anh sao? Nam Cung Yến không nói nhiều, nhưng cô bình tĩnh phân tích. Anh rể, không phải chứ, không ngờ anh lại phản bội chị em, có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác, anh tiêu đời rồi, lại đi bỏ cái lớn để chọn cái nhỏ. Tuyên Hoàng vừa nghe thấy vậy, thì trong mắt chợt lóe sáng lên, lắm lời trách móc Trần Triệu Dương. Cái gì mà cái lớn với cái nhỏ, em đừng nói sằng bậy, Nam Cung Yến cáu kỉnh nói với Tuyên Hoàng. Được rồi, anh sẽ giải thích mà, Trần Triệu Dương cười khổ, đúng là biểu hiện của anh đã quá rõ ràng, còn Nam Cung Yến là một người cực kỳ thông minh, anh biết mình không nên giấu giếm chuyện này. Bây giờ xem ra là vợ mình đang tức giận rồi. Trần Triệu Dương nói xong liền điều khiển xe từ đường cái đi vào bên lề đường. Hai, anh biết là không thể giấu em chuyện này được mà, vẫn còn thời gian. Vậy anh sẽ kể cho em nghe một số chuyện liên quan đến anh và Julia, Trần Triệu Dương thở dài và bắt đầu chậm rãi kể. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng rất nghiêm túc lắng nghe Trần Triệu Dương kể, đặc biệt là khi nhắc đến việc anh đã phải đối mặt với tử thần hai lần và chính Julia là người đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm đó khiến hai người họ lại càng thêm căng thẳng hơn. Nói như vậy Julia chính là cứu tinh của anh, sau khi nghe Trần Triệu Dương kể xong câu chuyện của mình với Julia, cô chợt thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. Nếu là như vậy, thì tại sao anh lại phải tránh mặt cô ấy chứ? Lại còn có biểu hiện như có tật giật mình như thế. Anh làm gì có chột dạ chứ? Anh đẹp trai như vậy, lỡ cô ấy yêu anh thì sao? Anh đã có vợ, sao có thể phản bội lại tình yêu của chúng ta được? Trần Triệu Dương vặn lại, rồi tỏ vẻ trìu mến nói với Nam Cung Yến. Ây da, trái tim bé bỏng của em, không thể chịu đựng được nữa rồi. Xến chết đi được, nếu hai người muốn nói chuyện yêu đương thì hãy xuống xe tìm một nơi không có ai được không? Tuyên Hoàng sởn cả gai ốc, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ chán ghét mà nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Nam Cung Yến có chút ngượng ngùng, sau đó nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương nói, nếu muốn em bỏ qua cho anh cũng không phải không thể, chỉ cần anh có thể đem hợp đồng này về cho em sẽ bỏ qua cho. Anh, được thôi,
Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy chua xót khi nghe những lời của Nam Cung Yến. Đây chẳng phải là cô đem chồng mình tặng cho người phụ nữ khác sao? Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của người phụ nữ của mình, Trần Triệu Dương đương nhiên không đành lòng từ chối. Xem ra, mình vẫn phải đối mặt với người phụ nữ đó rồi. Mau đi thôi, đừng ngơ ra đó nữa, sắp muộn rồi, sau khi nhìn thời gian, Nam Cung Yến vội vàng thúc giục. Đã giải quyết được những nghi ngờ trong lòng, Nam Cung Yến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi họ đến khách sạn, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cùng nhau bước vào. Hai người phụ nữ này đúng là loại tuyệt sắc giai nhân, xuất hiện cùng nhau đều khiến tất cả ánh mắt tập trung về mình, có thể nói là đã cướp mất ánh đèn sân khấu của rất nhiều người. Mặc dù Trần Triệu Dương cũng đi cùng bọn họ, nhưng không ai để ý tới anh, hiển nhiên là đều tập trung vào người đẹp rồi. Trần Triệu Dương cũng rất vui, có thể nói Nam Cung Yến đã mở ra được khúc diên ở thành phố Long Hải, các ông chủ ở bữa tiệc này đều đi đến chào hỏi với cô. Cũng có một số người nhận ra Trần Triệu Dương, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nuốt sống chớ lại gần đó của Trần Triệu Dương thì không người nào dám bước tới, dù sao tính tình của anh không tốt lắm, mọi người đều biết chuyện này. Trần Triệu Dương tìm một góc bắt đầu ăn uống, dù sao con người có cứng rắn đến mấy cũng phải nhũ ra khi thiếu cơm mà. Vừa đến 7 giờ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một nhóm đàn ông mặc vest đen bước vào, tiếp theo là một người phụ nữ nước ngoài mặc một bộ lễ phục trễ vai đen trắng kết hợp bước vào. Ngay khi người phụ nữ vừa bước vào thì tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều đổ dồn ánh mắt về cô ta. Các đường nét trên khuôn mặt cô ta đều vô cùng tinh xảo tựa như thiên thần. Vẻ đẹp đến cực điểm, giống như tinh linh và thiên sứ. Bộ lễ phục đen trắng kết hợp khiến cô ta toát lên vẻ lạnh tanh, nhưng dưới vẻ ngoài lạnh như băng này, không thể nào che giấu được dáng người hoàn mỹ của mình. Thật xinh đẹp, cô ấy là Julia sao? Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bất ngờ thốt lên khi họ nhìn thấy một Julia với khí chất ngút ngàn đang bước vào. Phải biết rằng, hai người họ đều là những người đẹp xuất sắc nhất, nhưng khi đối mặt với Julia, người có khí chất mạnh mẽ và vẻ ngoài xinh đẹp. Như vậy, cả hai đều cảm thấy bản thân có chút không bằng cô ta. Ngay khi Julia bước vào, cô ta bắt đầu nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là cô ta đang tìm Trần Triệu Dương. Tuy nhiên, sau khi nhìn sơ qua một lượt, cô ta hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trần Triệu Dương, điều này khiến cô ta cảm thấy có chút thất vọng. Lý do cô ta đã để lại sự nghiệp vĩ đại của mình ở châu Âu mà đến Hoa Hạ là vì muốn tìm Trần Triệu Dương và nghe được tin tức từ Tật Phong là anh đã kết hôn. Cô ta muốn xem mẫu người phụ nữ nào có thể chiếm được trái tim của Trần Triệu Dương. Mặc dù cô ta đã nhìn thấy Nam Cung Yến từ tư liệu mà mình có được, nhưng cô ta không cho rằng mình thua kém Nam Cung Yến. Trong trường hợp đó, cô ta hoàn toàn không hiểu nổi, mình đã thua ở điểm nào. Rất nhanh sau đó, cô ta nhìn thấy vợ của Trần Triệu Dương là Nam Cung Yến. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Yến, cô ta thấy rằng những gì mình nhìn thấy từ tư liệu hoàn toàn khác với những gì mình thấy trong thực tế. Khi nhìn thấy Nam Cung Yến trên tư liệu trước, đây, cô ta chỉ nghĩ rằng cô chỉ là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại nhận ra rằng cô không phải chỉ có vậy. Nam Cung Yến sở hữu nét đẹp của phương Đông mà cô ta không có, nét đẹp kiểu này thì một người châu Âu như cô ta không thể nào sở hữu được. Hơn nữa, làn da của Nam Cung Yến rất đẹp, ngay cả khi cô ta sử dụng những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhất, cô ta vẫn thua xa so với đối phương. Ngay khi Julia bị sốc trước vẻ đẹp của Nam Cung Yến thì các ông chủ của một số công ty trang sức xung quanh cũng chợt bừng tỉnh trước vẻ đẹp mê hoặc của cô ta. Họ cố kiềm nén sự thèm thuồng lại trong lòng và bắt đầu trò chuyện với Julia. Thực sự xin lỗi các vị, cô chủ nhà chúng tôi có chút mệt mỏi nên muốn đến chào hỏi bạn của mình trước. Về việc hợp tác, các vị có thể tìm tôi sẽ cùng mọi người bàn bạc về chuyện hợp tác. Vào lúc tất cả mọi người đều bao vây lại thì một người đàn ông trung niên trong bộ vest bảnh bao bước ra, đứng trước mặt Julia và nói với mọi người. Tuy rằng mọi người có chút thất vọng, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là có thể cùng Julia thương lượng chuyện hợp tác. Vì vậy, mọi người đều nhường đường, rồi vây quanh người đàn ông trung niên đó. Nam Cung Yến thấy mọi người đều vây quanh người đó thì cô cũng muốn bước đến, nhưng đây đều là đàn ông, cô lại là một người phụ nữ không tiện chen lấn với những người đàn ông này, vì vậy cô chỉ có thể thầm lo lắng. Chị Tiểu Yến, nhìn xem, cô, Julia kia đang đi về phía chúng ta sao, khi Nam Cung Yến có chút lo lắng thì Tuyên Hoàng đột nhiên hét lên. Nghe những lời của Tuyên Hoàng, Nam Cung Yến ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn Julia. Quả nhiên, nhìn thấy, Julia đang nhìn bọn họ với nụ cười trên mặt,
cùng phương hướng mà cô ta đi tới, cô nhất định sẽ không nhìn nhầm, chắc chắn là cô ta đang đi về phía bọn họ. Quả nhiên, đến khi Julia đi đến trước mặt Nam Cung Yến liền nhẹ giọng nói, chào cô, Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi là Julia, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Chào, chào cô, tôi là Nam Cung Yến, cô có thể gọi tôi là Tiểu Yến. Nam Cung Yến lập tức kích động giữ chặt tay cô ta nói một cách ngạc nhiên. Tôi rất thích các thiết kế của cô, lần này cô đến Hoa Hạ, không biết đã có ý muốn hợp tác với công ty nào chưa? Nam Cung Yến vội vàng hỏi. Có, chính là công ty cô, Julia nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói. Chỉ cần em thành đối tác với vợ của anh, xem anh còn trốn em kiểu gì được. Julia nghĩ thầm trong lòng. Nam Cung Yến có chút ngạc nhiên, cô hoàn toàn không ngờ được rằng Julia sẽ nói như thế, điều này đúng là vượt qua sự mong đợi của cô rồi. Đây là sự thật hay sao? Nam Cung Yến ngạc nhiên nhìn Julia, trong mắt còn hiện rõ sự không dám tin. Tất nhiên là thật rồi, tôi đã nghe danh tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế từ sớm, còn nghe về cô là một người lãnh đạo vô cùng có chính kiến, công ty tôi muốn tìm để hợp tác không quan trọng là thực. Lực mạnh như thế nào mà điều quan trọng là dám thay đổi, điều hành công ty theo ý của mình. Các cô chính là người như thế. Julia nói như chuyện đương nhiên. Cô ta biết thực lực của công ty Nam Cung Yến không quá mạnh, nhưng mục đích cô ta đến hợp tác với Khuynh Thành Quốc tế lần này chỉ là tìm một lý do khiến người ta có thể tin tưởng được mà thôi. Vốn dĩ cô ta đã là một người vô cùng có cá tính, tất nhiên sẽ càng thích làm những chuyện khác biệt rồi, dù cho cô ta có làm ra chuyện gì khác người cũng không ai để ý đến. Tốt quá rồi, vốn tôi còn nghĩ dựa trên thực lực công ty mình sẽ không thể nào hợp tác được với cô, không ngờ cô lại coi trọng công ty tôi như thế, cô yên tâm. Công ty tôi sẽ hết sức phối hợp với cô, Nam Cung Yến nói một cách hưng phấn. Chỉ là, bây giờ có một vấn đề, tôi mới đến thành phố Long Hải, chưa tìm được chỗ ở, không biết cô có thể cho tôi mượn một phòng để ngủ qua đêm được không? Đợi đến khi tôi tìm được chỗ rồi sẽ chuyển ra, Julia nhìn Nam Cung Yến rồi nói một cách đáng thương. Tuyên Hoàng đứng cạnh nghe thấy thế thì bản năng cho biết có gì đó sai sai nên véo Nam Cung Yến một cái. Đáng tiếc. Người đang trong trạng thái hưng phấn như Nam Cung Yến không hề hay biết. Có thể ở nhà tôi rất rộng, đủ cho cô ở, hơn nữa cô hợp tác với công ty tôi thì cũng coi như một thành phần của công ty rồi, cung cấp chỗ ở cho đối tác hợp tác cũng là chuyện tôi nên làm, Nam Cung Yến nói nhanh. Tuyên Hoàng đứng cạnh lập tức vỗ vào đầu một cái, rồi nhìn Nam Cung Yến một cách bất lực, đúng là kích động quá mới dẫn đến kết quả này. Mong là đến khi cô tỉnh lại sẽ không hối hận. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi, chỉ là phiền mọi người quá, bộ dạng, Julia vô cùng vui mừng. Vốn cô ta không nghĩ là mình có thể được ở nhà Nam Cung Yến nhưng chỉ lỡ miệng một câu mà lại được chấp nhận rồi. Quá tốt rồi, lại có thể gần Trần Triệu Dương hơn một chút, đúng là vô cùng tuyệt vời. Không phiền, có thể ở với cô là vinh hạnh của tôi, Nam Cung Yến không để tâm đến cái gì khác mà trong đầu bây giờ chỉ tràn ngập niềm vui. Thế thì cảm ơn cô quá, Julia vui vẻ cười. Sau đó hai người nói chuyện trên trời dưới đất, cảm giác như hận không thể gặp nhau sớm hơn. Tuyên Hoàng thấy thế thì chỉ có thể đi ra ngoài tìm Trần Triệu Dương. Anh rể, anh mau nhìn xem, chị Nam Cung Yến điên rồi, chị ấy thế mà lại mời Julia về nhà. Tuyên Hoàng thấy Trần Triệu Dương đứng trong góc thì có chút tức giận, vội chạy đến nói. Hả, vốn anh không muốn cho hai người đó biết nhau nên mới trốn vào góc này để ăn, không ngờ kết quả hai người đó lại gặp nhau rồi. Theo lời của Tuyên Hoàng thì lại còn nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí Nam Cung Yến còn định mời Julia về nhà ở. Tình huống thế nào, không phải hai người họ không biết nhau hay sao? Trần Triệu Dương nhìn Tuyên Hoàng với vẻ mặt khó hiểu, rồi hỏi lại. Sao em biết được, người phụ nữ, Julia đó vừa vào đã tìm được chị Nam Cung Yến, lại còn nói là muốn hợp tác, có chuyện này rồi thì chị Tiểu Yến bắt đầu kích động, sau đó thành ra như thế, Tuyên Hoàng bất lực nói. Anh biết rồi. Nghe được lời của Tuyên Hoàng thì Trần Triệu Dương vỗ vào đầu một phát. Sao mà anh lại quên mất cơ chứ? Julia không chỉ là người phụ nữ xinh đẹp mà thủ đoạn cũng vô cùng giỏi. Lần này đến Long Hải, chắc chắn cô ta đã tính toán hết rồi. Chắc chắn Julia đã biết Nam Cung Yến, nên cô tất nhiên cũng là một phần trong kế hoạch của cô ta. Chỉ trong nháy mắt Trần Triệu Dương đã hiểu rõ suy nghĩ của Julia. Bây giờ làm thế nào? Thật sự để cho người phụ nữ đó vào nhà sao? Tuyên Hoàng nói một cách khó chịu. Anh làm gì được chứ? Tất cả đều do chị Tiểu Yến của em làm chủ, anh cũng không có cách nào, Trần Triệu Dương bất lực nói. Tiệc rượu cũng không có gì,
chỉ là do mấy công ty lớn muốn hợp tác với Julia tổ chức mà thôi. Nếu mà mấy tổng giám đốc của mấy công ty đó biết được, Julia đã sớm chọn được đối tượng hợp tác thì chắc bây giờ cũng không tranh nhau đến đỏ mặt tía tai như thế. Dẫn cô đi gặp một người bạn của cô, nói chuyện với Julia một hồi lâu thì Nam Cung Yến mới nhận ra không thấy Tuyên Hoàng và Trần Triệu Dương ở đây, cho nên cô lập tức muốn dẫn Julia qua đó. Bạn của tôi, ý cô là Trần Triệu Dương, anh ấy cũng ở đây hay sao? Julia nghe được lời của Nam Cung Yến thì lập tức hỏi một cách thản nhiên. Cô ta rất tự nhiên mà nói rằng mình quen biết Trần Triệu Dương, vì dù gì Nam Cung Yến nói là người quen của cô ta, trừ Trần Triệu Dương ra thì cô ta không biết ai nữa cả. Nếu mà che giấu sẽ khiến người ta có cảm giác mình chột dạ, thế tại sao không nói một cách thản nhiên, đường đường chính chính chứ? Đúng thế, tôi nghe nói cô đã từng cứu chồng tôi, còn chưa kịp cảm ơn cô nữa, lúc này Nam Cung Yến cũng đã khôi phục lại lý trí, lập tức nói một cách giòn giã. Không cần cảm ơn đâu, dù gì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Julia cười một cái rồi nói một cách thản nhiên. Cô nói tiếng Hoa Hạ tốt thật đấy, chắc cũng mất nhiều công tập luyện. Nam Cung Yến đột nhiên chuyển đề tài, hỏi. Đúng thế, tiếng Hoa Hạ uyên thâm, tôi tốn biết bao công sức mới có thể học được chút xíu này. Julia nghĩ đến chuyện mình học nói tiếng Hoa Hạ này lại thấy vui, vì ít nhất có thể nói chung một ngôn ngữ với anh ấy. Nam Cung Yến nhìn Julia một cách đầy thâm ý, tự nhiên cô thấy hối hận, sao vừa nãy lại đồng ý cho Julia đến nhà ở cơ chứ? Như thế không phải tự dẫn sói về nhà hay sao? Nam Cung Yến ơi là Nam Cung Yến! Mày thiếu tự tin như thế từ bao giờ? Chỉ có một Julia đã khiến mày lo lắng như thế. Trần Triệu Dương ưu tú như thế, sau này chắc chắn vẫn sẽ có không ít người phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thích Trần Triệu Dương, lẽ nào mày cứ hẹp hòi như thế mãi sao? Nam Cung Yến, nhất định mày phải tự tin lên, Trần Triệu Dương là người đàn ông của mày, không ai cướp được cả, Nam Cung Yến âm thầm hạ quyết tâm. Đi thôi, tôi dẫn cô đi. Nam Cung Yến sau khi nghĩ thông suốt rồi thì nở một nụ cười tự nhiên, rồi dẫn cô ta đi về phía Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng. Đây là chồng tôi, Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến dẫn theo Julia đến trước mặt Trần Triệu Dương rồi nắm lấy cánh tay anh, tỏ ra vô cùng thân thiết nói với cô ta. Hai người là bạn cũ, nói chuyện chút đi, em đói rồi, Tuyên Hoàng, đi ăn gì đó với chị nào, Nam Cung Yến kéo Tuyên Hoàng đang định mở miệng nói gì đó đi. Đợi đến khi hai người đi rồi thì, Julia mới nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong mắt cô ta hiện lên sự kích động và hờn tủi. Tại sao lại muốn trốn em? Em khiến anh chán ghét đến thế sao? Julia cắn môi, vô cùng khó khăn nói. Nha nha, thực sự xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, Nam Cung Yến chính là vợ của tôi, chắc là em cũng thấy rồi, chúng tôi vô cùng yêu nhau, cho nên, Trần Triệu Dương bất lực cười nhẹ một tiếng, giải thích. Cho nên, em không có cơ hội nữa. Đúng không? Julia ngắt lời anh, hỏi thẳng. Nha nha, em đừng kích động, em là một người con gái vô cùng tốt, nhưng mà tôi không thích hợp với em, Trần Triệu Dương thấy, Julia kích động thì chỉ có thể nói như thế. Em không hề kích động, em rất bình tĩnh. Julia hít sâu một hơi để khống chế lại cảm xúc của bản thân rồi nói, nha nha chính là cái tên Hoa Hạ anh đặt cho em, trước đây em không hiểu nhưng bây giờ em học được tiếng Hoa Hạ thì đã hiểu rồi, tên này có nghĩa là sự cưng chiều, cho nên. Nói đến đây, cô ta đột nhiên dừng lại không nói nữa mà nhoẻn miệng cười. Cho nên, em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào em không còn thấy được chút hy vọng nào mới thôi, Julia nhìn Trần Triệu Dương rồi âm thầm thề. Hai người nói chuyện xong rồi sao? Nếu xong rồi thì chúng ta về nhà thôi, dù gì Julia cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty chúng ta rồi, ở đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngay lúc này, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng thấy họ nói chuyện cũng đã lâu nên đi đến nói. Cũng đúng, tôi không thích bầu không khí ở đây lắm, đi thôi, Julia cũng gật đầu, từ trước đến nay cô ta chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, căn nhà này, cô ta phải ở. Nhìn thấy hai người nói cười cười thì Trần Triệu Dương thấy vô cùng buồn bực, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Cả bữa tiệc này được tổ chức khá là suôn sẻ, nhưng ngay khi Nam Cung Yến và Julia nam tay rời đi thì lập tức bùng nổ. Tình huống gì đây, đây không phải là tổng giám đốc của Khuynh Thành Quốc tế đấy chứ. Cái đệt, chúng ta ở đây vất vả đàm phán, người ta thì đã biết nhau từ sớm rồi, hơn nữa nhìn qua còn khá là thân thiết. Đúng thế, vậy chúng ta đàm phán gì nữa? Tan đi. Những người tổng giám đốc này vốn đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, không thể hòa giải được thì bây giờ đều ngừng cả lại, ai nấy đều mang vẻ mặt không được tốt lắm nhìn Nam Cung Yến và Julia rời đi.
Buổi tối hôm nay, Trần Triệu Dương bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của Nam Cung Yến, bởi vì cô và Vulia nói chuyện quá hợp nhau nên họ định ngủ với nhau đêm nay để tâm sự. Bị đuổi ra ngoài, thật là đáng thương, Tuyên Hoàng đang đứng ở cầu thang thấy Trần Triệu Dương bị đuổi ra ngoài thì cười trên nỗi đau của người khác nói. Đừng có dậu đổ bìm leo thì chúng ta vẫn là bạn tốt, Trần Triệu Dương cần răng nhìn Tuyên Hoàng nói. Vừa hay, em tu luyện gặp phải chút vấn đề, nếu không thì anh giúp em giải quyết đi, Tuyên Hoàng nghĩ đến ước hẹn với Trần Triệu Dương thì lại ngập tràn sự nhiệt tình với việc tu luyện. Cô ấy muốn đột phá hậu thiên võ giả, rồi sau đó sẽ được Trần Triệu Dương cho thuốc dưỡng ra. Cô ấy cũng muốn được như Nam Cung Yến vậy. Đi thôi, anh hướng dẫn em tu luyện, Trần Triệu Dương cũng không có chuyện gì làm nên lập tức đồng ý. Một đêm trôi qua, điều khiến Trần Triệu Dương cảm thấy ngạc nhiên là thiên phú tu luyện của Tuyên Hoàng thực sự rất mạnh, chỉ dựa vào bản thân mà thực sự rất nhanh đã có thể vào được cảnh giới hậu thiên rồi. Sáng hôm sau, Trần Triệu Dương vẫn giữ thói quen dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng, đột nhiên lại nhớ ra trên tầng có thêm một người nữa, anh có chút lưỡng lự, nên giả vờ như cái gì cũng không biết mà rời đi trước không. Ngay lúc anh đang đản đo thì từ trên tầng truyền xuống tiếng cười nói và tiếng bước chân. Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu quét qua một lượt thì âm thầm kêu khổ, Nam Cung Yến và Julia đang xuống đây. Hai người đều xinh đẹp tuyệt vời, lúc này lại cùng nhau đi xuống cầu thang, đúng là một bức tranh tuyệt sắc không gì sánh bằng, khiến Trần Triệu Dương nhìn đến đơ người ra luôn. May mà bây giờ anh đang trong phòng bếp và dùng thuật xuyên thấu để nhìn. Phù phù, phát hiện suy nghĩ này của mình không được hay lắm thì anh lập tức thu hồi lại khả năng nhìn xuyên thấu, tập trung lại vào các món ăn. Chị Tiểu Yến, sao hai người dậy sớm thế? Anh rể còn chưa làm xong cơm đâu, Tuyên Hoàng bị âm thanh của hai người đánh thức nên bước ra ngoài, rồi cũng đi xuống theo. Tuyên Hoàng, hình như em hơi khác, tối qua xảy ra chuyện gì sao? Thấy Tuyên Hoàng đi xuống thì Nam Cung Yến phát hiện ra cô ấy có gì đó khác lạ, nên tò mò hỏi. Có sao, không có thay đổi gì cả mà, Tuyên Hoàng xoa xoa mặt rồi ngạc nhiên hỏi lại. Không giống hôm qua lắm, nhưng khác ở đâu thì lại không nói được. Julia đứng bên cạnh tuy là giác quan không được nhạy bén như Nam Cung Yến nhưng dù gì cô ta cũng là một nhà thiết kế, chắc chắn sẽ có năng lực quan sát rất kỹ càng tỉ mỉ, nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì cẩn thận quan sát một chút rồi cũng nhận ra được điểm khác biệt mà Nam Cung Yến nói. Trần Triệu Dương đang nấu ăn trong bếp, tất nhiên là biết nguyên nhân của chuyện này. Với thiên phú của Tuyên Hoàng, cô ấy tu luyện một đêm thì có thể đuổi kịp người khác tu luyện một tuần rồi. Hơn nữa, cấp bậc càng thấp, tiến độ tu luyện càng nhanh, cho nên mới khiến khí chất trên người Tuyên Hoàng phát sinh sự biến đổi lớn như vậy. Đương nhiên, nếu không phải giác quan của Nam Cung Yến nhạy bén, e là cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của Tuyên Hoàng tốt hơn một chút mà thôi. Đói chết rồi, hôm qua chưa ăn gì cả, em cảm thấy có thể ăn được cả con voi lớn luôn á, Tuyên Hoàng không để ý sự thay đổi của bản thân, ngửi thấy mùi thơm trong bếp truyền tới thì bụng cô ấy bắt đầu chống đối. Anh rể, anh nấu xong chưa vậy? Người ta sắp chết tới nơi rồi đây, Tuyên Hoàng quay đầu nói vọng vào trong bếp. Hả, là Trần Triệu Dương nấu cơm sao? Anh ấy biết nấu cơm ư, Julia nghe Tuyên Hoàng nói vậy thì thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc nấy cô ta còn tưởng là bảo mẫu đang nấu cơm trong bếp. Trong ấn tượng của cô ta, huyết lang máu lạnh và kiên cường, vốn không phải người có thể xuống bếp làm cơm. Đây có phải huyết lang máu lạnh mà cô ta từng quen biết không? Còn Nam Cung Yến? Sau khi nghe, Julia nói vậy thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Xem ra, quan hệ giữa Trần Triệu Dương và Julia không tốt như trong tưởng tượng của cô. Nếu không làm sao cô ta không biết Trần Triệu Dương biết nấu ăn được chứ? Nếu quan hệ thật sự tốt thì chắc chắn từng ăn món mà Trần Triệu Dương nấu rồi. Ây da, Julia, hôm nay chỉ có lộc ăn rồi. Chị không biết món ăn mà anh rể tôi nấu ngon cỡ nào đâu. Cho dù là đầu bếp sở hữu 3 sao Michelin cũng không nấu ngon bằng anh rể tôi đâu, Tuyên Hoàng nghe, Julia nói vậy thì lập tức nhiệt tình giới thiệu. Vậy sao, tôi cũng không ngờ anh ấy lại biết nấu ăn. Hơn nữa, còn nấu cho mọi người ăn, Julia nói lấp lửng, tâm trạng có chút phức tạp. Sao vậy, anh rể biết nấu ăn là chuyện lạ lắm sao? Anh ấy thường nấu cho bọn tôi ăn. Chúng tôi quen ăn món mà anh rể nấu rồi, nếu ăn món người khác nấu thì lại cảm thấy không ngon. Tuyên Hoàng thấy lạ nên nhìn sang Julia. Còn trong lòng của Julia lại thấy cay đắng. Nếu bọn xã hội đen ở nước ngoài biết được đường đường là huyết lang lại xuống bếp nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon như vậy, e là sẽ đập hỏng mắt kính hết. Lúc này trong lòng của Julia không chỉ ngưỡng mộ Nam Cung Yến,
mà còn ghen tị nữa. Tại sao Trần Triệu Dương bằng lòng làm chuyện này cho cô? Rốt cuộc cô có gì đặc biệt? Lúc Julia đang suy nghĩ lung tung, Trần Triệu Dương đã bưng đồ ăn sáng lên. Bữa ăn phong phú, không chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có bánh bao, há cảo tôm. Vì Julia là người châu Âu, Trần Triệu Dương đặc biệt nấu một số món ăn phương Tây, vô cùng thịnh soạn. Qua, anh rể, anh không đi mở nhà hàng thì đúng là uổng phí tài nghệ nấu ăn của anh đớ. Tuyên Hoàng nhìn thấy bữa sáng lung linh đẹp mắt, trong mắt đột nhiên sáng rực lên, vô cùng háo hức nói. Sao có thể chứ, có thể nấu một bữa như vậy thì sao có thể đi mở nhà hàng, lúc này tâm trạng của Julia càng phức tạp, cô ta thất thần nói. Nam Cung Yến đảo mắt một vòng, trong lòng hơi nghi ngờ, nhìn dáng vẻ của Julia giống như Trần Triệu Dương biết nấu ăn là một chuyện rất đáng sợ. Lẽ nào, tên này còn có chuyện gì giấu mình sao? Khụ khụ, mau ăn đi. Còn không ăn thì nguội mất, nguội rồi thì ăn không ngon đâu, Trần Triệu Dương nghe, Julia nói vậy thì nhất thời bị dọa một phen. Còn nói tiếp thì Julia này chắc nói huých tuệt ra bí mật của mình mất, anh nhanh chóng nhắc nhở cô ta. Tuyên Hoàng lại không mấy quan tâm, cô ấy rất vui vẻ ăn cơm. Còn Julia và Nam Cung Yến ai cũng có tâm sự, chẳng qua được hương vị bữa sáng này che lấp tâm sự của họ đi mà thôi, tạm thời quên đi suy nghĩ vừa rồi. Thấy Nam Cung Yến ăn rất hạnh phúc. Trong lòng của Trần Triệu Dương cũng rất vui. Sau khi ăn xong, Trần Triệu Dương lái xe đưa hai người về công ty. Còn về Tuyên Hoàng, cô ấy nói là có chút chuyện nên hôm nay không đi theo Nam Cung Yến về công ty. Về hành tung của Tuyên Hoàng, Nam Cung Yến cũng không điều tra sâu, ai cũng có chuyện riêng, cô cũng không tiện can thiệp nhiều. Tới công ty, Nam Cung Yến tới phòng họp chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trong văn phòng chỉ còn lại Trần Triệu Dương và Julia. Đồ mà anh muốn em thiết kế. Hôm nay, em sẽ bắt đầu giúp anh thiết kế. Anh đưa vật thật cho em đi, vậy thì em sẽ thiết kế dễ dàng hơn, Julia lên tiếng trước. Được thôi, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh lấy một hộp giấy trong túi ra và tiện tay ném cho Julia. Julia nhanh chóng đón lấy, sau khi mở ra thì đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên. Vốn dĩ thấy Trần Triệu Dương tiện tay lấy món đồ từ trong túi ra, còn tưởng là vật bình thường. Không ngờ lại là kim cương tím cao cấp, thần bí, hơn nữa còn đắt đỏ như vậy. Điều quan trọng nhất là dựa vào thị lực của cô A, nhìn ra đây chắc chắn là cực phẩm, viên lớn như vậy cũng khoảng 5 carat trở lên, còn viên nhỏ cũng là 1 carat. Phải biết là viên kim cương tím vốn đã hiếm, hễ lên tới carat thì đều là cực phẩm, đều được rất nhiều người săn đón. Nhưng Trần Triệu Dương lại thản nhiên cho vào túi, còn trực tiếp ném cho cô ta. Anh không sợ bị trộm à? Đây là viên kim cương tím trị giá hàng trăm triệu đó, Julia lên tiếng trách móc. Em cảm thấy, có tên trộm nào có thể trộm được đồ của tôi sao? Nghe Julia nói vậy, Trần Triệu Dương chợt mỉm cười, trên người hiện lên vẻ tự tin. Còn Julia thấy dáng vẻ tự tin của Trần Triệu Dương, bỗng dưng trong mắt mang vẻ sùng bái, đây mới là huyết lang máu lạnh mà cô ta quen biết. Được rồi, đừng nhìn say đắm như vậy, thiết kế hai chiếc nhẫn này cho đẹp vào. Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ si mê của Julia, đột nhiên trong lòng khẽ run lên, anh không mấy vui vẻ nói. Anh yên tâm giao một vật quan trọng như vậy cho em thiết kế ư, Julia không kiềm được hỏi lại một câu. Em đang hoài nghi về đạo đức nghề nghiệp của mình ư. Tôi tin vào đạo đức nghề nghiệp của em, Trần Triệu Dương mỉm cười. Anh không hề lo lắng về sự đe dọa của Julia. Hừ, em biết ngay anh ức hiếp người ta mà, Julia giận dỗi nhìn sang Trần Triệu Dương. Hiển nhiên là cho dù có người kêu cô ta thiết kế hai chiếc nhẫn này xấu đi, cô ta cũng sẽ không làm như thế. Đúng rồi, Nam Cung Yến chắc không biết thân phận của anh ở thế giới ngầm. Anh nói xem, nếu em nói cho cô ấy biết, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Julia cười híp mắt nhìn Trần Triệu Dương, ánh mắt mang tính đe dọa. Em tốt nhất đừng làm những chuyện như vậy. Em biết, tôi không thích phụ nữ tự cho mình thông minh. Nghe Julia nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau đó nhàn nhạt nói. Cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ người Trần Triệu Dương. Julia đột nhiên không nhịn được mà run rẩy, trong lòng lại thấy ấm ức. Anh không thể bày tỏ sự dịu dàng của mình cho em chút nào sao? Dù là chỉ một chút thôi, đôi mắt của Julia ngấn nước và tỏ ra ấm ức. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn, Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên nhìn cô ta và nhẹ nhàng nói. Chỉ là bạn bè ư, nhìn theo bóng lưng của Trần Triệu Dương đang rời khỏi văn phòng. Julia không kiềm được thấp giọng nói, em không cam tâm. Em không muốn làm bạn với anh. Vào sáng hôm nay,
thành phố Tam Hà đột nhiên truyền đến một tin tức vô cùng chấn động. Giang Môn, nơi khiến một nửa thế lực khổng lồ của Giang Bắc phải kinh hãi, đêm qua đã bị những kẻ không rõ danh tính tấn công. Trong một đêm, toàn bộ các tầng lớp cấp cao của Giang Môn ở thành phố Tam Hà đều bị phế bỏ. Tuy không lo về tính mạng nhưng cũng trở thành người tàn phế. Có thể nói, Giang Môn coi như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cho dù có người mới kế vị đi nữa, chắc chắn trong thời gian ngắn cũng không thể làm nên chuyện gì. Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, e là có người sẽ không nhịn được mà ra tay phân chia sản nghiệp khổng lồ đó. Dù gì, Giang Môn cũng thuộc về thế giới ngầm, không tránh khỏi việc đắc tội với không ít người, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều thế lực chấp lấy cơ hội này mà nhổ cỏ tận gốc. Chẳng qua, bây giờ tất cả các thế lực tạm thời chọn cách quan sát mà thôi. Suy cho cùng thì thế lực thần bí đã đạp đổ Giang Môn này, mưu đồ của chúng tất nhiên sẽ không hề nhỏ. Đối phương có thể phá hủy Giang Môn ra nông nỗi này, e là không có thế lực nào có thể chịu được sự báo thù như vậy. Cho nên trước khi họ chưa làm rõ được chân tướng vụ việc, chắc chắn sẽ không manh động. Dù gì, nếu cướp miếng bánh đang tồn tại một cách thần bí như vậy, hậu quả e là sẽ rất nghiêm trọng. Mà Tăng Kim Lai và Từ Hồng Nho vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những công ty mà Giang Môn cài vào ở thành phố Nam Hải, sau khi nhận được tình báo thì họ không hề do dự mà trực tiếp ra tay công kích quyết liệt các doanh nghiệp, công ty này. Vì trụ sở Giang Môn đã bị tê liệt, những công ty này như rắn mất đầu, đối mặt với sự công kích từ phía Từ Hồng Nho và Tăng Kim Lai, vốn không hề có sức chống cự, chẳng mấy chốc các doanh nghiệp và công ty này đều bị tịch thu toàn bộ. Mà Hứa Thiệu Phong thấy thủ đoạn của Tăng Kim Lai và Từ Hồng Nho thì bị dọa suýt tè ra quần. Vốn dĩ anh ta còn tưởng Trần Triệu Dương chỉ là một võ giả. Không ngờ, thực lực hai người được anh cử tới lại lớn mạnh như vậy. Cho dù là anh ta, căn cứ của anh ta có ở thành phố Nam Hải đi chăng nữa, e là cũng không thể trực tiếp chiếm giữ tất cả các công ty và thế lực của Giang Môn trong thời gian ngắn như vậy. Hiện thực quá khủng khiếp rồi, thế lực như vậy. Nếu muốn tịch thu công ty của anh ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, sự không phục và những suy nghĩ không hay trong lòng anh ta đều đã tan biến hết. Cậu Trần, tôi muốn báo cáo với cậu một chuyện, sau đó Hứa Thiệu Phong gọi điện cho Trần Triệu Dương, báo cáo mọi chi tiết liên quan đến hành động lần này. Ý của anh là, Giang Môn bị người ta đạp đổ trong một đêm sao? Trần Triệu Dương nghe Hứa Thiệu Phong nói xong thì bỗng dưng ngây người. Vốn dĩ anh còn tưởng Tăng Kim Lai tới thì ít nhất họ cần 10 ngày tới nửa tháng mới thu dọn toàn bộ cục diện, không ngờ, chỉ trong một đêm lại xuất hiện sự thay đổi như vậy. Lão Hứa, anh sắp xếp tất cả những việc liên quan đến Giang Môn đêm qua cho tôi muốn xem qua, Trần Triệu Dương hiển nhiên muốn tìm hiểu một chút về chuyện tối qua, Giang Môn đã xảy ra chuyện gì, anh muốn xem thử rốt cuộc do ai làm. Cậu Trần, tôi đã chuẩn bị tài liệu xong hết rồi, cậu xem trước đi, Hứa Thiệu Phong nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Anh ta cũng dự đoán được và chuẩn bị xong cả rồi. Được, sau đó Trần Triệu Dương cúp máy, anh mở tài liệu mà Hứa Thiệu Phong đã gửi cho anh. Lúc Trần Triệu Dương nhìn qua một lượt, cuối cùng trong vòng 3 tiếng đồng hồ, anh cũng đã bắt được một bóng người. Nhìn thấy bóng dáng này, Trần Triệu Dương đột nhiên ngây người ra một lúc, sau đó anh tua lại rồi nhìn rõ bóng dáng đó. Thì ra là mấy tên các cậu à, về mà cũng không báo với tôi một tiếng, thấy bóng dáng này. Trần Triệu Dương bỗng dưng tỏ ra kinh ngạc. Biết là do đám người Tật Phong làm, Trần Triệu Dương hiểu chuyện này là gì. Nhưng anh vẫn thấy hơi lo lắng, dù gì thì thực lực của Giang Môn cũng không yếu, không biết bốn người họ như thế nào rồi. Lão Hứa, giúp tôi điều tra một chút, đám người làm chuyện này, xem thử có tin gì của bọn họ không, Trần Triệu Dương gọi điện, anh vãn không yên tâm về đám người Tật Phong. Cậu Trần, không phải tôi không muốn điều tra. Mà hình như cả khu vực Giang Bắc đều đang điều tra, nhưng không một ai điều tra được tin tức gì. Cho dù là CCTV trên đường cũng không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào một cách khó hiểu, xuất hiện hay biến mất đều vô cùng kỳ lạ, không để lại chút vết tích nào, Hứa Thiệu Phong cười khổ, anh ta bất lực lên tiếng. Vậy cũng phải, dựa vào đám người này vốn không thể tìm được bọn họ, nghe Hứa Thiệu Phong nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười. Hả, cậu Trần, cậu đang nói gì vậy? Hứa Thiệu Phong đột nhiên có chút hoài nghi, lẽ nào cậu Trần quen đám người này ư? Không có gì, anh cứ bí mật theo dõi tin tức đi, Trần Triệu Dương không nói gì thêm, sau đó anh bèn cúp máy. Nếu những tên này có bản lĩnh thủ tiêu mọi hành tung và manh mối thế, vậy thì chứng tỏ bọn họ không sao. Điều này làm cho Trần Triệu Dương yên tâm một chút. Nhưng đám người này tới tìm mình, mà mình không lộ diện thì cũng không được. Nghĩ tới đây,
Trần Triệu Dương liền quay về văn phòng của Nam Cung Yến, mà Julia đã rời khỏi rồi. Trần Triệu Dương lập tức mở máy tính của Nam Cung Yến. Máy tính của cô có mật mã, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, sau đó thử vài lần, cuối cùng cũng không thành công. Điều này khiến Trần Triệu Dương không khỏi bực bội. Mình không hiểu Nam Cung Yến tới mức này ư. Thử cái này xem, Trần Triệu Dương nghĩ tới ngày nhận giấy kết hôn với Nam Cung Yến, anh bèn thử nhập vào. Ha, vậy mà mở được rồi, lúc Trần Triệu Dương thấy máy tính đã vào giao diện chính, anh nhất thời ngơ ngác, trong lòng anh cũng vô cùng cảm động. Nghĩ tới Nam Cung Yến lại dùng ngày này làm mật mã mở máy, xem ra mối quan hệ giữa mình và cô càng ngày càng gần rồi. Nhưng lúc nào mình mới có thể đột phá thành võ đạo tông sư? Nếu không thể đột phá, vậy thì đành lực bất tòng tâm. Loại bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Trần Triệu Dương lập tức thành thục mở một trang web. Đây là một trang web nghe nhạc rất bình thường, nhưng Trần Triệu Dương không nghe nhạc mà là tìm một quảng cáo ở góc dưới bên phải và nhấp vào đó. Sau đó, toàn bộ máy tính bước vào một giao diện tối. Dark web. Trên giao diện hiện ra hai dòng chữ, bên dưới là thủ tục đăng nhập. Trần Triệu Dương khéo léo gõ mật khẩu tài khoản của mình, sau đó một dòng chữ màu đỏ hiện ra. Chào đón anh Huyết Lang về nhà. Thấy mấy chữ quen thuộc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mỉm cười. Chỉ là anh đã lâu chưa đăng nhập dark web này rồi, e là sau này cũng sẽ ít đăng nhập. Sau đó, Trần Triệu Dương bèn lưu lại cách liên lạc với mấy người anh em tốt của anh, kêu họ nhanh chóng liên lạc với mình. Làm xong mấy chuyện này, Trần Triệu Dương lại nhìn danh sách Huyết Lang, phát hiện Huyết Lang vẫn đứng đầu danh sách dark web, hơn nữa còn bỏ xa người ở vị trí thứ hai. Nhưng e là sau này Huyết Lang sẽ không làm nhiệm vụ nữa, chắc không bao lâu nữa thì vị trí top đầu này sẽ bị thay thế. Có điều, Trần Triệu Dương vốn không bận tâm đến vì anh đã phát hiện một cuộc sống ý nghĩa hơn là lăn lộn trong thế giới ngầm. Anh đang làm gì thế? Ngay lúc Trần Triệu Dương đang lướt xem một vài tin tức trên dark web thì Nam Cung Yến đột nhiên đi vào, cô nhìn thấy Trần Triệu Dương đang ngồi nghịch máy tính của mình thì hỏi với vẻ nghi hoặc. Không có gì, Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến lại đột ngột đi vào. Anh thản nhiên vội nhấn tổ hợp phím để tắt đi, sau đó thì mới thả lỏng tay. Lúc này, Nam Cung Yến bước đến, cô nhìn thấy trên giao diện chính của trang web xuất hiện vài ảnh của mấy cô hot girl, điều này làm cô không khỏi bất ngờ. Anh chấm ans đang xem cái gì đó hả? Khi cô nhìn thấy giao diện mà Trần Triệu Dương đang xem, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến đỏ bừng lên rồi khó chịu nhìn anh. Lẽ nào mình còn chưa đủ đẹp sao? Lại còn chạy lên mạng ngắm mấy cô hớ hênh này nữa? Vẫn còn chưa hài lòng về mình à? Không, không phải thế đâu, em đừng hiểu lầm, anh chỉ lướt web lung tung thôi, Trần Triệu Dương không ngờ đến, anh sử dụng tổ hợp phím tắt để giấu đi dark web, kết quả lại tự mình hại mình chuyển tới mấy trang web 18 cộng này. Mà xui nhất là lại để Nam Cung Yến bắt gặp được, chuyện này sẽ làm cô ấy nghĩ sao về mình đây? Khỏi cần giải thích, em bận rồi, đi trước đây, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến vô cùng khó coi. Sau đó quay ngoắt người bước ra khỏi phòng làm việc. Này vợ ơi, em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không cố ý mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương buồn bực không thôi. Chuyện gì nữa đây trời? Nghĩ đến việc mình bị vợ hiểu lầm, Trần Triệu Dương cắn răng nghiến lợi, cực kỳ oán giận người đã thiết kế ra cái dark web này, đây khác nào là đang đào hố chôn anh đâu. Quả nhiên đến chưa? Trần Triệu Dương còn định ìm Nam Cung Yến cùng nhau ăn cơm, kết quả là Nam Cung Yến đã dẫn Julia ra ngoài ăn mất rồi, lại còn chẳng thèm cho anh đi cùng. Cô ấy thật sự nổi giận rồi. Bên kia, trong lòng Nam Cung Yến cực kỳ bực bội, cô đưa Julia tới một quán ăn mà cô vẫn thường thích ghé ăn, quán này cũng rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp với cô và Julia. Nói thật thì Julia và cô đều là người đẹp đạt đủ mọi tiêu chuẩn, nếu ngồi ăn ở những quán ồn ào đông đúc, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn mất. Dù cho ở đây cũng thu hút không ít sự chú ý, nhưng dù sao quán ăn này cũng tương đối sang trọng, sẽ tránh xảy ra những chuyện có người chạy đến bắt chuyện làm quen phiền phức. Hình như tâm trạng cô không tốt lắm thì phải, nhìn dáng vẻ có hơi giận dỗi của Nam Cung Yến, Julia tò mò hỏi. Không có gì đâu, chúng ta chọn món ăn trước đi, Nam Cung Yến miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó liền bẻ lái sang chuyện khác. Cô cũng không thể nói chồng cô lén lút sau lưng cô ngắm hình gái đẹp được. Chuyện này mất mặt lắm. Julia cũng không hỏi đến cùng, dù sao mối quan hệ của hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó, không phải chuyện gì cũng có thể kể mình nghe được. Nhưng mà Julia cũng không sốt ruột,
cô ta phải từ từ giành lấy tin tưởng của Nam Cung Yến, như thế thì cô ta mới có thể ở đây về lâu về dài được, sẽ không bị tống cổ đi. Rất nhanh sau đó hai người đã gọi món xong, Nam Cung Yến thế mà lại làm chuyện hiếm thấy là gọi hẳn một chai rượu. Đối với chuyện này, Julia chỉ khuyên vài câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai bắt đầu uống rượu tại quán ăn này vào giữa trưa, uống được vài ly rượu vang đỏ thì Nam Cung Yến và Julia đã trò chuyện rôm rả. Julia, cô cảm thấy tôi có đẹp không? Vẻ mặt Nam Cung Yến hơi ảm đạm, cô nhẹ giọng hỏi. Đẹp mà, nếu ai nói cô không đẹp thì chắc bị mù rồi đấy. Julia gật đầu, thành thật mà nói, lần đầu tiên cô ta gặp một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp như vậy. Trong ấn tượng của cô ta từ trước, phụ nữ phương Đông rất kín kẽ không thì là khá bảo thủ, và lại rất ít chăm chút cho bản thân. Nhưng sau khi gặp được Nam Cung Yến, cô ta mới biết, thì ra phụ nữ phương Đông lại còn có thể xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Thế nên, những lời này đều xuất phát từ suy nghĩ trong lòng cô ta. Nếu tôi không xấu, vậy tại sao tên Trần Triệu Dương kia lại còn ngắm, còn tơ tưởng đến người phụ nữ khác nữa chứ? Có phải là tôi có chút thất bại không? Nam Cung Yến ngẩn người nhìn ly rượu trong tay, nói khẽ. Sao hả? Nghe Nam Cung Yến nói thế, Julia nhất thời sửng sốt. Vốn dĩ cô ta cho rằng tình cảm giữa Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến vô cùng tốt, nhưng không ngờ giữa hai người bọn họ lại nảy sinh vấn đề. Hơn nữa, theo như lời Nam Cung Yến nói, vấn đề này dường như còn rất nghiêm trọng là đằng khác. Nhưng sau đó cô ta lại thấy chột dạ, dù sao thì cô ta vẫn là một trong những người mà Trần Triệu Dương đã nhớ nhung, đừng nói Nam Cung Yến đã đánh hơi được gì rồi chứ. Nếu thật sự đã biết rồi, vậy kế hoạch ẩn núp của cô ta đã sắp phá sản rồi sao? Julia nhẹ giọng hỏi với vẻ chột dạ, Trần Triệu Dương ngắm ai chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Với hiểu biết của tôi về Trần Triệu Dương, anh ấy không phải là loại người như vậy đâu, giữa hai người có phải đã có hiểu lầm gì không? Chính tôi tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm sao? Nam Cung Yến tủi thân nói. Sao chứ? Cô tận mắt thấy à? Julia liền ngây ra. Nếu nói người khác thì cô ta còn có thể tin, nhưng đây là Trần Triệu Dương, hồi đó cô ta và Trần Triệu Dương cũng từng ở cạnh nhau, ngay cả đầu ngón tay anh ấy còn không chạm vào mình nữa. Về sau, có một đoạn thời gian dài, chuyện này đã làm cô ta nghi ngờ có phải bản thân không đủ sức hấp dẫn hay không. Thế nên, chẳng có lý nào Trần Triệu Dương lại bỏ mặc hai người đẹp hoàn hảo này mà chạy đi theo đuổi người phụ nữ khác, chuyện này quả thực vô cùng xúc phạm hai người bọn họ. Cụ thể ra sao? Nếu cô không ngại thì kể cho tôi nghe đi, tôi sẽ giúp cô phân tích thử xem, đến lúc này Julia đã cực kỳ tò mò rồi, cô ta liền hỏi. Thì anh ấy lén lút lấy máy tính của tôi vào những trang web kia ngắm ảnh người phụ nữ khác, Nam Cung Yến ngại mở miệng, nhưng sau cùng cũng chịu nói ra. Sao chứ, chỉ có chuyện bé xíu thế thôi á, tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là lên mạng ngắm ảnh thôi à, thế thì có gì mà quá trớn đâu. Có vậy mà tâm trạng cô lại tồi tệ thế á, nghe Nam Cung Yến nói xong. Julia bất lực nhìn cô nói. Cô ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chỉ có thế thôi. Thế mà còn không phải là chuyện lớn sao? Tôi là vợ chính thức của anh ấy mà anh ấy không ngắm, lại chạy lên mạng ngắm hình gái, còn không phải chê tôi sao? Nam Cung Yến vẫn cảm thấy rất tủi thân. Tôi có thể hỏi một câu hơi tế nhị không? Julia ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Cô hỏi đi. Nam Cung Yến gật đầu đáp. Cô và Trần Triệu Dương, đã quan hệ với nhau chưa? Dù sao thì, Julia cũng là một phụ nữ phương Tây nên đã cân nhắc Nam Cung Yến là phụ nữ phương Đông, vì vậy mới dè dặt hỏi như thế. Có ý gì chứ? Nghe, Julia hỏi, Nam Cung Yến ngây ngẩn cả người. Nhưng có điều, cô cũng không phải là người chuyện gì cũng không hiểu, rất nhanh sau đó liền phản ứng lại. Phút chốc khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sao lại có thể hỏi những loại chuyện này cơ chứ? Thật sự quá riêng tư rồi. Tôi vẫn chưa làm chuyện đó với Trần Triệu Dương, chuyện đã đến nước này rồi, Nam Cung Yến cũng không giấu giếm nữa, cô nhẹ giọng nói. Sao hả, lúc này, Julia cũng vô cùng sốc. Quả thật làm người khác không khỏi bất ngờ, đã kết hôn rồi mà vẫn chưa làm gì cả, thế thì người ta có đi xem cũng không trách được. Hai, cô thật là, tôi nên nói gì với cô mới phải đây, Julia vỗ trán một cái, bất lực nhìn Nam Cung Yến. Cô ta thật sự không biết nên nói gì với Nam Cung Yến nữa, đúng là một cô vợ ngốc mà. Cô có thấy Trần Triệu Dương là một người đàn ông bình thường không? Julia cũng không vội trách cứ Nam Cung Yến, mà hỏi quanh co. Chắc, là vậy, Nam Cung Yến ngập ngừng rồi nhỏ giọng đáp.
Chắc gì mà chắc, cô thử nghĩ xem, hai người kết hôn đã lâu rồi mà vẫn còn trong sáng như vậy, thế cô cảm thấy Trần Triệu Dương có thể nhịn nổi không? Julia hết chịu nổi nói toạc móng heo ra. Nghe Julia nói thế, Nam Cung Yến nhất thời ngây ngẩn. Dù cô có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng vấn đề lại nằm ở cô. Cô há miệng muốn bẻ lại, nhưng lại cứng họng không thốt ra được lời nào. Hiển nhiên, cô cũng có chút ý thức với vấn đề của mình. Bởi vì trước đó, cô một mực chống đối việc kết hôn với Trần Triệu Dương, thế nên cô cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc lại vấn đề này. Nhưng bây giờ cô đã chấp nhận Trần Triệu Dương rồi, hơn nữa tình cảm của hai người cũng ngày một khăng khít hơn, cứ treo mỏ Trần Triệu Dương như vậy e rằng cũng không ổn lắm. Nghĩ tới đây, mặt cô lại đỏ bừng. Thế nên hôn nhân không phải chỉ là một tờ giấy, mà còn là sự quản lý, hiển nhiên, hai người vẫn chưa phải là một nhà quản lý hôn nhân đạt chuẩn, Julia thẳng thắn nói như thể bản thân là người có kinh nghiệm dày dặn. Cô còn chưa kết hôn mà lại nói chuyện bài bản như vậy, có thật không đó, khuôn mặt Nam Cung Yến tràn đầy nghi hoặc. Tôi cũng có nghiên cứu văn hóa Hoa Hạ mấy người mà, hơn nữa còn tỉ mỉ nghiên cứu những chuyện giữa hai vợ chồng nữa đó. Cho nên tìm tôi hỏi là tìm đúng người rồi. Julia chẳng thèm khiêm tốn nói. Nam Cung Yến do dự một lúc, rồi nhanh chóng tán gẫu cùng Julia, mà dĩ nhiên đề tài chính là chuyện giữa vợ chồng. Hai má Nam Cung Yến vẫn đỏ bừng, với cô, khi nói những vấn đề này với Julia quả thật đã quá cởi mở rồi. Sau buổi cơm trưa, Trần Triệu Dương đợi Nam Cung Yến về với vẻ mặt đầy thấp thỏm. Cuối cùng đến gần 2 giờ thì hai người Nam Cung Yến và Julia vừa nói vừa cười đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ hai người bọn họ, Trần Triệu Dương cảm thấy có chút kỳ lạ. Hai cô nàng này thân thiết như thế từ lúc nào vậy? Vợ ơi, anh, Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến bước vào, vội chạy đến muốn giải thích một phen. Không cần nói gì cả, em không sao, anh ra ngoài trước đi, em có chuyện cần bàn với Julia. Nam Cung Yến vội bịt miệng Trần Triệu Dương lại, không cho Trần Triệu Dương nói thêm lời nào. Sau đó, cô đẩy Trần Triệu Dương ra ngoài. Cô không muốn để anh nghe được nội dung trò chuyện giữa cô và Julia. Trần Triệu Dương ngớ người, thế mà lại đuổi anh ra ngoài luôn. Nhưng mà, anh lại thở phào nhẹ nhõm là vì hình như Nam Cung Yến không còn giận nữa. Coi bộ Julia đã nói gì đó, cơ mà chỉ cần hết giận là tốt rồi. Trần Triệu Dương vẫn một mực không yên ở. Ngoài tận đến lúc Julia và Nam Cung Yến bước ra khỏi phòng làm việc. Đưa em đến nhà sách đi. Sau khi Nam Cung Yến rời khỏi phòng liền nói với Trần Triệu Dương. Tuân lệnh vợt, nghe thấy yêu cầu của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vội vã gật đầu. Vậy tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa, tôi đến phòng thiết kế của tôi đây, xem thử môi trường làm việc ra sao. Hai người đi chơi vui vẻ nhé, Julia cười híp mắt nói, lúc Nam Cung Yến không để ý còn lén nháy mắt với Trần Triệu Dương nữa. Trần Triệu Dương đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của Julia. Nhưng lúc này anh cũng không dám ra hiệu bằng mắt gì với Julia cả, lỡ như để vợ biết được còn không cháy nhà mới là lạ đó. Vợ muốn đến nhà sách nào vậy? Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương dè dặt hỏi. Bị ngốc à, đương nhiên là đến cái lớn nhất nhiều sách nhất rồi, Nam Cung Yến bực bội lườm Trần Triệu Dương rồi nói. Ok, Trần Triệu Dương gật đầu, làm sao anh biết được cái nhà sách nào lớn nhất, nhiều sách nhất chứ, cơ mà may thay điện thoại di động nào. Bây giờ cũng có chức năng định vị, anh lập tức tìm kiếm một hồi thì cũng tìm được vị trí của nhà sách lớn nhất. Dựa theo chỉ đường, Trần Triệu Dương chở Nam Cung Yến đến nhà sách tên là Mọt Sách, khi nhìn bề ngoài nhà sách này, Trần Triệu Dương có chút ngờ vực, đây có thật là cái nhà sách lớn nhất ở thành phố Long Hải không? Nam Cung Yến cũng rất nghi ngờ, cô nhìn Trần Triệu Dương nói, anh có chắc là cái tiệm bé xíu này là nhà sách lớn nhất, nhiều sách nhất ở thành phố Long Hải không? Vừa nhìn là biết hai vị lần đầu đến Mọt Sách đúng không, chỗ này đúng là nhà sách lớn nhất thành phố đấy, hai người vào đi rồi biết, bên trong này ẩn chứa điều nhiệm màu gì, Trần Triệu Dương còn chưa mở miệng thì một bác gái đi ngang đã lên tiếng. Sau khi nói xong, bác gái không đợi Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đáp lời thì đã đi mất, cũng không biết danh tính là gì. Theo lời bác gái kia nói, mặc dù Nam Cung Yến vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cũng định vào tham quan một vòng. Lúc này, Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn vào trong cái tiệm nhỏ chỉ tầm 20 mét vuông, khi anh nhìn thấy phía sau cửa tiệm là một cái sân to thì bèn sáng tỏ. Quả nhiên là nhà sách lớn nhất, bởi vì mười mấy căn phòng nằm ở sân sau đều chứa đầy ắp sách, hơn nữa còn phân loại rõ ràng, mỗi căn phòng đều phân theo nhóm lớn, rồi tới những nhóm nhỏ trên từng kệ sách. Trần Triệu Dương cũng rất tò mò về ông chủ của nhà sách này,
nhà sách thì lớn mà phía trước thì bé xíu, chẳng lẽ không sợ buôn bán ế ẩm sao? Đi vào thôi, lúc này Nam Cung Yến thả nhẹ bước chân đi vào trong cái tiệm bé xíu, Trần Triệu Dương lập tức nối bước theo sau. Ông chủ, chúng tôi muốn mua sách, chỗ của mấy người chỉ có nhiêu đây sách thôi à? Tôi nghe nói chỗ này của mấy người là nhà sách lớn nhất thành phố Long Hải, sau khi Nam Cung Yến vào. Trong, đảo mắt nhìn quanh thì không thấy thêm cánh cửa nào nữa, nhất thời nghi hoặc hỏi ông chủ đang ngủ gà ngủ gật kia. Sách chỉ tặng người có duyên, về phần có duyên hay không thì phải xem duyên số của mấy người nữa, ông chủ cũng không nhấc mắt lên mà thản nhiên nói. Giả thần giả quỷ, nghe thế, Nam Cung Yến liền muốn vỗ cho ông chủ béo kia mấy cái, đúng là đói đòn mà. Ý cậu là, nếu chúng tôi vào được bên trong thì tất cả những cuốn sách mà chúng tôi cần đều sẽ đưa cho chúng tôi, đúng không? Hơn nữa, không cần biết đó là sách gì, Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của người anh chàng này thì khẽ cười, rồi nói. Đùa à, trước mặt anh ta là người có khả năng nhìn xuyên thấu đấy, huyền cơ gì cũng vô dụng thôi, anh hỏi như vậy, chẳng qua là vì lịch sự với ông chủ đó mà thôi. Đương nhiên là có thể, chỉ cần các người có thể tìm ra huyền cơ của tiệm sách này, tôi có thể cho các người tùy ý chọn 10 cuốn sách trong tiệm, ông chủ béo ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến. Nhưng khi nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần của Nam Cung Yến, anh ta khá sửng sốt, suýt nữa là ngây người ra, nhưng bị tiếng ho của Trần Triệu Dương làm cho thức tỉnh. Ý cậu là, bao gồm tất cả các bộ sách sao, Trần Triệu Dương cảm thấy khá bất mãn với tên béo thô lỗ này. Đương nhiên, ông chủ tôi đây nói là làm, chắc như đỉnh đóng cột, ông chủ béo nâng kính lên rồi nói với vẻ mình đây rất quang minh lỗi lạc. Hừ, vừa nhìn đã biết là mới tới đây. Sao có thể biết được cơ quan do ông đây tự mình cài đặt chứ? Nếu như không có sự gợi ý của ông đây, ngay cả khách hàng cũ cũng không tìm được đâu, trong mắt tên béo chợt lóe lên cái nhìn chế giễu nói. Đây là cậu nói đấy, tôi đã quay video lại rồi, nếu cậu mà lật lọng, tôi sẽ giúp cậu trở nên hot nhất trên mạng xã hội mà không cần trả phí đâu, Trần Triệu Dương giơ chiếc điện thoại lên, cười híp mắt nói. Không ngờ lại ghi hình luôn, thì ra có chuẩn bị trước khi đến à, có chiêu trò gì cứ dùng hết đi. Ông đây tiếp hết, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông chủ béo khá sững sốt nhưng ngay sau đó lại nhếch mép tự đắc nói. Ok, nhất định sẽ như cậu mong muốn, Trần Triệu Dương cười bí hiểm, rồi đi về phía bức tường phía sau của cửa tiệm. Nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương, đôi mắt híp của ông chủ béo chợt lộ ra vẻ lo lắng, cho. Đến khi anh chậm rãi quay trở lại giá sách. Ông chủ, cơ quan này của ông chủ thật không tệ, rất cao minh à nha, Trần Triệu Dương đột nhiên trở lại bức tường phía sau. Đặt tay xuống dưới một trong những bức tranh, tươi cười và nói với ông chủ béo. Cậu, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, ông chủ béo sững sờ một lúc, toát cả mồ hôi lạnh, không ngờ người đàn ông đẹp trai này lại có thể tìm ra được vị trí của cơ quan chỉ trong tích tắc. Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã tìm được nó như thế nào không? Sắc mặt ông chủ béo chợt trùng xuống, rồi sốt sắng hỏi. Phải biết rằng trước khi mở cửa ngày hôm nay, anh ta đã điều chỉnh vị trí của cơ quan. Ngay cả một số khách hàng cũ cũng không thể biết được vị trí của cơ quan. Chọn sách xong tôi sẽ nói cho cậu biết, Trần Triệu Dương bật cười, rồi gõ vài cái vào phần dưới của bức tranh. Rầm. Bức tường phía sau vốn đã được đóng chặt lại từ từ mở ra, để lộ một cánh cửa cho một người đi qua. Đừng mà, hãy nói cho tôi biết đi, lúc này trong mắt của ông chủ béo chỉ có Trần Triệu Dương, anh A sốt sắng đuổi theo, muốn Trần Triệu Dương cho. Anh ta một lý do. Nói cách khác là muốn biết làm cách nào mà anh tìm được vị trí của cơ quan. Nam Cung Yến không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại có thể tìm thấy vị trí cơ quan của một cửa tiệm nhỏ này và lập tức đi theo vào. Sau khi đi vào, cô phát hiện ra rằng trong này thực sự có chứa một bí ẩn lớn. Không ngờ lại có một cái biệt viện rất đẹp, có vẻ như nó thuộc về một biệt viện tư nhân. Cửa của cả chục căn phòng đều đóng kín khiến Nam Cung Yến có chút hoài nghi, tại sao tên béo này lại mở cửa tiệm như vậy? Nếu vì tiền thì tại sao phải cài đặt cơ quan chứ, không phải cứ việc mở cửa trực tiếp kinh doanh là được sao? Người anh em à, tôi giữ lời hứa của mình, cậu có thể lấy bất cứ cuốn sách nào cậu muốn, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, làm cách nào mà cậu đã tìm ra cơ quan do tôi bố trí vậy. Vị trí cơ quan này chắc chắn không dễ dàng được tìm thấy như thế được đâu à, sau khi Nam Cung Yến đi vào, anh ta lại ấn vào cơ quan trên tường. Chỉ thấy cửa cơ quan đã được mở ra nay trực tiếp đóng lại. Nam Cung Yến có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng không chỉ có cửa cơ quan bên trong đóng lại, ngay cả cửa của cửa tiệm bên ngoài cũng tự động đóng lại. Khi nhìn thấy điều này, Nam Cung Yến không khỏi ngạc nhiên,
không ngờ ông chủ béo này lại có tài thao lược như vậy, quả thực rất giỏi. Cậu đã hứa đưa sách cho tôi, đó là lời hứa mà cậu cần phải thực hiện. Về việc làm sao tôi biết được cơ quan của cửa tiệm, đây là một bí mật, Trần Triệu Dương nhìn anh ta cười híp mắt nói. Trần Triệu Dương không ngờ rằng khi đến tiệm sách cùng Nam Cung Yến, lại phát hiện ra một người tài năng như vậy. Nếu anh đoán không sai thì tên béo này hẳn là con cháu nhà họ Mạc, nếu không, người bình thường sẽ không thể thành thục thuật cơ quan phức tạp như vậy được. Điều này khiến Trần Triệu Dương có chút tò mò về ông chủ béo này, anh ta là người rất thú vị. Bí mật sao, thật sự không thể nói cho tôi biết được à, ông chủ béo nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì trong lòng chợt khó chịu, giận dữ nói. Đã là chuyện bí mật, làm sao tôi có thể tùy tiện nói cho cậu biết được. Được rồi, chúng tôi phải đi chọn sách rồi, cậu nên ra ngoài xem cửa tiệm đi. Đương nhiên là Trần Triệu Dương không thể nói cho anh ta biết rằng mình đã nhìn thấy nó bằng mắt xuyên thấu rồi. Vợ à, em muốn tìm loại sách gì vậy? Triệu Dương vừa nhìn Nam Cung Yến vừa hỏi. Em có thể tự tìm. Khi nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, khuôn mặt của Nam Cung Yến chợt đỏ bừng lên, sau đó cô nhanh chóng vào một căn phòng và bắt đầu tìm kiếm sách. Làm sao cô có thể nói với Trần Triệu Dương là Vulia đã giới thiệu một vài cuốn sách cho cô, đều là loại sách nói về cách trở thành một người phụ nữ thực sự và làm thế nào để vợ chồng có thể hòa hợp chứ? Nếu Trần Triệu Dương biết chuyện, anh sẽ không ngừng cười nhạo cô mất. Trần Triệu Dương có chút bất lực, anh muốn giúp cô tìm nhanh hơn, nhưng không ngờ cô lại không cảm kích, thôi sao cũng được, cứ theo ý cô vậy. Anh bèn dạo xem một lượt, anh muốn xem thử sách của ông chủ béo này sưu tầm có những thứ hay ho gì. Trần Triệu Dương tìm sách, tất nhiên không thể giống như Nam Cung Yến xem từng chi tiết được, anh trực tiếp dùng mắt xuyên thấu nhìn về phía giá sách. Nhìn thấy Trần Triệu Dương phớt lờ mình, ông chủ béo cũng không dám quấy rầy người ta, cứ đợi ở bên ngoài, dù sao thì anh ta cũng hạ quyết tâm để có được câu trả lời mà mình mong muốn từ đối phương. Đừng đi theo em đấy, Nam Cung Yến đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn Trần Triệu Dương cứ luôn ở bên cạnh. Hả, vậy thì anh đi sang các phòng khác xem thử đây. Trần Triệu Dương không ngờ Nam Cung Yến lại đuổi mình đi, điều này khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Chắc không phải cô đang chọn loại sách nhiều sắc thái đó chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của anh đột nhiên nóng rực lên, sau đó anh bước ra ngoài với vẻ mặt đã nhìn thấu tâm tư của cô. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đã đi ra, Nam Cung Yến thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Vợ à, nghe anh nói này, sách được đặt trong mỗi phòng đều cùng loại. Muốn tìm sách nào thì tìm loại trước nha, mặc dù Trần Triệu Dương đã ra khỏi phòng, nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở vợ mình một chút, không khéo để cô lại lục lọi một cách vu vơ như vậy thì biết khi nào mới tìm thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lập tức ngừng lật sách, đi ra khỏi phòng này và đến phòng khác tìm. Nhìn thấy cô vốn không có ý cảm kích mình chút nào, anh đột nhiên cảm thấy khá bất lực. Bèn ngồi ở trong biệt viện này, dùng khả năng xuyên thấu và tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù dùng mắt xuyên thấu ở khoảng cách xa không khó đối với anh, nhưng nó sẽ bị tiêu hao đi rất nhiều. Tuy nhiên, anh có linh cảm rằng, lần này mình có thể thu hoạch được cái gì đó bất ngờ. Vì vậy, anh bắt đầu tìm kiếm bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ là cái giá sách bình thường này vốn chẳng có chút sức hấp dẫn nào đối với anh, nên chỉ lướt sơ qua mà thôi. Ây! Ngay khi Trần Triệu Dương quét sạch giá sách trong một vài phòng mà không thu hoạch được gì, thì có một căn phòng nhỏ tương đối đổ nát đập vào mắt anh. Quan trọng nhất là khi mắt xuyên thấu của anh lướt qua vài cuốn sách trong căn phòng này, đột nhiên một luồng khí mát lạnh như bạc hà ập vào mắt anh. Vốn dĩ, sau khi quét đống sách đồ sộ trong một vài căn phòng, mắt anh đã cảm thấy rất mỏi, nhưng khi luồng khí mát lạnh này ập vào mắt thì cảm giác khô rát trong mắt anh lại biến mất một cách thần kỳ. Điều này làm cho Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, anh vội vàng đi về phía gian phòng nhỏ đó. Sau khi đến gần, Trần Triệu Dương không đi vào, mà dùng khả năng xuyên thấu quét về phía những cuốn sách trong đó thêm một lần nữa. Điều khiến anh khá hụt hẫng là sau khi quét lại hai hàng sách này thì không còn hiện tượng như trước nữa. Trần Triệu Dương rất không cam tâm, lập tức quét về phía chỗ sách nơi vừa xuất hiện cảm giác đó. Nhưng lại khiến anh thất vọng là anh vẫn không hề có được cảm giác trước đó. Anh không cam tâm, lập tức bắt đầu quét sạch tất cả sách ở đây. À, lại xuất hiện rồi, ngay khi Trần Triệu Dương nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội này thì cảm giác trước đó lại xuất hiện. Lần này, Trần Triệu Dương nhìn thấy rất rõ ràng chính là một cuốn sách cổ có thể cho anh luồng khí mát lạnh này,
e rằng cảm giác vừa rồi cũng là do một cuốn sách cổ truyền đến anh. Nói cách khác, chỉ cần là sách cổ, đều có thể truyền luồng khí mát lạnh này đến cho chính mình, giúp anh khôi phục mắt xuyên thấu. Vào lúc Trần Triệu Dương còn tưởng rằng luồng khí mát lạnh này chỉ có thể giúp anh khôi phục ánh sáng vàng xanh đã tiêu hao, không ngờ sau lần khôi phục thứ hai, anh mới phát hiện, mình đa phần đều là ánh sáng vàng, nhưng sau khi luồng khí mát lạnh đó ập vào lại có thể biến thành ánh sáng xanh chiếm nhiều hơn. Hóa ra cuốn sách cổ này thực sự có thể tiến hóa đôi mắt xuyên thấu của mình, Trần Triệu Dương sửng sốt, không ngờ cuốn sách cổ này lại có tác dụng như vậy, quả là vô cùng bất ngờ. Phải biết là khi có mắt xuyên thấu màu vàng, anh đã nhận được những lợi ích to lớn từ nó, đôi mắt màu xanh này rõ ràng là cao cấp hơn, e rằng khả năng của nó sẽ còn kinh khủng hơn. Và bây giờ, nhiệm vụ cấp bách nhất là tiến hóa tất cả ánh sáng xanh trong mắt xuyên thấu. Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu nhìn xung quanh, chỉ thấy có 3 cuốn sách cổ, và ánh sáng xanh trong mắt xuyên thấu của anh vẫn còn thiếu một chút nữa mới hoàn toàn tiến hóa thành công. Anh vô cùng nóng lòng. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi cũng không thể khiến cho mắt xuyên thấu của mình tiến hóa thành công sao. Trần Triệu Dương đã kiểm tra những cuốn sách cổ có thể giúp mắt của anh tiến hóa thì nhận thấy rằng những cuốn sách cổ này rất lâu năm, hơn nữa cần được bảo quản thật tốt. Vài cuốn sách cổ mà anh vừa tìm thấy hoặc là thời gian không được lâu, hoặc là chúng không được bảo quản tốt nên không thể đáp ứng các điều kiện để tiến hóa. Điều này thực sự khiến người ta đau đầu mà. Điều kiện để tiến hóa của mắt xuyên thấu vốn không có một khuôn mẫu cố định nào, khi nghĩ đến sự tiến hóa đầu tiên, kết hợp với lần này, anh không tìm ra quy luật nào cả. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một cách thức tiến hóa mới, Trần Triệu Dương đương nhiên không muốn từ bỏ như vậy, biết đâu lần sau gặp phải quyển sách cổ quý hiếm này lại không thể tiến hóa được nữa, há chẳng phải rất mất mặt sao. Đại ca ơi, cậu tìm xong chưa vậy, đúng lúc này, tên béo đột nhiên đi tới, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang nhắm mắt dưỡng thần. Liền quyết định đi qua hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì, nói đi, trong lòng Trần Triệu Dương khẽ run lên, sau đó thản nhiên liếc anh ta một cái. Nếu tên béo này đã là con cháu nhà họ Mạc và còn lưu giữ rất nhiều sách cổ quý hiếm nên có lẽ trong tay anh ta vẫn còn tích trữ một số đồ vật, có vẻ như anh phải tìm lý do để đánh cháo số đồ đó từ tay người đàn ông này mới được. Tôi muốn biết, làm sao cậu phát hiện ra cơ quan do tôi bố trí được chứ, ông chủ béo vô cùng cố chấp. Vẫn hỏi một vấn đề trước đó. Tôi không thích sách trong cửa tiệm này của cậu, còn kho sách nào khác không? Nếu có thể dẫn tôi đi xem những cuốn sách khác của cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết, Trần Triệu Dương nhìn ông chủ béo rồi cười híp mắt nói. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, ông chủ béo sững sờ một lúc, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi là chủ một tiệm sách, làm sao có sách cổ hiếm gì đó chứ? Đừng đùa nữa. Nếu có, tôi đã không mở tiệm sách ở đây mà trực tiếp đi hưởng phúc rồi, ông chủ béo cười lớn sau đó nói đùa. Ông chủ, hình như tôi không hề nhắc tới sách cổ hiếm đó à, Trần Triệu Dương nhìn ông chủ béo cười rồi lãnh đạm nói. Cậu rốt cuộc là ai? Cậu muốn như thế nào? Khuôn mặt vốn rất thân thiện của ông chủ béo bỗng trở nên nghiêm túc, anh ta lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, hiển nhiên là nếu anh không trả lời đàng hoàng thì e rằng anh ta phải. Sao vậy? Cậu còn muốn động tay động chân với tôi à? Người nhà họ Mặc mấy người, làm mấy cái cơ quan, một vài chuyện nhỏ nhặt, có lẽ không sao, nói tới đây Trần Triệu Dương chế nhạo nói, về phần đánh nhau, xem ra không phải là sở trường của nhà họ Mặc các người. Cái gì mà người nhà họ Mặc gì chứ? Tôi không biết cậu đang nói cái gì, cửa tiệm của tôi phải đóng cửa rồi. Mời cậu rời đi cho, ông chủ béo nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó thản nhiên nói. Chưa gì đã nóng lòng đuổi khách rồi sao? Hay thật không ngờ những người thừa kế nhà họ Mặc lại có đức tính này, thật là làm bẽ mặt tổ tiên mà. Nếu tôi là cậu, trực tiếp đi tìm một sợi dây mà treo cổ chết rồi, Trần Triệu Dương lắc đầu thở dài. Cậu đang nói sang bậy gì thế? Tôi làm bế mặt tổ tiên khi nào chứ? Không được phép xúc phạm đến tổ tiên nhà họ Mặc của tôi. Ông chủ béo bị lời nói của Trần Triệu Dương làm cho kích động, lập tức nổi giận chỉ tay về phía Trần Triệu Dương hét lên. Anh không nói gì mà chỉ nhìn ông chủ béo cười nói. Ông chủ béo nhìn thấy Trần Triệu Dương không có phản ứng gì liền bừng tỉnh lại, anh ta không phải là người bốc đồng, tại sao vừa bị tên nhãi này nói mấy câu đã nói hết mọi chuyện như vậy chứ? Cậu thắng rồi, ông chủ béo tỏ ra buồn phiền lập tức ngồi xuống ghế đá trong biệt vườn. Vẫn là mời ông chủ đây tự giới thiệu về mình một chút. Chúng tôi vẫn chưa biết danh tính của ông chủ là gì, Trần Triệu Dương đợi đến khi tâm trạng của ông chủ béo bình tĩnh trở lại thì mới nói.
Hóa ra, ông chủ béo này tên là Mạc Uyên, quả đúng là người thừa kế nhà họ Mạc, hơn nữa còn là người thừa kế thuật cơ quan của dòng chính nhà họ Mạc, mặc dù nhà họ Mạc có những người khác nữa nhưng thuật cơ quan chỉ truyền dạy cho một người duy nhất. Được rồi, bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện cho cậu rồi, có phải cậu nên cho tôi biết sốt của cậu là ai không? Sau khi Mạc Uyên nói ra lai lịch của mình, lạnh lùng nhìn về phía Trần Triệu Dương. Tôi là một bác sĩ. Rất trùng hợp là tôi cực kỳ hứng thú với thuật cơ quan, mặc dù không biết sắp xếp như thế nào, nhưng ít nhất tôi cũng biết làm thế nào để phá giải nó, Trần Triệu Dương nói một cách tự tin. Không phải là do anh hiểu về thuật cơ quan, mà là nhờ đôi mắt xuyên thấu của anh, dù những cơ quan có phức tạp thế nào, bằng con mắt xuyên thấu của anh thì không gì che giấu được. Ý của cậu là, cậu có thể phá giải bất cứ cơ quan nào, nghe thấy những lời dõng dạc tự tin của Trần Triệu Dương, vẻ mặt của Mạc Uyên có chút khó coi nên lạnh giọng hỏi. Đương nhiên không phải là bất cứ cơ quan nào cũng được, ít nhất thì thuật cơ quan do cậu bày ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to đối với tôi mà thôi. Trần Triệu Dương tự tin mỉm cười, từ trước đến nay anh chưa từng xem thường thuật cơ quan của nhà họ Mạc. Thế nhưng, mặc dù Mạc Uyên là người thừa kế của nhà họ Mạc nhưng anh ta lại chưa hiểu rõ hết về thuật cơ quan được thừa kế từ nhà họ Mạc, cho. Nên Trần Triệu Dương mới nói như vậy. Cậu khinh thường tôi sao? Tôi nói cho, cậu biết. Tôi là người thừa kế chân chính thuật cơ quan của nhà họ Mạc đó, cậu có dám đánh cược với tôi không? Mạc Uyên là người thừa kế của nhà họ Mạc, điều khiến anh ta khó chịu nhất chính là có người nghi ngờ trình độ thuật cơ quan của mình. Được thôi, cậu muốn đánh cược như thế nào? Trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên trở nên vui vẻ, cắn câu dễ dàng như vậy, đúng thật là tấm chiếu mới. Vậy thì cược xem cậu có thể nhìn ra thuật cơ quan của tôi hay không? Hai mắt Mạc Uyên đỏ bừng, hung tợn nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Nếu nhìn ra thì sao? Mà không nhìn ra thì thế nào? Trần Triệu Dương nghe Mạc Uyên giận dỗi cá cực như vậy, trong lòng liền thấy có chút không nỡ, mình bắt nạt một người chất phác như vậy thì có nên không? Nếu như cậu không thể nhìn ra thì cậu phải xin lỗi tôi, đồng thời nói cho tôi biết là cậu nhìn ra các cơ quan mà tôi đã sắp xếp bằng cách nào? Mạc Uyên tức giận, nhìn Trần Triệu Dương nói. Vậy nếu như tôi nhìn ra, còn có thể phá giải nó thì sao? Trần Triệu Dương thấy tên này chỉ nói nếu anh ta sẽ thắng. Lại không nói nếu mình thua thì sẽ thế nào, vậy thì cũng đâu chất phác lắm nhỉ. Không thể nào, sao cậu có thể phá giải được chứ? Mạc Uyên mập mạp đột nhiên lắc đầu, hoàn toàn không tin Trần Triệu Dương có thể phá giải thuật cơ quan của nhà họ Mạc bọn họ. Nếu như thuật cơ quan của nhà họ Mạc dễ dàng bị người khác phá giải như vậy thì cũng không cần phải truyền lại cho đến tận ngày nay. Nhớ đâu, Trần Triệu Dương cũng không vội vàng, cực kỳ bình tĩnh nói. Nếu như cậu có thể phá giải kỹ thuật của tôi thật, thì sau này tôi sẽ là đàn em của cậu, cậu có thể tùy tiện sai phái tôi, chỉ cần không phải việc khiến tôi phải cản dứt lương tâm và vi phạm luật pháp, tôi sẽ làm theo mọi điều cậu muốn. Khi Mạc Uyên nói ra những lời này, cả người toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Được, nói rồi phải giữ lời đấy, Trần Triệu Dương liền nở nụ cười, loại người thừa kế của gia tộc lớn như thế này chắc chắn giữ lời hứa, cho nên những việc anh cần làm bây giờ chính là thắng được ván cược này. Đúng lúc này, Nam cùng Yến ôm mấy quyển sách đi đến. Nhưng vài quyển sách này rõ ràng không phải để cho Trần Triệu Dương xem, nên đã được gói lại. Đi thôi, lúc này Mạc Uyên không thể chờ đợi được nữa, mở cửa quay trở về cửa hàng. Xảy ra chuyện gì thế? Sao hai người đột nhiên lại gượng gạo vậy? Nam Cung Yến đương nhiên có thể nhìn ra giữa ông chủ của cửa tiệm này và Trần Triệu Dương đã xảy ra chuyện gì đó. Không sao, định cá cược chút thôi. Đi nào, đợi chút nữa, em chắc chắn sẽ biết xảy ra chuyện gì. Trần Triệu Dương liền nắm lấy tay của Nam Cung Yến, anh vốn định lấy mấy quyển sách trong tay Nam Cung Yến để cầm giúp cô. Thế nhưng, Nam Cung Yến lại hất thẳng tay anh ra, sau đó bỏ đi. Sách gì thế, bí mật như vậy à? Trần Triệu Dương nổi lòng tò mò, nhưng anh không dùng mắt xuyên thấu để nhìn, dù sao thì nếu Nam Cung Yến đã không muốn mình biết, anh cũng sẽ không dùng mắt xuyên thấu nhìn trộm. Những quyển sách Nam Cung Yến chọn đều không cần trả tiền. Sau đó Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến lái xe đi, theo sau là chiếc xe cũ đã qua sử dụng của Mạc Uyên. Ý của anh là tên béo đó là người của nhà họ Mạc trong truyền thuyết sao? Không phải chứ, sao? Chồng anh ta chán đời vậy, Nam Cung Yến ở trong xe, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, liền trợn tròn mắt, dáng dấp của anh ta cũng không giống người thừa kế cho lắm. Cậu ta tên là Mạc Uyên, nếu như không phải nhìn thấy cơ quan cậu ta đang nghiên cứu, anh sợ mình cũng sẽ khó có thể đoán ra cậu ta có liên quan gì đó với người thừa kế nhà họ Mạc. Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, đúng là không thể đánh giá một người chỉ bằng vẻ bề ngoài được.
anh chắc chắn anh có thể giải được thuật cơ quan của anh ta chứ. Là người nhà họ Mặc, em e rằng kỹ năng sẽ không phải dạng vừa đâu, Nam Cung Yến có chút lo lắng nói. Em sợ cái gì chứ, dù sao thì thua anh cũng phải nói với cậu ta thôi, cũng không tổn thất gì cả. Nếu như thắng, anh sẽ có một đàn em là người thừa kế của nhà họ Mặc, lời to, nhưng Trần Triệu Dương lại xảo trá cười, phân tích nói. Anh đúng thật là biết tính toán ghê, người tên Mạc Uyên này cũng thật ngốc đấy, Nam Cung Yến vừa nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, liền khinh bỉ. Cậu ta không ngốc, là si mê mới đúng. Người nhà họ Mạc luôn rất cẩn thận tỉ mỉ với thuật cơ quan này, nếu không cũng không thể truyền lại thuật ấy đến tận bây giờ. Chính vì cái si mê này, bọn họ càng nghiêm túc và tập trung hơn những người khác, Trần Triệu Dương lắc đầu, có chút ngưỡng mộ nói. Nhưng qua lời anh nói, điều này nghe có vẻ êm tai một chút thôi. Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương một cái, rõ ràng rất không hài lòng với việc Trần Triệu Dương phủ nhận cách nghĩ của mình. Hai người đi theo sau xe của Mạc Uyên, rất nhanh chóng đến khu Nam Thành thành phố Long Hải, ở đây không phải là nơi mà cao ốc văn phòng Thịnh Vượng hay là khu trung tâm mua sắm, mà là khu phố cổ, tất cả các ngôi nhà đều thấp bé và cũ kỹ. Cậu rõ ràng là người thừa kế nhà họ Mạc mà lại ở nơi như thế này, đúng là làm người ta bất ngờ đấy, sau khi xuống xe, nhìn khu vườn nhỏ đổ nát trước mặt. Trần Triệu Dương không khỏi giễu cợt. Ai cần cậu lo, vào đi, Mạc Uyên rất hiền lành với những người khác, nhưng đối với Trần Triệu Dương, anh ta lại khá nóng nảy, cho nên ngữ khí không khách sáo cho lắm. Trần Triệu Dương sững sờ, liền sờ mũi mình một cách bất lực, tên này thật sự đúng là không biết nói chuyện, có thể phát tài mới lạ đó. Thấy Trần Triệu Dương không nói gì, Nam Cung Yến cũng xấu xa bật cười. Thái độ của Mạc Uyên với Trần Triệu Dương không tốt, nhưng lại rất tốt với Nam Cung Yến, thấy Nam Cung Yến cười vui vẻ như vậy, trên mặt anh ta liền nở nụ cười ngốc nghếch. Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa, nhanh lên đi, Trần Triệu Dương không có chút thiện ý nào, trừng mắt nhìn tên này, nhìn thấy người đẹp liền không cả đi nổi, đúng thật là không có tiền đồ. Đã bắt đầu rồi, mời cậu, Mạc Uyên lạnh lùng cười, sau đó lùi về sau hai bước, lộ ra khoảng sân đổ nát. Thú vị đó, Trần Triệu Dương hơi sững sờ. Sau đó tự tin bước vào trong. Trần Triệu Dương đi vào trong, còn Nam Cung Yến ở phía sau lại hơi lo lắng, suy cho cùng, thứ liên quan đến những cơ quan thường sẽ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm không vậy, Nam Cung Yến không nhịn được mà hỏi Mạc Uyên. Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu, nhiều nhất cũng chỉ khiến cậu ta khổ sở chút thôi. Mạc Uyên lắc đầu, cực kỳ tự tin nói. Vậy thì được rồi, nghe thấy không nguy hiểm, Nam Cung Yến mới nhẹ thở phào một hơi. Cơ quan liên hoàn sao, rất sáng tạo, bước chân của Trần Triệu Dương chợt dừng lại, sau đó anh nhảy sang khoảng trống bên cạnh, đôi mắt xuyên thấu có thể nhìn thấy tất cả các cơ quan trước mặt. Bên cạnh anh là một cái cơ quan liên hoàn, động vào một cái thì không có gì ghê gớm nhưng vẫn còn rất nhiều cái đang chờ đợi anh. Những cơ quan này đều không có gì nguy hiểm, nhưng sẽ khiến anh nếm mùi một chút, anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc trước mặt Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương bước một chân cơ quan kia ngay lập tức, đồng thời nhặt một viên đá trên mặt đất, ném thẳng vào chỗ cơ quan vừa rồi để khởi động nó. Cạch cạch. Sau đó, tiếng lò xo máy móc vang lên, mặt đất vốn đang tĩnh lặng tức khắc bắn ra những sợi dây thừng. Những sợi dây thừng này bắn vào không khí, rồi nảy lên không trung. Nếu như vừa rồi Trần Triệu Dương kích hoạt cơ quan, e rằng anh sẽ bị cuốn vào trong những sợi dây thừng đó. Giỏi quá, quan sát hành động của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến liền kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện lên tia ngưỡng mộ. Như thế này mà em đã bảo là giỏi rồi à, mong rằng chút nữa cậu ta sẽ không lúng túng như vậy. Mạc Uyên thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Nam Cung Yến nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong lòng liền trở nên khó chịu. Không đâu, sẽ không có gì có thể làm khó được Trần Triệu Dương, anh ấy là người lợi hại nhất, Nam Cung Yến ở bên cạnh lại ra sức phản kháng lại. Vậy thì cô cứ chờ xem, Mạc Uyên lạnh lùng cười, sau đó khoanh tay, đứng nhìn Trần Triệu Dương tiếp tục hướng vào trong sân. Rất nhanh chóng. Trần Triệu Dương đã phá hủy các cơ quan cản đường mình, mặc dù còn vài cơ quan nữa, nhưng nó không nằm trên tuyến đường chính, nếu như anh chạy đi phá hỏng, e rằng sẽ khiến người khác sinh nghi. Mạc Uyên thấy Trần Triệu Dương từng bước đánh vỡ những cơ quan mà anh ta đã bố trí, vẻ mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chắc chắn anh ta hoàn toàn không ngờ rằng những cơ quan mà tổ tiên truyền lại có thể dễ dàng bị người khác đánh vỡ thế này. Việc này thật sự đã đạp đổ cả nhận thức của anh ta. Lại càng khiến anh ta nghi ngờ về thuật cơ quan của tổ tiên, thuật cơ quan của nhà họ Mạc yếu kém đến vậy sao? Có cần tôi vào trong nữa không? Nếu như tôi vào đó,
tôi sợ những cơ quan này của cậu sẽ bị phá sạch. Đối với cậu, chuyện này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là cả công sức nữa, Trần Triệu Dương đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Uyên, nhắc nhở nói. Không thể nào, những cơ quan của nhà họ Mạc chúng tôi trở nên yếu kém như vậy từ khi nào chứ? Nếu như thật sự là vậy, thì nhà họ Mạc chúng tôi còn truyền thừa cái gì chứ? Đồ chơi sao? Mạc Uyên đột nhiên hơi sụp đổ, hoang mang lo sợ nói. Rõ ràng, những việc Trần Triệu Dương làm, đối với Mạc Uyên, giống như sét đánh giữa trời quang. Anh ta nghi ngờ liệu những điều khiến anh ta cố chấp bấy lâu nay liệu có đáng không? Mạc Uyên nhớ đến hồi mình còn nhỏ, vì để kế thừa được thuật cơ quan của nhà họ Mạc, anh ta đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Thế nhưng, nếu như một ngày nào đó, có người nói cho anh ta biết, anh ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện vô dụng, trong xã hội hiện đại bây giờ, thuật cơ quan lại càng vô dụng. Dường như anh ta đã sụp đổ hoàn toàn. Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ của Mạc Uyên, đột nhiên khẽ thở dài. Những thuật truyền thống đã biến mất của Hoa Hạ, không chỉ có thuật cơ quan, không phải vì không có người để kế thừa, mà là không thể theo kịp tốc độ của thời đại, những thuật truyền thống này cũng không thể nào mang lại lợi ích thiết thực cho bọn họ, hoàn toàn không thể nào tiếp tục duy trì nữa. Đây chính là chuyện đáng buồn nhất, nhưng lại là chuyện không thể cứu vãn nhất. Đây không phải là thuật cơ quan lợi hại nhất của nhà họ Mạc các người sao, nếu như là lợi hại nhất, thì tôi thật sự rất thất vọng đó. Đường đường là cơ quan của nhà họ Mạc mà lại vô dụng như vậy, Trần Triệu Dương liền lạnh lùng cười, bước lên phía trước, lạnh lùng nói. Vốn dĩ Nam Cung Yến còn rất lo lắng, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng trở nên khẩn trương, vội vàng liếc anh một cái để ra hiệu. Thế nhưng, Trần Triệu Dương cũng làm ngơ ánh mắt của Nam Cung Yến, anh vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Uyên như cũ. Cậu câm miệng lại cho tôi không cho phép cậu xúc phạm thuật cơ quan nhà họ Mạc chúng tôi, Mạc Uyên đột nhiên hét lên, giọng nói tràn đầy tức giận và tự hoài nghi chính mình. Tôi nói sai sao, nếu như thuật cơ quan của nhà họ Mạc các người ghê gớm như vậy, thì thử cho. Tôi xem mức độ khó nhất xem nào, Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, thách thức Mạc Uyên. Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến là tổng giám đốc của một công ty, đương nhiên có thể nhận ra tình trạng của Mạc Uyên không ổn nên cô hét lên. Được, nếu cậu đã muốn hiểu biết về thuật cơ quan nhà họ Mạc chúng tôi thì tôi chiều theo cậu vậy, mong cậu sẽ không bị dọa sợ tè ra quần, Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, uy hiếp. Ồ, vậy sao, lá gan của tôi khá nhỏ, vì thế đừng làm tôi sợ đó nha, nghe thấy lời nói của Mạc Uyên, Trần Triệu Dương liền giật mình. Về trình độ đặt cơ quan của Mạc Uyên, anh cũng đã có chút hiểu biết, mặc dù rất lợi hại, nhưng anh cũng không coi trọng lắm. Nhưng mà những cơ quan mà Mạc Uyên nói là có thể dọa mình sợ đến tè ra quần, e rằng không phải do Mạc Uyên làm, có lẽ là những cơ quan do nhà họ Mạc để lại. Có bản lĩnh thì cậu đi theo tôi, hiện giờ Mạc Uyên đã bị Trần Triệu Dương chọc cho điên tiết, mặt đỏ tía tai vội vàng đi vào trong mảnh sân nhỏ. Đi, bà xã, chúng ta đi xem nào, Trần Triệu Dương liền nắm lấy tay Nam Cung Yến, đi theo Mạc Uyên. Khi Trần Triệu Dương vừa phá giải những cơ quan, anh đã cảm nhận được. Căn nhà nhỏ có sân này không tầm thường, anh cảm giác được tiêu uy hiếp ẩn giật. Với sức mạnh hiện giờ của Trần Triệu Dương, thêm vào đó sức mạnh của xác thịt, những thứ uy hiếp bình thường không thể nào làm tổn thương anh được. Nhưng căn nhà nhỏ có sân này lại khiến anh có cảm giác bị uy hiếp, đúng là không đơn giản. Chỉ cần cậu có thể bước ra từ gian nhà chính thì coi như cậu thắng, tôi chắc chắn sẽ không hối hận, Mạc Uyên cố gắng chịu đựng sự kích thích trong lòng để nói. Được thôi, Trần Triệu Dương đồng ý. Nếu đã muốn thu phục người thừa kế của nhà họ Mạc làm đàn em mình thì anh phải khiến đối phương thua đến mức tâm phục khẩu phục chứ. Làm thế nào mới có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục đây? Đó chính là đánh bại anh ta trong lĩnh vực mà đối phương am hiểu nhất. Bà xã, em không cần lo, những cơ quan này không thể khiến anh bị thương đâu, Nam Cung Yến cũng cảm thấy sự bất thường từ gian nhà chính, còn những lời của Trần Triệu Dương rất bình tĩnh, đúng lúc đánh bay sự lo lắng trong lòng cô. Nói xong, Trần Triệu Dương sải bước về phía gian nhà chính, bước chân của anh rất vững vàng. Cũng không chỉ vì Trần Triệu Dương muốn thu nhận Mạc Uyên làm đàn em mình, mà vì trong gian nhà này, anh nhìn thấy một thứ mình mong đợi đã lâu. Thêm một hộp cơ quan, trước đây anh đã lấy được hai hộp. Trong mỗi hộp cơ quan đều có một viên linh dược có thể tôi luyện thân thể, ngoài ra còn có một mảnh bản đồ rách, nhưng anh không biết liệu hộp cơ quan này sẽ có điều gì bất ngờ đây. Trần Triệu Dương trực tiếp đẩy cửa phòng ra và nhìn vào trong. Điều khiến anh ngạc nhiên là gian nhà này quá đỗi ngăn nắp và sạch sẽ, giống như thường xuyên có người tới quét dọn vậy.
nhưng anh chắc chắn rằng tay nắm cửa của gian nhà này vẫn còn dính đầy bụi, thì biết lâu rồi không có người vào. Trần Triệu Dương lập tức đi vào, cọt kẹt. Anh không ngờ chính là lúc anh vừa bước vào, thì cánh cửa vốn đang mở rộng lại đóng ngay tức khắc. Anh không quay lại mở cửa, vì biết rằng cánh cửa này nếu đã đóng thì không dễ dàng mở ra được. Trần Triệu Dương bèn nhấc chân lên đi về phía trước một bước. Dưới mắt nhìn xuyên thấu, bước này chắc chắn là không có vấn đề gì. Trần Triệu Dương tiến tới ba bước, vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến anh cảm giác có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, cơ quan của nhà họ Mạc không thể xuất hiện tình trạng mắc kẹt, trừ phi là... Vù! Trong lòng anh chợt rung lên tiếng chuông cảnh báo, một tiếng xé gió vô cùng nhỏ truyền tới, theo bản năng, anh né sang một bên. Răng rắc! Tránh được sự công kích của mấy ám khí này, chân của anh vừa tiếp đất, vốn dĩ mặt đất rất rắn chắc lại biến thành cái bẫy thú lớn, hung hăng kẹp chặt mắt cá chân của anh lại. Trần Triệu Dương đột nhiên thở gấp, lập tức triển khai tiêu dao bộ, vốn dĩ chân sắp tiếp đất thì nhanh chóng nhấc lên và nhích sang một bên. Rầm! Lúc anh né bẫy săn thú, kết quả lại đụng phải chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đó bị xê dịch một chút thì sàn nhà bắt đầu rung chuyển, ngay lập tức xuất hiện một mũi tên phóng về phía anh. Chết tiệt, không ngờ lại là một chuỗi các thuật cơ quan, hơn nữa chúng còn được cài đặt dựa theo tâm lý của con người, đúng là lợi hại. Trần Triệu Dương nhanh chóng lui về sau, đề phòng cơ quan lại mở tới mức lớn nhất. Anh biết, nếu không phải thực lực bản thân đủ mạnh, thì dựa theo tính toán của mấy cơ quan này, anh chỉ có thể tránh được vài lần trước, e rằng phía sau khó mà tránh khỏi. Thuật cơ quan này không đơn giản là thuật cơ quan, mà nó còn bao quát cả phỏng đoán tâm lý của con người, những hướng mình có thể tránh né hoặc phá giải đều bị phong kín. Trần Triệu Dương không ngừng né tránh, đồng thời mắt xuyên thấu cũng mở rộng hết mức. Cho dù như vậy cũng khó mà đề phòng được. Thuật cơ quan này không đơn giản chỉ phỏng đoán tâm lý người, còn bao hàm huyền cơ cửu cung bát quái, quả nhiên vô cùng phức tạp. Lúc này, Mạc Uyên ở bên ngoài lại hối hận rồi, anh ta chỉ nhất thời manh động khiến Trần Triệu Dương đi vào nhà tổ, nhưng anh ta rất rõ, thuật cơ quan trong nhà tổ không đơn giản chỉ là trò đùa quái đản, mà vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mạc Uyên đột nhiên trở nên lo lắng. Nam Cung Yến ở bên cạnh rất nhạy cảm, nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Uyên thì cô biết, e là chuyện này có gì đó không ổn. Có phải xảy ra vấn đề gì không vậy? Nam Cung Yến nghiêm mặt nhìn sang Mạc Uyên, hỏi. Tôi sai rồi, tôi không nên để cậu ấy đi vào. Thuật cơ quan nhà tổ của chúng tôi tới giờ tôi vẫn chưa nắm rõ. Cậu ấy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, Mạc Uyên nghe Nam Cung Yến hỏi thì có chút khó xử nói. Vậy phải làm sao? Nam Cung Yến nhất thời nóng ruột, cô vốn tưởng rằng thuật cơ quan của ngôi nhà này vẫn giống như trước, đều là những trò đùa quái đản, vốn không có nguy hiểm gì. Nhưng nghe Mạc Uyên nói như vậy, hình như nhà tổ của anh ta rất nguy hiểm. Ngôi nhà tổ này là nơi truyền lại những tác phẩm đỉnh cao của mỗi thế hệ nhà họ Mạc. Có thể nói, từ xưa đến nay ẩn chứa vô số các cơ quan, vốn không ai có thể phá giải được. Đều tại tôi không nên manh động kêu cậu ấy đi vào, lúc này Mạc Uyên vô cùng tự trách. Đừng nói nhảm nữa, anh mau nói đi, nên làm sao đây? Phải làm sao mới dừng được các cơ quan bên trong, Nam Cung Yến vô cùng nóng nảy, cắt ngang lời Mạc Uyên, phẫn nộ nói. Cơ quan này một khi đã kích hoạt, thì vốn không thể dừng lại được, trừ phi được phá giải hoàn toàn, Mạc Uyên lắc đầu, mặt ủ mày trao lên tiếng. Tuy anh ta là truyền nhân của nhà họ Mạc, nhưng ở xã hội ngày nay, anh ta cũng là một chàng thanh niên nghiêm túc tuân thủ pháp luật mà thôi. Nếu Trần Triệu Dương thật sự chết trong đó, e là nhà họ Mạc của anh ta cũng không có người thừa kế mất. Sắc mặt của Nam Cung Yến vô cùng khó coi, nhìn chăm chăm vào căn phòng đó, hận không để đập cửa xông vào trong. Anh có chắc chắn là cơ quan này không cách nào dừng lại, Nam Cung Yến hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn sang Mạc Uyên rồi hỏi. Đúng vậy, không cách nào dừng lại, Mạc Uyên lắc đầu, vẻ mặt chán nản nói. Được, Nam Cung Yến lấy điện thoại trong túi ra, trực tiếp gọi cho Tăng Kim Lai. Tăng Kim Lai, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, hãy điều động một đội tháo dỡ tới thành Nam với tốc độ nhanh nhất. Nhớ là, tốc độ nhanh nhất, Nam Cung Yến cũng chỉ biết có mình Tăng Kim Lai, chỉ có thể gọi điện cho anh ta. Lúc này Tăng Kim Lai đang ở thành phố Nam Hải, vốn không có ở thành phố Long Hải, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Nam Cung Yến, anh ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì gấp, nên lập tức đồng ý. Vẻ mặt của Mạc Uyên ở bên cạnh rất khó coi, anh ta không cách nào ngăn Nam Cung Yến điều động đội tháo dỡ tới, dù gì thì mạng người mới là quan trọng nhất.
nhưng nếu như vậy thì nhà tổ của nhà họ Mạc được truyền lại có lẽ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mọi chuyện đều tại mình, nếu không phải mình nhất quyết cá cược, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu không phải mình kêu Trần Triệu Dương vào, nhà tổ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Quả nhiên, lúc Nam Cung Yến cúp máy, chưa tới 5 phút, một tiếng động ầm ầm truyền tới. Sau đó, Mạc Uyên và Nam Cung Yến liền nhìn thấy một đội tháo dỡ chuyên nghiệp đang đi về phía này. Cô có từng nghĩ, nếu dùng đội tháo dỡ thì chắc chắn có thể hủy đi cả nhà tổ, nhưng người bên trong e là cũng khó thoát nạn, Mạc Uyên hơi khó xử nhìn sang Nam Cung Yến và nói. Tôi đều hiểu những gì anh nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì chỉ trách mạng anh ấy không tốt thôi, Nam Cung Yến lắc đầu, bèn chỉ hướng cho đội tháo dỡ chạy về phía nhà tổ. Mau tiến hành đi, thấy nhà tổ đóng kín, Nam Cung Yến cần răng và ra lệnh. Tài xế nghe theo sự dặn dò của Tăng Kim Lai, sau khi tới nơi thì nghe lệnh của Nam Cung Yến. Cho nên, trước mệnh lệnh bất hợp pháp của cô, anh ta không do dự mà chọn cách tiến hành. Điều khiển chiếc xe phá hủy cực lớn, tới trước mặt nhà tổ. Sau đó quả cầu sắt lớn rút về sau, bắt đầu lấy đà. Phá, Nam Cung Yến căn răng, lập tức vẫy tay. Nghe theo lệnh của Nam Cung Yến, quả cầu sắt to lớn lao vút ra, mang theo sức mạnh vô tận, lao thẳng vào nhà tổ. Mạc Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù có ý muốn ngăn cản nhưng không có cách nào mở miệng được, chỉ có thể nhìn quả cầu sắt to lớn đập vào nhà tổ của mình. Tiêu rồi, thuật cơ quan nhà họ Mạc sắp tiêu rồi, Mạc Uyên biết. Nếu nhà tổ bị phá hủy, vậy thì việc kế thừa thuật cơ quan nhà họ Mạc cũng không còn hoàn chỉnh. Phải biết là nhà tổ này là nơi mọi thế hệ truyền nhân thuật cơ quan của nhà họ Mạc đều cần phải vào để lĩnh hội. Nếu chỉ còn thuật cơ quan được truyền lại mà nhà tổ không còn, vậy sau này truyền nhân của nhà họ Mạc cũng không còn nơi để lĩnh hội nữa. Dừng tay. Lúc quả cầu sắt sắp va vào nhà tổ, một bóng người phóng ra như tia chớp từ nhà tổ, hung hăng đánh vào quả cầu sắt. Binh. Quả cầu sắt với sức mạnh vô biên, bị cái bóng kia đập trúng, bắt đầu từ từ ngừng di chuyển về phía trước, cuối cùng dừng lại một cách kỳ tích, dừng ở nơi cách nhà tổ chưa đầy nửa mét. Người của đội tháo dỡ đều ngơ ngác. Họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này. Một người ngăn quả cầu sắt đang di chuyển này bằng sức lực của mình, đúng là khiến họ mở mang tầm mắt. Làm sao mà sức mạnh của một người có thể mạnh tới mức đó? Đây là con người sao? Nhìn thấy bóng dáng này. Đôi mắt của Nam Cung Yến bỗng dưng ươn ướt, cả người thở phào nhẹ nhõm. Còn Mạc Uyên thì há hốc mồm, tuy trước đó biết Trần Triệu Dương không hề tầm thường, nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, thân hình nhìn có vẻ gầy gò này lại ẩn chứa sức mạnh to lớn như thế. Được rồi, mọi người mau về đi, nơi này không còn chuyện gì nữa, Trần Triệu Dương thở phào, sau đó nói với đội tháo dỡ. Lúc này ánh mắt của đội tháo dỡ nhìn Trần Triệu Dương giống như nhìn thấy quái vật vậy. Nghe anh nói vậy thì họ nhanh chóng lên xe, sau đó đi khỏi. Họ không dám hỏi nhiều, lỡ như xảy ra chuyện gì đó mà họ không gánh nổi trách nhiệm thì sao? Sau đó Trần Triệu Dương gọi điện cho Tăng Kim Lai, kêu anh ta xử lý tốt chuyện này, cũng không thể để những người bình thường truyền tới truyền lui, tới lúc đó chắc chắn sẽ gặp chuyện phiền phức. Cậu thành công rồi sao? Mạc Uyên trần trừ một hồi. Lúc này anh ta đi tới trước mặt của Trần Triệu Dương, hỏi với vẻ mặt không dám tin. Ý cậu muốn nói món đồ này hả? Trần Triệu Dương đưa ra một thứ giống như miếng ngọc bài, phía trên có khắc chữ Mạc, nhìn có vẻ rất đơn giản. Đây, nhìn miếng ngọc bài này, Mạc Uyên đột nhiên ngơ ngác. Làm sao anh ta không biết được chứ? Miếng ngọc bài gia chủ này được đặt giữa trận cơ quan trong nhà tổ của nhà họ Mạc, chỉ có gia chủ đương thời mới có thể dựa vào thuật cơ quan được kế thừa mà đi vào khu vực trung tâm lấy miếng ngọc bài gia chủ. Nhưng anh ta không ngờ. Người lạ như Trần Triệu Dương lại có thể vào khu vực trung tâm của nhà tổ, chuyện này đúng là khiến mọi người mở mang tầm mắt. Tuy nhiên, có thể vào khu vực trung tâm không có nghĩa là nắm chắc được thuật cơ quan, nhưng cũng chứng minh một vấn đề, thuật cơ quan nhà họ Mạc hoàn toàn vô dụng đối với người này. Sao vậy, muốn quyệt nợ hả? Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ ngơ ngác của Mạc Uyên thì bèn giả bộ tức giận nói. Không, không phải vậy, tôi muốn biết, làm sao cậu phá giải được thuật cơ quan nhiều tầng như vậy? Cho dù tôi là truyền nhân của thuật cơ quan nhà họ Mạc, trong vòng 2 tiếng đồng hồ cũng không thể phá giải được, sắc mặt của Mạc Uyên uể oải hỏi anh. Không đúng, có phải cậu đã phá hỏng cơ quan bên trong nhà tổ của nhà họ Mạc tôi rồi không? Sắc mặt của Mạc Uyên đột nhiên thay đổi, sau đó anh ta xông thẳng vào nhà tổ. Cậu có phải điên rồi không? Thấy bộ dạng của tên này, Trần Triệu Dương tỏ ra bực bội, cũng vì là truyền nhân của nhà họ Mạc,
nếu không thì anh cũng không muốn để ý tới cái tên ngốc có IQ bằng không này. Xem ra, đây là một đả kích khá lớn với anh ta, tuy Nam Cung Yến không biết vụ cá cược giữa Trần Triệu Dương và Mạc Uyên, nhưng xem ra Mạc Uyên thật sự phát điên rồi. Một lúc sau, Mạc Uyên hồn bay phách lạc bước từ nhà tổ ra, ánh mắt nhìn sang Trần Triệu Dương với vẻ phức tạp. Có gan cược có gan nhận thua, tôi thua rồi, sau này tôi chính là em trai của cậu, Mạc Uyên tỏ ra chán nản và không cam tâm nhìn sang Trần Triệu Dương, anh ta cúi đầu nói. Đừng bày bộ mặt ủ rũ như vậy, người khác không biết còn tưởng tôi ăn hiếp cậu nữa. Cậu yên tâm đi, làm em trai tôi chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại đâu, Trần Triệu Dương nhìn Mạc Uyên vô cùng tự hào nói. Mạc Uyên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ chắc là tôi tin á. Cậu đừng bày bộ mặt ủ rũ đó nữa, tôi nói cậu biết, rất nhiều người muốn tôi thu nhận họ làm em trai mình, nhưng tôi không thèm để ý đấy. Cậu được làm em trai tôi, mà còn thấy ấm ức nữa sao, thấy vẻ mặt của Mạc Uyên, Trần Triệu Dương đột nhiên khó chịu lên tiếng. Thật hay giả vậy, nhìn là biết trêu tôi thôi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Mạc Uyên lại tỏ ra không tin. Đừng tưởng tôi không biết, lúc nãy thật ra cậu luôn tính kế với tôi, chẳng qua tôi không nghĩ mình sẽ thua. Cho nên tôi mới đồng ý điều kiện của cậu. Nếu không thì ai lại đồng ý vụ cá cược không có não đớ, Mạc Uyên sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Lợi hại, Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên ỏ vẻ khâm phục. Chờ tôi thu dọn một chút, đóng cửa tiệm rồi sẽ đi theo cậu, Mạc Uyên hít một hơi và nói. Không cần vội, đuổi theo tôi cũng không cần phải vội như vậy. Cậu đi lo chuyện của mình đi, lúc tôi có chuyện cần tìm cậu thì cậu có mặt là được, Trần Triệu Dương lắc đầu. Anh cũng không mấy để ý việc Mạc Uyên đi theo mình. Điều anh thật sự quan tâm chính là, sau này lại gặp hộp cơ quan theo thuật cơ quan nhà họ Mạc chế tạo, bản thân không cần phí công suy nghĩ mà cũng phá giải được. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là anh muốn Hồ Lộc Minh tồn tại giống chiếc thùng sắt, còn thuật cơ quan của Mạc Uyên đúng lúc có thể có ích cho chuyện này. À, Mạc Uyên vốn dĩ tưởng đối phương còn khiến mình thêm khó xử, không ngờ anh lại không để tâm tới. Sau đó Trần Triệu Dương và Mạc Uyên trao đổi cách thức liên lạc, rồi anh và Nam Cung Yến rời khỏi. Chờ sau khi lên xe, vẻ mặt của Trần Triệu Dương đột nhiên lộ ra sự vui sướng. Sao vậy, nhặt được báu vật hả? Thấy biểu cảm thay đổi của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến không nhịn được lên tiếng hỏi. Ha ha, còn vui hơn so với việc nhặt được báu vật, Trần Triệu Dương cười lớn, thu hoạch hôm nay đúng là quá nhiều. Trần Triệu Dương không ngờ nhà tổ của nhà họ Mặc lại có nhiều sách cổ như vậy, để anh tích lũy xong, còn miếng ngọc bài gia chủ nhà họ Mặc cuối cùng lại giúp cho mắt xuyên thấu của anh tiến hóa thành màu xanh lục. Sau khi hoàn thành quá trình tiến hóa của mắt xuyên thấu, anh bèn thử nghiệm một chút, mắt xuyên thấu đã quét được phạm vi khá rộng, tuy vẫn chưa thử nghiệm năng lực phục hồi, nhưng anh có dự cảm rằng khi màu sắc mắt xuyên thấu của anh chuyển sang màu xanh lục, e là năng lực phục hồi sẽ có bước thăng cấp đáng kể. Thu hoạch lần này có thể nói là cực kỳ lớn. Xem ra, món đồ có niên đại lâu đời có thể khiến mắt xuyên thấu của mình tiến hóa. Nhưng không biết sau khi lần tiến hóa này kết thúc, còn có thể dùng loại sách cổ này để thăng cấp nữa hay không? Mạc Uyên là truyền nhân thuật cơ quan của nhà họ Mạc, vì vậy Hồ Lộc Minh của chúng ta có thể để cậu ta bố trí. Đến lúc đó Hồ Lộc Minh nhất định sẽ trở thành nơi kiên cố nhất, đương nhiên là Trần Triệu Dương không thể nói với Nam Cung Yến rằng mình có khả năng nhìn xuyên thấu được. Đúng vậy. Không ngờ truyền nhân của nhà họ Mạc lại lăn lộn thành bộ dạng như vậy, Nam Cung Yến có chút thương xót nói. Thực ra không phải vậy. Với tài nghệ của Mạc Uyên, nếu thật sự muốn kiếm tiền thì vẫn rất đơn giản. Tuy nhiên, cậu ta vẫn đang trên tinh thần đi sâu vào nghiên cứu thuật cơ quan. Đây là một nghệ nhân thực sự, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói với một cái nhìn ngưỡng mộ. Đúng là như vậy, nếu không phải có tư chất và sự nhiệt huyết này, e rằng anh ta cũng không thể trở thành người thừa kế thuật cơ quan. Nam Cung Yến gật đầu, cũng vô cùng tán thành nói. Được rồi, những việc cần phải làm đều xong cả rồi, chúng ta quay về đi, anh thật ra rất muốn hỏi Nam Cung Yến mua sách gì, nhưng người ta không muốn nói, cho nên anh cũng không tiện hỏi. Nghe thấy những lời của anh, trong lòng của cô chợt run lên, liếc nhìn qua những cuốn sách đã mua và thấy chúng vẫn được gói rất kỹ, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về biệt thự, Nam Cung Yến liền tự nhốt trong phòng một mình. Còn Trần Triệu Dương thì bị đuổi ra khỏi phòng. Đúng lúc Trần Triệu Dương đang buồn chán thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tuyên Hoàng, có chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ khi nhìn thấy cuộc gọi của Tuyên Hoàng, mới sớm ra cô ấy đã rời đi rồi, giờ mới gọi điện đến. Anh rể, cứu mạng,
em gặp phải rắc rối rồi, giọng điệu của Tuyên Hoàng trên điện thoại có chút áy náy. Hả, em đang ở đâu? Trần Triệu Dương vội hỏi khi nghe thấy lời của Tuyên Hoàng. Anh rể, anh nhớ mang thêm chút tiền, hình như em gặp rắc rối rồi, Tuyên Hoàng có chút khó khăn nói với Trần Triệu Dương. Trước tiên đừng lo lắng, chỉ cần là chuyện dùng tiền có thể giải quyết được thì không thành vấn đề. Em gửi vị trí đi, anh sẽ đi tìm em, Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm khi Tuyên Hoàng nói rằng là bởi vì chuyện tiền nong. Sau đó Tuyên Hoàng gửi vị trí của mình cho anh, Trần Triệu Dương thầm nghĩ cũng không thể để Nam Cung Yến ở lại biệt thự như vậy, nên bèn lên lầu và giải thích lý do cho Nam Cung Yến. Biết rằng Tuyên Hoàng đang gặp rắc rối, Nam Cung Yến không thể đọc sách nữa, ngay lập tức cùng anh đi ra ngoài và lái xe đến địa chỉ mà Tuyên Hoàng đã đưa. Trên con phố đồ cổ ở thành phố Long Hải này, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đã tìm thấy cửa hàng Tuyên Hoàng cho biết. Lúc này lối vào cửa hàng đã có rất nhiều người vây quanh, Tuyên Hoàng đang ở trong cửa hàng với vẻ mặt lo lắng, lúc này ngoài cô ấy còn có mấy người đàn ông cường tráng chặn trước cửa. Sau khi trò chuyện với những người xung quanh, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là Tuyên Hoàng đang đi dạo trong cửa hàng này, nhưng vô tình làm vỡ một miếng ngọc như ý, và ngọc như ý này được cho là món đồ yêu thích của lão Phật gia năm xưa, báu vật trấn giữ của cửa hàng, có tên là Thông Bảo Cư. Cửa hàng yêu cầu Tuyên Hoàng trả 10 triệu tệ, nhưng cô ấy làm gì có nhiều tiền như vậy, nên đành gọi điện cho Trần Triệu Dương và nhờ anh đến giúp đỡ. Cô gái này thật sự rất đáng thương, 10 triệu tệ, có đập nồi bán sắt cũng không gom đủ ấy chứ. Hời hiện tại Lục lão Lục càng ngày càng quá đáng rồi, ngay cả đứa trẻ như vậy cũng không buông tha nữa. Trong từ điển của Lục lão Lục không có từ nhân từ. Có vẻ như nhìn thấy quần áo của cô gái ấy mặc trên người có giá trị, vì vậy Lục lão Lục mới mạnh tay như vậy. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Tuyên Hoàng đều tỏ ra thương xót và đồng cảm, nhưng không một ai bằng lòng ra mặt nói giúp. Xem ra, Lục lão Lục này chắc chắn cũng có chút quyền lực. Biết là Tuyên Hoàng có khả năng bị vu cáo, sắc mặt của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đều vô cùng khó coi. Đi, vào xem thử xem sao, lúc này, sắc mặt của Nam Cung Yến rất ảm đạm, tuy cô và Tuyên Hoàng không phải chị em ruột nhưng cô rất thân thiết với Tuyên Hoàng, bây giờ cô ấy chịu phải ấm ức, trong lòng cô tất nhiên rất khó chịu. Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức cùng Nam Cung Yến bước vào cửa hàng. Chị, anh rể, mọi người đến rồi, cứu em với, em không hề cố ý. Sau khi Tuyên Hoàng nhìn thấy Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đi vào, cô ấy lập tức vui mừng chạy nhanh tới bên họ. Mấy tên cao to trong cửa hàng muốn ngăn lại nhưng được tên chủ tiệm xua tay ra hiệu dừng lại. Không sao, đừng lo lắng, bọn chị đến rồi, Nam Cung Yến kéo Tuyên Hoàng đến bên mình, nhẹ giọng an ủi. Ông chủ Lục lão Lục cũng không vội mà chỉ cười tủm tỉm quan sát, theo như lão ta nhìn thấy thì cách ăn mặc và khí chất của cặp nam nữ mới đến này không giống người thường. Họ chắc chắn là những người giàu có. Vì vậy, Lục lão Lục rất hài lòng, có vẻ như lần này lão ta có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Lúc này Trần Triệu Dương cũng đang nhìn đến miếng ngọc như ý đã bị vỡ, anh quét mắt thì phát hiện một số manh mối, khiến mắt anh chợt nhíu lại. Anh lập tức nhìn về phía Lục lão Lục, dáng người gầy guộc, hai mắt hướng ra ngoài mang theo vẻ cay nghiệt, môi cũng rất mỏng, thoạt nhìn không phải người thiện lương. Hai vị, vì đây là em gái của các người. Vậy thì đền tiền cho tôi đi, 10 triệu, rất công bằng, Lục lão Lục thấy thời gian cũng đủ rồi thì lập tức bước tới nói với Trần Triệu Dương. Vậy sao, ông có chắc là ngọc như ý này chỉ giá 10 triệu tệ không? Trần Triệu Dương hỏi Lục lão Lục với vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đương nhiên, đây là miếng ngọc được yêu thích nhất của lão Phật gia năm xưa, vật chính cống của cung đình. 10 triệu tệ chỉ là giá cả ở đây, nhưng nếu đem ra đấu giá mà gặp được người thích nó, e rằng không chỉ có giá này đâu. Dáng vẻ Lục lão Lục vô cùng tự tin, giống giặc nói. Không phải là tôi đã làm vỡ nó, tôi chỉ vừa động vào là nó đã vỡ rồi. Thực sự không phải do tôi làm, nghe thấy lời nói của Lục lão Lục, Tuyên Hoàng vô cùng oan ức lên tiếng giải thích. Là như vậy sao? Được, nếu ông đã khẳng định, vậy thì tôi sẽ tìm người thẩm định đến xem miếng ngọc như ý này có đúng như lời ông nói hay không. Nếu giá trị của miếng ngọc này quả thực như vậy, cứ yên tâm, tôi sẽ đền cho ông không thiếu một đồng. Trần Triệu Dương xua tay ngắt lời của Tuyên Hoàng, anh không hề tức giận về việc lão ta hét giá lên cao, mà là dựa theo lý mà nói. Tất nhiên là không thành vấn đề, cậu có thể tìm người thẩm định nó. À, đúng rồi, ngọc như ý của tôi phải được thầy Từ Minh Dương của thành phố Long Hải chúng ta đích thân thẩm định mới được. Tôi nghĩ không ai có thể nghi ngờ khả năng thẩm định của thầy ấy được,
Lục lão Lục đồng ý để Trần Triệu Dương làm thẩm định, nhưng lời nói tiếp theo của lão ta thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Được thôi, để Từ Minh Dương đến thẩm định, Trần Triệu Dương cười nhạt một cái, nếu đã không ngay thẳng, vậy đợi xem thử ai chơi bẩn hơn ai. Không sao, Lục lão Lục nghe Trần Triệu Dương nói xong liền mừng rỡ, tên này thật đúng là ngốc. Nếu tùy ý tìm một người thẩm định, mặc dù có thể mạo danh Từ Minh Dương, hầu hết bọn họ đều không dám nói gì, nhưng nếu vô tình gặp phải kẻ lỗ mãng thì sao? Tuy nhiên, nếu thật sự Từ Minh Dương thẩm định, vậy chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Tốt xấu gì Từ Minh Dương cũng là một thẩm định viên nổi tiếng, sao có thể đánh cháo kết quả thẩm định của bản thân được, nếu không, ba chữ của Từ Minh Dương có thể trở thành một trò cười. Nếu như giám định xong, không phải là lỗi của em gái tôi thì giải quyết sao đây? Trần Triệu Dương nheo mắt lại, rồi lạnh nhạt nói. Nếu như không phải lỗi của em gái cậu, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, để mấy người bình an rời khỏi đây. Lục lão Lục nghe thấy liền khịt mũi coi thường, khinh khỉnh nói. Thì ra lý lẽ của ông là thế à? Vậy tôi tẩn ông một trận rồi tôi nói tôi đánh lầm người, sau đó chúng ta xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, ông có chấp nhận như vậy không? Trần Triệu Dương lạnh nhạt nhìn Lục lão Lục nói. Nhãi danh, cậu muốn kiếm chuyện à? Sao không nhìn lại ở đây là địa bàn của ai, nếu như mấy người đàng hoàng thì còn dễ nói chuyện, còn nếu mấy người gây sự, thì ngại quá, mấy người đừng hòng bước chân ra khỏi đây, Lục lão Lục ngang ngược nói. Xem ra là ông muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề rồi. Tốt nhất là ông nên nghĩ cho kỹ, mũi tên đã bản ra thì không thu lại được nữa đâu, Trần Triệu Dương vừa nghe nhất thời vui vẻ, lão già này không dùng bạo lực để giải quyết thì không được mà. Vốn anh còn định nói phải trái. Giờ thì đúng là phải động tay động chân rồi. Bớt nói nhảm đi, chịu đền tiền thì chuyện gì cũng dễ nói, nếu không mấy người không bước được nửa bước ra khỏi tiệm này đâu, Lục lão Lục nhìn đám Trần Triệu Dương với ánh mắt rét lạnh. Lên đi, để tôi xem mấy người có tài cán gì, Trần Triệu Dương ngoách ngoách ngón tay khiêu khích bọn họ. Chán sống, Lục lão Lục cười lạnh, kế tiếp lão A phất tay để mấy gã vạm vỡ xông vào đám người Trần Triệu Dương. Hai người đứng ở phía sau anh, đúng rồi. Nhớ quay video lại, đừng quay trúng mặt anh là được, tuy rằng những người này không làm Nam Cung Yến bị thương được, nhưng vào những lúc này anh cũng không thể để cho phụ nữ ra tay. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến nấp sau lưng Trần Triệu Dương, ngước nhìn bờ vai rộng của anh, bọn họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mà Tuyên Hoàng lại là một kiểu người phá phách, nghe Trần Triệu Dương bảo bọn họ quay video lại, cô ấy vội lấy điện thoại ra chuẩn bị quay. Đây là do ông tự chọn. Đừng trách người khác đấy nhé, Trần Triệu Dương cười lạnh, đạp thẳng một đạp vào bụng của gã đang đứng mũi chịu sào. Gã ta bị Trần Triệu Dương đạp cho một cước vào bụng, thì lùi lại mấy bước đập vào trên kệ hàng lắc lư nên tất cả đồ vật trên kệ rơi xuống bể lốp bốp. Hả, Lục lão Lục thấy thế suýt nữa bị chọc, tức đến phát điên. Đám ngu ngốc bọn mày còn không nhanh đè bọn chúng lại, mấy thứ này đều phải đền tiền hết, tao phải tính lại xem chỗ này bao nhiêu tiền, Lục lão Lục điên cuồng giống giận. Mặc dù những món đồ trên kệ phần lớn đều là hàng giả nhưng cũng có một vài món là hàng thật, thế nên làm lão ta đau lòng không thôi. Những gã còn lại vừa nhìn thấy liền đùng đùng nổi giận xông lên. Chỉ có điều tốc độ bọn họ bị đá văng về còn nhanh hơn cả lúc bọn họ xông lên, năm gã vạm vỡ bị đá bay về sau, mỗi gã đập vào một cái kệ hàng, làm cho những món đồ làm bằng sứ và ngọc rơi xuống đất bể tan nát, vung vãi đầy đất. Chứng kiến một màn này, Lục lão Lục như sắp phát điên. Tiếc của không thôi. Sớm biết thế đã không ra tay, bây giờ tiệm của mình xem như toang rồi. Được rồi, yên tĩnh rồi đó, giờ thì chúng ta cùng xác định lại vấn đề nào, Trần Triệu Dương phủi tay chậm rãi đi về phía Lục lão Lục. Cậu đừng qua đây, nếu cậu bước lại đây tôi sẽ báo cảnh sát đó, nhìn thấy Trần Triệu Dương đang bước gần về phía mình, Lục lão Lục liền bị dọa sợ, đầu óc vốn đang tức điên chớp mắt đã tỉnh táo lại. Sáu gã tay sai của lão ta đều là tay đánh đấm. Nhưng còn chưa đụng đến được mà đã bị người ta đánh te tua, tên này không phải dạng vừa rồi. Lão ta sợ Trần Triệu Dương sẽ đánh lão ta phù mỏ mất. Tôi cũng không làm khó ông, nếu như Từ Minh Dương kia dám định xong món đồ này là giả, hơn nữa cũng không phải do em gái tôi làm hỏng, vậy thì mấy người phải bồi thường thiệt hại cho em gái tôi và cả vợ tôi nữa, tôi cũng không cần nhiều, đền cho chúng tôi 20 triệu thì hết thảy dễ nói chuyện rồi. Trên mặt Trần Triệu Dương mang một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Lục lão Lục nói. Được, tôi đồng ý với cậu, Lục lão Lục đồng ý răm rắp, lão ta cũng không muốn bị ăn đòn. Và lại, lão ta chắc chắn Từ Minh Dương không thể nào phủ định kết quả giám định của chính ông A,
cho nên chuyện này không thể đối lý được, vì thế lão ta liền đồng ý ngay. Được rồi, Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó quay sang hỏi Tuyên Hoàng, quay lại rồi chứ? Anh dễ yên tâm, quay lại hết rồi, vô cùng rõ ràng luôn, lúc này Tuyên Hoàng mới cất điện thoại vào, cười híp mắt nói. Tốt lắm, Trần Triệu Dương gật đầu, kế tiếp anh liền gọi điện thoại cho Tăng Kim Lai, mặc dù lúc này anh ta vẫn còn ở thành phố Nam Hải, nhưng với thực lực của Tăng Kim Lai, bảo Từ Minh Dương làm chút chuyện cũng không phải quá khó. Có cần tôi cho cậu số điện thoại của thầy Từ không? Mà tiếc ghê, dù có cho cậu thì mấy người cũng không mời được thầy Từ đâu, thầy Từ cũng không phải người bình thường, sao để cho cậu gọi tới gọi về được chứ? Lục Lão Lục thấy Trần Triệu Dương gọi điện thoại thì ngứa mồm châm chọc. Trong vòng 10 phút nữa, Từ Minh Dương sẽ tới, Trần Triệu Dương cất điện thoại vào, nhìn Lục Lão Lục nói. Ha ha, nói như đúng rồi ấy, được rồi, để tôi thử chờ 10 phút xem, Lục Lão Lục vừa nghe thì bật cười. Lão ta được biết, sau khi Từ Minh Dương có tiếng tăm, ông ta có một thói quen là mỗi ngày chỉ dám định một món đồ thôi. Vừa khéo hồi sáng hôm nay, Từ Minh Dương vừa đích thân dám định một món ở phố đồ cổ, nói cách khác, hôm nay dù có thế nào Từ Minh Dương cũng không dám định thêm nữa. Thế nên lần này lão ta thăng chắc rồi. Anh rể, chắc chắn không, Tuyên Hoàng đương nhiên từng nghe nói Ngọc Như Ý của chủ tiệm này là do Từ Minh Dương dám định, đột nhiên cảm thấy hơi sốt ruột. Tốt hơn hết là em nên bỏ cái chữ không đi, em không tin anh à, Trần Triệu Dương lườm Tuyên Hoàng nói. Em chỉ lo lắng chút thôi, em vẫn tin tưởng anh rể mà, nghĩ đến thực lực của Trần Triệu Dương, lão chủ tiệm này dám cư xử với anh như thế, đúng là chán sống. Chuyện này có gì to tát đâu, yên tâm đi, có anh ở đây thì đâu cũng vào đấy thôi, Trần Triệu Dương khẳng định, những chuyện này với anh mà nói thật sự không đáng để lãng phí thời gian chút nào. Nếu không vì sợ Nam Cung Yến không chịu để ý anh cũng không thèm đích thân đến đây đâu, cứ bảo Tăng Kim Lai tìm người giải quyết là được. Hiển nhiên Nam Cung Yến cũng không biết suy nghĩ này của Trần Triệu Dương, không thì trở mặt ngay và luôn rồi. Thời gian trôi qua, mấy người đứng ở cửa đã bắt đầu sốt ruột, giữa trời hè mà không có dreamer để hóng thả chạy về nhà hít máy điều hòa còn sướng hơn. Gần 10 phút rồi, hình như không có ai đến thì phải, Lục Lão Lục xem thời gian rồi lạnh giọng nói. Lão ta cũng dần mất kiên nhẫn, có điều đồ trong tiệm đều đã bị đập nát, nếu còn không đòi lại được số tiền này, há chẳng phải là tổn thất nghiêm trọng sao? Vì thế lão ta phải dằn lại tính tình, lấy lại cho bằng được số tiền này. Có phải đồng hồ của ông bị hư rồi không? Còn 2 phút nữa đó, lúc này Tuyên Hoàng đã ổn định lại, nghe thấy lời châm chọc của Lục Lão Lục, cô ấy mới bật lại. Được rồi, vậy chờ thêm 2 phút nữa, Lục Lão. Lục nghe Tuyên Hoàng nói thế thì cười lạnh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, dù cho có đợi thêm 2 phút thì đã sao, lão ta cũng không tin ba người này có thể mời được Từ Minh Dương đến. Ngay lúc sắp hết 10 phút đồng hồ, một bóng người màu xanh vội vã dế đám đông ra xông vào. Vốn dĩ đám đông sắp mất hứng vây xem thì người vừa đến đã vực dậy tinh thần hóng hớt của bọn họ. Bởi vì kịch hay còn dài, người vừa đến chính là Từ Minh Dương. Chào thầy Từ, tôi là Lục Lão Lục của Thông Bảo Cư, ông có thể gọi tôi là Lão Lục. Lục Lão Lục vừa nhìn thấy Từ Minh Dương tới, trong lòng nhất thời run lên, nhưng giữa lão ta với Từ Minh Dương cũng có chút qua lại. Theo bản năng lão ta cảm thấy Từ Minh Dương tới tìm lão ta, vì thế lão ta nhanh chóng bước lên chào hỏi trước. Chào ông chủ Lục, tôi đang có chút chuyện, sắc mặt Từ Minh Dương lúc này vội vã, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Khi ông ta nhìn thấy Trần Triệu Dương, hai mắt liền sáng lên, thẳng tay gạt Lục Lão Lục qua một bên bước nhanh đến trước mặt Trần Triệu Dương chào hỏi. Xin ra mắt cậu Trần, tôi là Từ Minh Dương, Từ Minh Dương vừa nhận ra Trần Triệu Dương liền cung kính chào hỏi anh. Vừa rồi, lúc nhận được điện thoại của Tăng Kim Lai, suýt nữa thì ông ta đã bị hù chết, còn tưởng bản thân đã đắc tội chỗ nào với ông thần này nữa. Đến khi hiểu rõ mục đích Tăng Kim Lai gọi đến, ông ta lại trở nên phấn khởi. Chuyện này quả đúng là một cơ hội tốt, chỉ cần mình làm tốt chuyện này, đồng nghĩa với việc mình đã gia nhập vào phe của Tăng Kim Lai. Con đường phát triển sau này của ông ta có thể nói là rộng mở rồi. Thế nên chỉ trong 10 phút, ông ta bán mạng chạy đến đây, may là chỗ ông ta cách đây không xa nên cũng vừa kịp lúc. Lúc Từ Minh Dương cung kính với một người trẻ tuổi, ông ta cũng chẳng thấy có gì lạ, nhưng đám đông vây xem bên cạnh và đám người Lục Lão Lục đều trợn tròn cả mắt. Ai cũng biết Từ Minh Dương nổi tiếng là khó gần, tính tình cũng vô cùng kỳ lạ, vài người có tiền muốn nhờ Từ Minh Dương giám định bảo vật, Từ Minh Dương đều đối đãi sòng phẳng. Nếu tâm trạng tốt thì có lẽ sẽ giúp nhìn thử xem,
một khi tâm trạng đã xấu thì chỉ tay thẳng mặt đuổi người ta đi. Chính vì trình độ thẩm định của Từ Minh Dương khá cao, bằng không chắc chắn ông ta không làm nên cơm cháo gì rồi. Nào, đi xem thử Ngọc Như Ý kia có phải do ông giám định không? Trần Triệu Dương gật đầu rồi chỉ vào Ngọc Như Ý đang bị gãy đôi kia nói. Vâng, cậu Trần, nhất thời Từ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, việc này hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực của mình, ông ta chỉ sợ được giao. Cho việc không dành, đến khi đó chẳng những không thể kết thân với Tăng Kim Lai và cậu Trần, mà còn đắc tội luôn hai vị này thì khổ. Thưa cậu Trần, món đồ rác rưởi này tôi chưa từng giám định qua bao giờ cả, nếu quả thật do tôi giám định, thì tôi sẽ phán đây là rác. Từ Minh Dương nhìn liếc qua Ngọc Như Ý rồi bình tĩnh đáp. Mặc dù ông ta muốn nịnh nọt cậu Trần và Tăng Kim Lai, nhưng nếu bắt ông ta lừa gạt người ta hoặc làm giả ngay trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình, có đánh chết ông ta cũng không làm. Không thể nào đâu thầy Từ, Ngọc Như Ý này chính ông tự mình ký tên vào giấy chứng nhận đã giám định mà, cái này không làm giả được đâu. Nghe thấy lời của Từ Minh Dương, Lục Lão Lục bên cạnh đang thấp thỏm không thôi lập tức xù lông. Hừ, ông đang hoài nghi trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tôi sao? Nghe Lục Lão Lục nói, sắc mặt Từ Minh Dương lạnh đi, trầm giọng nói. Tôi nào dám hoài nghi trình độ và đạo đức nghề nghiệp của thầy Từ, chỉ là tôi cảm thấy năng lực giám định của ông hôm nay nhầm lẫn một chút thôi. Đây là giấy chứng nhận giám định Ngọc Như Ý ban đầu của ông, mời ông xem thử. Nhìn thấy Từ Minh Dương nổi bão, nhất thời Lục Lão Lục cũng bị dọa sợ, sao lão ta dám đắc tội với Từ Minh Dương được, chỉ cần Từ Minh Dương phán một câu, sau này lão ta đừng hòng làm ăn trong cái giới này nữa. Mặc dù Từ Minh Dương không mấy thân thiện, nhưng trình độ chuyên môn mà ông ta ngày đêm rèn giữa là vô cùng cao. Từ Minh Dương vốn còn định nổi bão, vừa nhìn thấy chữ ký của mình trên giấy chứng nhận giám định thì ngây ra, ngay sau đó sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn thấy sắc mặt Từ Minh Dương đã thay đổi, trong lòng Lục Lão Lục mới bình tĩnh lại, lão ta không tin Từ Minh Dương này dám tự phá hủy uy tín của mình. Không sai, chữ ký trên giấy là chính tay tôi ký, sắc mặt Từ Minh Dương vô cùng khó coi, lúc này gian nan mở miệng. Nghe Từ Minh Dương nói thế, Lục Lão Lục nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vênh váo nhìn đám người Trần Triệu Dương. Nhưng mà món đồ này tôi chưa từng giám định, và lại nó cũng không đủ tư cách để tôi giám định, mà chính là do đứa học trò bất tài bị tôi đuổi cổ ra khỏi sư môn kia giám định, sắc mặt Từ Minh Dương cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói. Nghe Từ Minh Dương giải thích xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mọi người đều biết Từ Minh Dương có một người học trò tên là Giả Chính, nhưng Từ Minh Dương đã cắt đứt quan hệ thầy trò với Giả Chính từ mấy năm trước. Không thể ngờ được. Bây giờ lại còn nhìn thấy tên Giả Chính này mạo danh thầy của gã ta mà làm ra những chuyện trời ơi đất hối như này. Thầy Từ, ông đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Giả Chính cũng có chút không đúng lắm. Giấy chứng nhận giám định này có chữ ký của ông dù sao cũng không nhầm được, chúng tôi chỉ nhận chữ ký, còn những chuyện ông vừa nói chúng tôi không quan tâm, Lục Lão Lục đanh giọng. Đến lúc này thì lão ta đã nhận ra Từ Minh Dương này đứng về phe bên kia, dù cho lão ta có cố lấy lòng thì cũng vô ích. Đã như vậy rồi thì không cần nịnh nọt nữa, dứt khoát cạch mặt luôn đi. Ông, Từ Minh Dương nghe thấy những lời lế bất thiện của Lục Lão Lục, tức giận đến xanh mặt, chỉ có điều Lục Lão Lục nói không sai, người ta chỉ nhìn giấy chứng nhận giám định chứ ai lại quan tâm câu chuyện đằng sau tờ giấy đó. Hai vị có thể cho tôi chen vào một câu không? Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng. Hình như mấy người có hiểu lầm chỗ nào rồi, tôi mời thầy Từ đến không phải để đôi co giấy chứng nhận giám định này là của ai. Điều tôi muốn biết là món đồ này có đáng giá 10 triệu hay không, và lại dấu vết bị gãy của món đồ này là mới hay cũ. Trần Triệu Dương nhìn thấy sự chú ý của bọn họ, đã đặt vào anh thì mở miệng nói thẳng. Nghe xong lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt Lục Lão Lục tái đi, ông ta quên mất, dù cho cái này do thầy Từ viết thì đã sao, cũng chẳng liên quan gì đến giá trị thật của món đồ cả. Từ Minh Dương thì lại thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ ông ta không biết ăn nói nên cũng tự biết đã đắc tội không ít người. Bây giờ còn đi tranh luận với một người làm ăn như Lục Lão Lục, thì lại càng không phải là đối thủ của lão ta. May mà Trần Triệu Dương đã giúp ông ta giải vây, mặc dù cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tiếng tăm của ông ta, nhưng đó cũng là do ông ta không có mắt nhìn người. Lúc này đây, ít nhất đã cho ông ta thêm một cơ hội. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước viên ngọc như ý kia, lấy chiếc kính lúp luôn mang theo bên người ra, cẩn thận quan sát. Nếu như nói lúc trước ông ta chỉ tùy tiện xem qua loa thì bây giờ ông ta quan sát vô cùng cẩn thận, càng quan sát lông mày của ông ta lại càng nhíu chặt lại. Công nghệ như thế này, nếu như ông ta đoán không lầm,
thì chỉ sợ là do thằng học trò bất tài giả chính kia của ông ta đã làm ra. Gã đã dùng một loại thuốc hóa học để dán lại miếng ngọc như ý đã vỡ, dùng kỹ thuật phục hồi để phục hồi lại nó hoàn chỉnh đến mức mắt thường không thể nhìn ra được dấu vết. Mặc dù gã đã phục hồi không tệ, nhưng mà những thứ như thế này căn bản không chịu được sự va chạm, hơi dùng nhiều sức một chút sẽ khiến nơi đã phục hồi lại vỡ ra một lần nữa. Thủ đoạn lừa đảo như thế này cũng chỉ có loại con buôn lòng dạ hiểm độc như Lục Lão Lục mới dám sử dụng. Đương nhiên, học trò giả chính của ông ta chính là công cụ của những người này, cả hai hợp tác với nhau càng khiến trò lừa đảo này trở nên hoàn hảo. Thế nhưng, những chuyện đen tối như thế này chắc chắn sẽ không làm được bao lâu, dù sao, làm những chuyện trái với lương tâm nhiều rồi, thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị trời phạt. Các vị, tôi là Từ Minh Dương. Có lẽ những người thường xuyên tới phố đồ cổ hoặc người yêu thích đồ cổ cũng sẽ biết kẻ hèn này, tôi phải nói lời xin lỗi với mọi người, tôi thật sự xin lỗi. Từ Minh Dương quan sát Ngọc Như Ý xong, vẻ mặt vô cùng bình thản, đi tới cửa, cúi người nói xin lỗi với những người ở bên ngoài. Nhìn thấy hành động của Từ Minh Dương và những lời nói này của ông ta, người vây xem ở ngoài cửa đều ngẩn người. Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao Từ Minh Dương lại như vậy. Chỉ có điều... Có người thông minh đã nhận ra có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên đã nhanh chóng mở ứng dụng mạng xã hội lên để phát sóng trực tiếp. Mà tiêu đề người đó đặt chính là sư phụ Từ Minh Dương của tiệm đồ cổ kinh hiện tại sao lại phải cúi đầu xin lỗi mọi người. Tiêu đề như thế quá hot, chỉ trong chốc lát đã thu hút được vô số người vào xem, mà những người đó còn gọi thêm cả bạn bè vào xem chung, không đến mười mấy phút, phát sóng trực tiếp của người kia đã có trăm nghìn người. Người qua đường đang mở phát sóng trực tiếp kia hiển nhiên không ngờ lần phát sóng này của mình lại khiến cho nhiều người chú ý như vậy, điều này khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Chỉ là, giây lát sau sắc mặt anh ta đã trở nên rất khó coi, bởi vì những người đang xem phát sóng trực tiếp kia đột nhiên mắng chửi anh ta, khi anh thấy rõ ràng nội dung anh ta đang phát bị cư dân mạng chửi bới xong mới ngây người. Bởi vì, trên kênh phát sóng trực tiếp chính là hình ảnh rất mơ hồ của một nam hai nữ, căn bản không thể nhìn rõ được. Những người khác thì lại thấy vô cùng rõ ràng, không biết nguyên nhân là do điện thoại của anh ta hay cái gì khác. Anh ta thử điều chỉnh lại xem sao, nhưng kết quả là không thể thay đổi được gì, bất đắc dĩ đành cứ để như vậy. Mọi người xung quanh anh ta be đầu hưng phấn, bọn họ đều là người hâm mộ của Từ Minh Dương, biết tên tuổi của Từ Minh Dương, dù sao, những người ở đây căn bản đều là người yêu thích đồ cổ. Vẻ mặt Lục Lão Lục rất khó coi, lão ta đã đoán được đại khái là Từ Minh Dương này muốn làm gì. Thế nhưng lão ta lại không thể đi ngăn cản được, chỉ có thể đứng đó nhìn. Đồng thời, sâu trong nội tâm của lão ta vẫn mong mỏi rằng Từ Minh Dương sẽ không xúc động như vậy, dù sao thì nếu như Từ Minh Dương thật sự làm như ông ta nghĩ, thì cả hai người đều thân bại danh liệt. Chuyện khiến cả hai bên cùng phải chịu tổn thất như thế, sẽ không có người ngốc đến mức đi làm thật. Đối với hành động của Từ Minh Dương, Trần Triệu Dương không ngăn cản, để mặc cho đối phương làm. Bất kể là kẻ nào, đã làm chuyện sai trái thì đều phải trả giá đắt. Mặc dù chuyện này không phải lỗi của ông ta, nhưng mà ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu như hôm nay không gặp được nhóm của mình, chỉ sợ là đã có thêm vô số người bị lừa. Thầy Từ, vì sao người lại nói như vậy? Có thể nói rõ hơn một chút không? Có người đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều đang quan tâm. Các vị, tôi thấy có người đang phát sóng trực tiếp, hoặc là đang ghi hình lại. Như thế cũng tốt. Hy vọng mọi người có thể làm chứng cho tôi. Từ Minh Dương tôi, trước kia đã từng ký vào ba tờ giấy chứng nhận giám định châu báu trống không, bị thằng học trò phản nghịch giả chính mang đi. Bây giờ tôi đã tìm lại được một tờ, còn có hai tờ giấy chứng nhận giám định trống không khác, tôi cũng không biết nó đã dành cho ai, cho nên, hy vọng mọi người loan truyền thông tin này rộng ra một chút. Tôi không muốn người vô tội nào bị lừa nữa. Miếng ngọc như ý này là một miếng ngọc có chất lượng kém, được tạo ra bằng cách tiêm hóa chất. Tôi ở đây để tuyên bố rằng, tờ giấy chứng nhận giám định của Ngọc Như Ý này hết hiệu lực. Nói đến đây, Từ Minh Dương cũng chỉ vào viên Ngọc Như Ý đã vỡ kia, cao giọng tuyên bố. Nghe Từ Minh Dương nói như vậy, tất cả những người ở đây đều ngây ra. Bọn họ không ngờ Từ Minh Dương lại ngay thẳng như thế. Nói như vậy chẳng phải là thông báo cho người khác biết rằng trình độ giám định của ông ta có vấn đề sao? Dù sao thì khi chuyện này bị truyền ra ngoài rồi thì sẽ khó khống chế. Người khác không thèm quan tâm nguyên nhân là do giả chính, cuối cùng rất có thể sẽ biến thành Từ Minh Dương không đủ khả năng giám định đồ. Lúc này, gương mặt của Lục Lão Lục cũng đỏ lên. Lão ta biết, hôm nay lão ta xong đời rồi, chắc chắn không thể lấy được tiền,
tất cả đều do Từ Minh Dương và thanh niên kia. Từ Minh Dương ơi Từ Minh Dương, ông không tiếc bản thân sẽ mất hết danh tiếng cũng phải kéo theo tôi đây ngã ngựa cùng, vậy thì như ông mong muốn, tôi sẽ khiến ông hoàn toàn mất sạch uy tín, nghèo rớt mùng tơi. Nhìn dáng vẻ ngay thẳng chính trực của Từ Minh Dương, Lục lão Lục cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Lúc đầu, đám người đó biết việc giám định đồ vật của Từ Minh Dương xảy ra vấn đề, tất cả đều âm thầm phê bình Từ Minh Dương, thậm chí trong số đó từng có vài người nhờ Từ Minh Dương hỗ trợ giám định đồ vật, lúc này đều dùng ánh mắt bất thiện để nhìn ông ta. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Từ Minh Dương có vẻ thản nhiên như vậy, tất cả đều phải suy nghĩ lại về Từ Minh Dương. Nếu như các vị không yên lòng về những đồ vật đã từng được tôi giám định, thì 3 ngày nữa kẻ hèn này sẽ mở một đại hội giám định, đến lúc đó tôi sẽ mời thêm vài người bạn thân, đều là người có danh tiếng trong giới đồ cổ, cùng nhau giám định. Lúc đầu có một số người muốn ngay lập tức phán án tử cho Từ Minh Dương, nghe thấy Từ Minh Dương nói như vậy, hai mắt bọn họ lập tức tỏa sáng. Nhất là những kẻ đã từng được Từ Minh Dương giám định đồ vật cho, lúc này đều vô cùng hưng phấn. Có thể được Từ Minh Dương gọi là bạn thân, nhất định là các tiền bối có tiếng tăm trong giới giám định, nếu như có thể có được giấy chứng nhận giám định báu vật của những người đó thì đồ trong tay bọn họ sẽ càng đáng tiền hơn. Sau khi Trần Triệu Dương nghe thấy Từ Minh Dương nói như vậy xong lập tức âm thầm gật đầu. Ai bảo ông già này không biết nói chuyện, ít ra thì cách đối nhân xử thế như này cũng phải biết, chỉ mấy câu thôi đã hóa giải được nguy cơ gây ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta. Lúc này Lục lão Lục lại rơi vào tình huống khó xử. Lão ta vốn nghĩ cả hai xế đồng vu quy tận, kết quả là bây giờ người ta chỉ nói vài câu đã cứu được thanh danh của bản thân. Thầy Từ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đi. Đúng vậy, chuyện tốt như thế, ai không đi là đồ đần. Thầy Từ, ai cũng có lúc mắc sai lầm, và lại chuyện này ban đầu cũng không phải lỗi của ông. Đúng vậy, tất cả là do thằng học trò phản nghịch giả chính kia làm, sau này ông sớm tìm ra được 2 tờ giấy giám định còn lại là được rồi. Thái độ của người xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, cả đám lại tiếp tục nhao nhao lấy lòng Từ Minh Dương, hiển nhiên là ai cũng muốn có được lợi ích cho bản thân. Ông chủ Lục, chuyện đã được làm sáng tỏ rồi, có phải là chúng ta nên nói đến chuyện bồi thường rồi không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lục lão Lục đã tái xanh mặt từ lâu. Hừ, có gì to tát đâu chứ, cùng lắm tôi không bắt các người phải đền ngọc như ý nữa. Thôi, tôi phải đóng cửa rồi. Các người đi ra mặt Lục lão Lục vô cùng dày, lúc này lại đi đuổi người. Xem ra ông không định thực hiện lời hứa của bản thân. Tốt thôi, tôi chỉ mong ông không tuân thủ lời hứa, Trần Triệu Dương lập tức nở nụ cười, sau đó bước từng bước về phía Lục lão Lục. Cậu đừng tới đây, nếu cậu còn bước nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lúc này Lục lão Lục đột nhiên nhớ tới sức chiến đấu mạnh mẽ của người này. Lão ta bị dọa sợ, hai tay run run, móc điện thoại trong túi ra, uy hiếp. Ông báo cảnh sát đi, cho chúng tôi đỡ phải gọi. Không biết là tội lừa đảo lên đến 10 triệu tệ sẽ bị phạt tù bao lâu đây? 3 năm, 5 năm, tôi thấy hình như là ở tù chung thân luôn đấy. Dù sao thì tôi cũng quen một số người như thế rồi mà. Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn ông ta, vô cùng bình tĩnh nói. Cậu đúng là ma quỷ, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, Lục lão Lục đã thật sự rất hối hận. Ông ta căn bản không ngờ rằng, mình nhất thời nổi lòng tham, kết quả là chọc phải một người khủng bố như vậy. Thật sao, ngại quá, ông không còn cơ hội nữa rồi, Trần Triệu Dương cười lạnh. Đối với người như thế này, anh chỉ định trừng phạt nhẹ một chút thôi. Không ngờ lão già khốn kiếp này còn định quyệt nợ. Chúng ta đi thôi, Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đi ra ngoài. Về phần Lục lão Lục này, anh cũng không định tự mình ra tay, như vậy lại nể mặt ông ta quá. Được rồi. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều biết Trần Triệu Dương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy. Cho nên bọn họ cũng không có dị nghị gì, chỉ đi theo Trần Triệu Dương ra bên ngoài. Lục lão Lục lại hơi trợn tròn me, không hiểu tình huống lúc này là như thế nào. Không phải anh muốn tự tính sổ sao? Sao lại đi luôn rồi? Không phải là nghĩ thông suốt rồi nên muốn tha cho lão ta chứ? Nếu là như thế thì tốt quá. Cậu Trần, thật sự rất xin lỗi. Suýt nữa thì đã làm liên lụy đến cậu rồi, Từ Minh Dương tách khỏi đám người, đuổi theo Trần Triệu Dương nói. Thật ra ông có thể giám định giúp tôi đã là sự giúp đỡ rất to lớn rồi. Yên tâm, sau này ở thành phố Long Hải có gặp phiền phức gì thì cứ đến tìm Tăng Kim Lai là được, Trần Triệu Dương lại không có thành kiến gì quá sâu với Từ Minh Dương này cả, đây là một người có nhân cách không tệ. Mặc dù có lúc cứng nhắc nhưng lại không cổ hủ.
Cảm ơn cậu Trần, Từ Minh Dương nghe xong thì thấy rất vui mừng. Ông ta vội vã chạy tới đây, cũng không thèm để ý đến thanh danh của mình để giúp Trần Triệu Dương, không phải là vì điều này sao? Thầy Từ, ông là một chuyên gia giám định báu vật, không biết ông có thể giúp tôi xem một chút không? Tôi muốn mua một món đồ, ngay lúc Trần Triệu Dương muốn tạm biệt Từ Minh Dương thì Tuyên Hoàng lại đột nhiên nói. Nghe thấy Tuyên Hoàng nói như vậy, Trần Triệu Dương lập tức cảm thấy phiền muộn. Trình độ giám định của mình cũng khá là tốt mà, thế mà cô ấy lại không thèm nhờ mình, cứ nhất định phải nhờ Từ Minh Dương này giúp, cô ấy lại thấy bụt chùa nhà không thiêng rồi. Chỉ có điều, Trần Triệu Dương lại mừng rỡ vì được nhàn rỗi. Đó là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mặc dù không biết cô bé có vẻ bề ngoài xinh đẹp này là người nào của nhà họ Trần, nhưng mà Từ Minh Dương cũng không dám lạnh nhạt với cô ấy. Cửa tiệm phía trước kia là nơi tôi thường xuyên tới, chủ quán là một người khá tốt, chúng ta tới xem một chút nhé. Sau đó, Từ Minh Dương dẫn nhóm người Trần Triệu Dương tới một cửa tiệm ở phía trước. Lúc đầu Từ Minh Dương còn tưởng rằng giúp cô bé này mua đồ là một chuyện rất dễ dàng. Kết quả là không ngờ rằng Tuyên Hoàng chọn tới chọn lui, nhưng lại không có thứ gì có thể lọt vào mắt cô ấy. Rốt cuộc là em muốn mua cái gì? Đừng làm khó ông ấy nữa, nhìn dáng vẻ sốt ruột kia của Từ Minh Dương. Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cũng không kiên nhẫn nổi nữa, đành mở miệng khuyên. Em không có đủ tiền, muốn mua một loại ngọc đặc biệt, nhưng lại không mua được. Nghe Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến nói như thế, Tuyên Hoàng lại ngại ngùng, khúm núm nói. Sao em không nói sớm, anh cho em là được, Trần Triệu Dương nghe vậy thì tức giận nói. Em không muốn dùng tiền của anh, em muốn tặng quà mừng thọ cho một vị trưởng bối đáng kính, em muốn dùng tiền của mình để mua quà. Tuyên Hoàng lại lắc đầu, rất kiên định nói. Vậy, em có bao nhiêu tiền? Nghe thấy Tuyên Hoàng nói vậy, Trần Triệu Dương lại cực kỳ tôn trọng cô ấy, không nói mấy lời đại loại như phải dùng tiền của anh nữa. Em có 30.000 tệ, Tuyên Hoàng hơi ngượng ngùng nói, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên, tức giận nói, không cho cười, đây là tiền mà em tiết kiệm rất lâu mới có đấy. Không cười, số tiền đó không ít, Trần Triệu Dương mỉm cười nói, sau đó anh nhìn về phía Từ Minh Dương. Nói, ông Từ, hôm nay ông đã vất vả rồi, để chúng tôi đi dạo với con bé đi. Ấy, vâng, cậu Trần, vậy tôi đi trước đây, nghe Trần Triệu Dương nói thế, Từ Minh Dương lập tức thở phào một hơi, cô bé này chọn lựa một lúc lâu, làm ông ta mệt chết, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Từ Minh Dương cũng không từ chối, nhanh chóng rời đi. Này, ông đi rồi thì sao tôi chọn đồ được chứ, nhìn thấy Trần Triệu Dương để Từ Minh Dương rời đi, Tuyên Hoàng lập tức nóng ruột. Nào, đừng kêu ca, món đồ em muốn mua quá đặc biệt, người ta cũng đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi em như thế đâu. Để ông ta về nghỉ ngơi đi, anh giúp em chọn, Trần Triệu Dương vội vàng ngăn Tuyên Hoàng lại. Nếu như Tuyên Hoàng gọi Từ Minh Dương lại, thì ông già đó sẽ mệt chết mất. Cái gì mà đặc biệt chứ? Nếu như em có tiền thì không cần phải xoắn suýt như thế đâu. Được thôi, anh đã nói anh giúp em chọn rồi. Em nói cho anh biết, nếu như mua đồ giỏm thì còn lâu em mới mua. Tuyên Hoàng hầm hừ nhìn Trần Triệu Dương nói. Được, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Yến, cô chỉ đi theo bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hai người, không phát biểu ý kiến gì. Nếu như số tiền của Tuyên Hoàng đã có hạn, vậy thì những món đồ được bày bán ở các cửa hàng ngoài mặt đường chắc chắn sẽ không phù hợp với yêu cầu, những nơi đó đều bán hàng thật, hoặc hàng thủ công mỹ nghệ. Giá trị của các món hàng thật quá lớn. Còn hàng thủ công mỹ nghệ lại chẳng có món đồ giá trị nào để mua cả. Chỉ có một biện pháp là đi nhặt đồ tốt. Đôi mắt nhìn xuyên thấu của Trần Triệu Dương đã có thể phát huy tác dụng, xem có món đồ tốt nào lọt lưới chưa bị nhặt đi không. Sau đó Trần Triệu Dương lại hỏi thăm, trên con phố bán đồ cổ này, phía sau các cửa tiệm đều là những sạp hàng nhỏ, ở đó cơ bản đều là đồ giả, nhưng cũng có không ít người đã nhặt được báu vật còn kẹt lại ở đó. Chỉ có điều, Trần Triệu Dương biết chuyện như thế đều là tốt khoe xấu che. Chuyện tốt sẽ truyền ra ngoài rất nhanh, còn chuyện xấu sẽ bị mọi người yên lặng cho vào quên lãng. Cho nên rất nhiều người mới ôm mộng làm giàu sau một đêm, nhặt được thứ gì đó còn sót lại để đến con phố này. Thế nhưng đồ tốt còn sót lại dễ nhặt như vậy sao? Đa số người đến đây đều mất cả chì lẫn chài. Nếu may mắn thì kịp thời không làm nữa, giảm bớt tổn thất. Còn có một số người có lòng tự tin quá mức thì luôn cảm giác lần tiếp theo chắc chắn mình sẽ mua được đồ thật, kết quả bọn họ càng ngày càng phải chịu nhiều tổn thất. Mà trong những con phố bán đồ cổ, chuyện quan trọng nhất chính là không nên tin vào những chuyện cũ mà các chủ sạp hàng kể.
Mỗi người trong số họ đều là một biên kịch giỏi, bọn họ có thể khiến người mua cảm thấy mỗi thứ đồ này đều có một câu chuyện cảm động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chắc anh không định mua quà cho em ở đây chứ, thấy Trần Triệu Dương dẫn mấy cô đến đây, Tuyên Hoàng trợn mắt không dám tin nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Sao nào, em nghĩ ở đây không mua được đồ tốt à, Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn Tuyên Hoàng, em cũng không nhìn thử xem tiền của mình đủ để mua được thứ gì. Dạo ở đây có thể nhặt mót được thứ gì đó. Hừ, chỉ biết cà khịa em thôi, vậy anh phải đảm bảo mót được một món quà ra dáng cho em mới được. Tuyên Hoàng liếc Trần Triệu Dương một cái, sau đó mỉm cười nói. Được, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương không nói nhiều với cô ấy mà bắt đầu mở đôi mắt xuyên thấu quan sát quầy hàng hai bên. Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến lại không quan tâm đến mấy thứ này mà đi dạo xung quanh. Hai người đều cực kỳ xinh đẹp, đi cùng nhau tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người đi đường và chủ quầy hàng xung quanh. Hai người đã quen với những ánh mắt như vậy nên không hề để tâm. Mà vài kẻ có ý đồ xấu vốn muốn nhân lúc đông người giả vờ đứng không vững muốn đụng vào người bọn họ. Nhưng có Nam Cung Yến ở đó, những người này không thể đạt được mục đích. Hơn nữa, Nam Cung Yến không phải là người dễ chọc, hễ ai có ý đồ xấu, tất cả đều bị đủ thứ sự cố ngoài ý muốn làm cho thê thảm. Chẳng hạn như lúc một tên nhuộm tóc vàng muốn nhào vào người Nam Cung Yến, cô giả vờ không biết, xoay người sang chỗ khác khiến hẳn vồ hụt. Tên đó ngã lên quầy hàng đồ sứ, hậu quả dĩ nhiên là không cần phải nói. Còn một số kẻ cũng bị Nam Cung Yến dùng cách tương tự làm cho thê thảm. Cuối cùng không còn ai dám đến gần hai người nữa, họ cảm thấy hai người phụ nữ này thật kỳ quái. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đi đến đâu, không còn ai đến gần, đây là ví dụ điển hình nhất của cụm nhượng bộ lui binh. Còn Trần Triệu Dương lại hoàn toàn tập trung quan sát mấy món đồ cổ hai bên nhưng kết quả lại khiến anh vô cùng thất vọng. Bởi vì nơi này hầu như đều là đồ mới, có vài thứ được làm cũ chẳng bằng mấy món thủ công mỹ thủ, ít nhất thì thủ công mỹ nghệ còn có ưu điểm là cứng rắn. Mấy thứ được làm cũ không chỉ có giá đắt mà tuổi thọ không cao. Suy cho cùng, đa phần đều được làm bằng chất hóa học, cho nên mấy đồ cổ này đều bị ăn mòn. Trong lúc đó, anh thấy được một vài món đồ là thật nhưng không có giá trị gì, mặc dù niên đại khá lâu nhưng lại không phải là đồ cổ có giá trị. Nghĩ đến lời hứa lúc nấy với Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương hơi đau đầu. Nếu không tìm được món quà nào để tặng được, chẳng phải mình sẽ mất mặt lắm sao? 2. Ngay lúc Trần Triệu Dương đau đầu vì chuyện này, một ông lão tóc bạc trắng cầm một món đồ ở trước mặt đột nhiên khiến Trần Triệu Dương chú ý. Đó là một món đồ gốm rất kỳ lạ, không phải là chai hay lọ bình thường mà là một con hổ được làm bằng gốm. Kỳ lạ là đôi mắt của con hổ bằng gốm này tạo cho Trần Triệu Dương cảm giác không thoải mái. Một mắt rất sáng, mắt còn lại thì u ám, không có hồn. Trần Triệu Dương vốn tưởng do quá lâu rồi nên mới bị mài mòn nhưng dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua thì anh mới phát hiện là không phải, đó là do người nung. Nếu thợ nung cố tình nung thành vậy thì mọi chuyện khá thú vị. Tất nhiên đây chẳng phải là nguyên nhân khiến Trần Triệu Dương chú ý đến con hổ băng gốm này. Nguyên nhân chính là có sát khí tản ra từ con hổ bằng gốm này. Ông lão trông có vẻ rất có hứng thú với con hổ bằng gốm này. Thể chất của người già vốn đã yếu, nhiều bệnh. Nếu bị sát khí này thấm vào cơ thể, e là không quá bao lâu nữa ông lão này sẽ xảy ra chuyện. Tấm lòng thầy thuốc như mẹ hiền trỗi dậy, Trần Triệu Dương lập tức bước đến. Thứ này có hơi quỷ dị đấy, sao vậy? Ông thích nó à? Trần Triệu Dương lên tiếng hỏi. Hả, cậu nói thử xem, quỷ dị chỗ nào, ông lão? Tóc bạc đang quan sát con hổ bằng gốm trong tay, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông lập tức quay đầu lại nhìn, khó hiểu hỏi. Nếu ông đã nhìn con hổ này nãy giờ chắc ông cũng biết bình thường hổ bằng gốm đều được dùng để trấn gia trạch. Người xưa nói có hổ trấn nhà, quỷ sẽ không đến, Trần Triệu Dương nói tác dụng trấn nhà giữ cửa. Chàng trai có mắt nhìn đấy. Đúng vậy, hổ trấn nhà giữ cửa của tôi tuyệt đối là đồ cổ, nếu không phải trong nhà đã tới mức đói không có gì ăn thì tôi cũng không nỡ lấy ra, người bán hàng trợn mắt, sau đó tỏ vẻ đau khổ nói. Ồ! Ý của anh là con hổ băng gốm này là do tổ tiên của anh truyền lại à? Trần Triệu Dương đang muốn nói tiếp nhưng không ngờ người bán hàng này lại nói như vậy khiến Trần Triệu Dương có cảm giác dở khóc dở cười. Phải, đây thật sự là của tổ tiên nhà tôi truyền lại, người bán hàng đó chắc chắn nói. Vậy mạng của người nhà anh cũng lớn lắm, Trần Triệu Dương trêu người bán hàng một câu, sau đó không thèm để ý đến ông ta. Đúng vậy, đây quả thật là hổ trấn nhà giữ cửa. Có gì không đúng sao, ông lão đó không chen vào.
cuộc đối thoại giữa người bán hàng và Trần Triệu Dương. Đợi khi hai người nói xong, ông mới lên tiếng. Nếu ông lão đã biết đây là hổ trấn nhà giữ cửa thì nên biết nếu mắt nhìn của ông lão không chính xác thì không thể trấn được nhà cửa đâu. Ông nhìn thẳng vào hai mắt con hổ bằng gốm này xem có gì không đúng không, Trần Triệu Dương đã nói đến vậy, nếu đối phương không hiểu thì anh cũng hết cách. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông lão biến sắc, sau đó cầm kính lúp lên cẩn thận quan sát mắt con hổ này. Sau khi quan sát, sắc mặt ông tái nhợt vội vã đặt con hổ bằng gốm xuống quầy hàng, sau đó nhanh chóng lùi về sau mấy bước, dáng vẻ sợ hãi tránh không kịp. Người bán hàng há hốc mồm, chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải còn nói đây là hổ trấn giữ nhà cửa à, giờ sao lại làm như trên con hổ này có thuốc độc vậy? Ông lão, nếu ông đã chọn hổ trấn nhà giữ cửa tổ truyền này của tôi thì tôi sẽ ra đúng giá cho ông, 300 ngàn. Giá này tuyệt đối không hề cao so với món đồ cổ như hổ trấn nhà giữ cửa này, người bán hàng không muốn để mất khách hàng vội vã nói, đồng thời hung dữ trừng mắt với Trần Triệu Dương bên cạnh. Cái tên lừa đảo này, nói như vậy cũng không sợ bị sét đánh. Nói thật với cậu nhé, con hổ trấn nhà giữ cửa này của cậu không chỉ không trấn được nhà mà ngược lại còn trở thành hổ chiêu hồn. Cậu nói con hổ này là tổ tiên nhà cậu dùng để giữ nhà cửa, như chàng trai này nói nhà cậu không bị diệt hết thì đã là một kỳ tích rồi, mạng người nhà cậu cũng cứng lắm. Ông lão vẫn có chút hiểu biết với mấy món đồ này, Trần Triệu Dương vừa nhắc ông đã hiểu nên lập tức quát người bán hàng nọ. Ông lão, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy nha. Hổ trấn nhà giữ cửa này của tôi không bán cho các người nữa, mau đi đi, người bán hàng xanh mặt đuổi khách. Anh bạn này, nếu anh sợ chúng tôi quấy rối việc kinh doanh của tôi thì anh sai rồi. Lẽ nào anh không thấy từ sáng đến giờ anh không bán được một món nào sao? Không phải chúng tôi phá anh làm ăn, Trần Triệu Dương nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt người bán hàng bỗng trở nên vô cùng khó coi. Vì Trần Triệu Dương nói đúng. Từ sáng đến giờ quầy hàng của anh ta chẳng những không bán được món nào mà không có ai đến hỏi thăm như thể quầy hàng của anh ta không hề tồn tại vậy, cho đến khi ông lão này xuất hiện cầm hổ trấn giữ nhà cửa này. Chắc hẳn anh đã nghĩ đến nguyên nhân rồi, thế nên nếu anh vẫn giữ món đồ này lại, số mệnh cả đời này của anh sẽ thay đổi, lâm vào cảnh nghèo khó là nhẹ đấy, tan nhà nát cửa, người nhà ra đi đều là chuyện bình thường, thấy sắc mặt người bán hàng này thay đổi, Trần Triệu Dương biết mình đoán không sai nên lên tiếng cảnh báo. Vậy tôi sẽ vứt nó đi, nghe vậy, người bán hàng đã tin anh rồi. Những người làm trong giới này đều chọn cách thà tin có còn hơn là không tin. Dù sao anh ta cũng mua thứ này từ dưới quê cũng chỉ với 5 tệ, dù có vứt đi, anh ta cũng không tiếc. Vứt, anh ngây thơ thật, dù có vứt đi, xui xẻo vẫn còn, vẫn bám theo anh, trừ khi anh bán đi thôi, vì thứ này là do anh mua mài, Trần Triệu Dương lại nói, đánh tan ảo tưởng của anh ta. Anh, à không. Đại sư, nếu anh đã biết nguồn gốc và tác dụng của thứ này thì chắc chắn cũng biết làm thế nào mới phá giải được nhỉ. Tôi xin anh hãy cứu tôi, người bán hàng đó biến sắc, quỳ xuống cầu xin Trần Triệu Dương. Đây là 10 tệ, xem như tôi mua lại thứ này, tôi sẽ xử lý nó, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó móc ra 10 tệ đưa cho người bán hàng. Cảm ơn đại sư, cảm ơn anh, thấy Trần Triệu Dương đưa 10 tệ cho mình, người bán hàng cảm ơn díu dít nhận lấy. Đừng khách sáo. Chúng ta có thể gặp nhau cũng là duyên phận, cứu anh chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, Trần Triệu Dương lại xua tay, sau đó cầm lấy con hổ trấn trạch này. Đồng thời, Trần Triệu Dương dùng chân khí trong người bao vây lấy con hổ, phong ấn sát khí bên trong đó, nếu nó không nghe lời thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng hỗn loạn. Sau đó Trần Triệu Dương mang hổ trấn nhà giữ cửa này đi, độ ấm quanh quầy hàng bỗng tăng lên dường như không khí trở nên nhẹ nhàng hẳn. Người bán hàng và ông lão đó là người cảm giác được rõ nhất. Hai người đều cảm thấy cả người mình đều khoan khoái hơn rất nhiều, như có thứ gì đó vừa được lấy xuống khỏi người. Cảm giác này khiến họ nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt kính cẩn và cũng đầy kiêng kỵ khi nhìn con hổ trấn đó. Sau đó Trần Triệu Dương cầm con hổ trấn nhà giữ cửa tiếp tục đi về phía trước, trong lòng anh rất vui mừng. Vì sát khí trong con hổ trấn này quá nhiều, thuần dương vô cực công của anh không hề sợ sát khí này. Nếu hấp thụ được nó chắc chắn sẽ giúp thực lực của anh tăng thêm một tầng. Không ngờ lần này đến chợ đồ cổ với Tuyên Hoàng lại còn có thu hoạch như vậy. Sát khí này là thứ có hại với người bình thường nhưng lại là thứ tốt nhất với anh. Nếu con hổ trần nhà giữ cửa này có một mắt bất thường, tức là mở một mắt nhắm một mắt thì không chỉ không hề có tác dụng trấn trạch mà ngược lại còn khiến nhà đó trở thành nơi yêu thích của các quỷ hồn.
Đây cũng là nguyên nhân mà hễ người này có hổ trấn nhà nhà giữ cửa trong tay đều sẽ bị đủ thứ xui xẻo. Mà hổ trấn nhà giữ cửa này hấp thụ nhiều sát khí như vậy dĩ nhiên sẽ trở thành hung vật. Suốt cả chặng đường đi, anh nhận ra nơi này có quá ít thứ tốt, anh nghĩ có khi nào sau này chợ đồ cổ sẽ cứ thế biến mất luôn không? Dù sao thì nếu đều là đồ giả, thời gian dài thì e là sẽ chẳng có ai dám đến đây mua nữa. Mặc dù hơi cảm khái nhưng Trần Triệu Dương cũng không xen vào loại chuyện này. Suy cho cùng con người đều đặt cái lợi lên hàng đầu, ai mà ghét tiền đâu chứ. Đồ thật chỉ có mấy thứ này, không tìm được hàng thật chỉ đành nghĩ cách làm ra hàng giả để gạt người. Hai người này cũng may mắn thật, ngay khi Trần Triệu Dương tưởng hôm nay ngoài hổ trấn nhà giữ cửa này ra sẽ không còn mua được món nào khác thì anh bỗng thấy quầy hàng Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đang đứng có một món khá thú vị. Ông chủ, cái này bán thế nào? Trần Triệu Dương đi đến quầy hàng chỗ Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng chỉ vào một món trong đó hỏi. Ôi, anh chàng này tinh mắt đấy, đây là đồ rửa bút mà Đường Minh Tông đã dùng, là đồ cổ thật đấy. Phải biết là xấu kim thể là do Đường Minh Tông dùng thứ này sáng tác ra đấy, vừa nghe vậy, người bán hàng lập tức nói. Ông chủ, anh không có kiến thức rồi, xấu kim thể là do Tống Huy Tông sáng tác thì liên quan gì đến Đường Minh Tông? Được rồi, ông chủ, bên dưới cái này đều viết bằng chữ giản thể, sao có thể là đồ cổ được? Chỉ là một món đồ thủ công thôi. Trần Triệu Dương buồn bực, ông chủ này thật là, ăn nói bừa bãi chính là để nói về loại người này. Hóa ra là chuyên gia. Được rồi, anh cứ xem tiếp đi, thích cái gì tôi tính tiền cho anh, nghe Trần Triệu Dương nói thế, ông chủ đó cười trừ sau đó để Trần Triệu Dương tự chọn, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bên cạnh. Nếu không thể gạt được thì không gạt nữa. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng thấy Trần Triệu Dương không định tiết lộ quen biết mình nên hai người bèn không nói gì mà tiếp tục nói chuyện với ông chủ. Ông chủ, đồ thủ công này cũng được đấy, giá sách của tôi trùng hợp còn thiếu một cái nghiên mực, tôi muốn lấy cái này. Cả cái này nữa, Trần Triệu Dương cũng không khách sáo chọn ra một đống đồ trong đó. Đều là mấy vật nhỏ, đặt trên giá sách hay trên bàn đều được. Ông chủ tính thử xem bao nhiêu tiền, Trần Triệu Dương chỉ vào đồng đồ hỏi. Tổng cộng là 2.000, ông chủ hơi mất kiên nhẫn khi thấy đống đồ Trần Triệu Dương chọn đó, lập tức nói. 1.000, tôi lấy hết, Trần Triệu Dương lấy 1.000 từ trong túi ra đưa cho ông chủ đó. Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng ở bên cạnh còn tưởng ông chủ sẽ lật mặt, có ai trả giá mà giảm tận một nửa chứ, như vậy thì đúng là quá ác mà. Nhưng hai người hoàn toàn không ngờ ông chủ lại mỉm cười, nhanh chóng lấy 1.000 trong tay Trần Triệu Dương, còn hào phóng nói, cảm ơn quý khách, anh bỏ hết vào hộp này đi. Cảm ơn ông chủ, tôi còn đang lo không biết nên cầm về thế nào, nghe chủ sạp nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức bỏ đồ vào hộp, nhìn thái độ bỏ. Đồ vào hộp của anh thì biết anh tuyệt đối không phải là người chân quý đồ vật gì. Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc là Trần Triệu Dương có mua được đồ gì tốt không? Anh bạn này, không biết cậu có thể cho tôi xem những thứ cậu vừa mua không? Ngay lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị đóng cái hộp lại để chuyển vào trong xe, một giọng nói đột nhiên vang lên. Có thể chứ, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, sau đó gật nhẹ đầu đồng ý. Người vừa nói là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất chỉn chu, đeo kính gọng vàng, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn khổ lớn màu xanh biếc, bên hông treo ngọc bội, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc. Ánh mắt nhìn xuyên thấu của Trần Triệu Dương quét qua một lượt, phát hiện tất cả những món đồ mà cái tên này mang trên người rõ ràng đều là hàng thật. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng rằng cái tên này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi, không ngờ là một người thật sự có nghiên cứu về lĩnh vực này. Anh bạn này! Đào mừng thọ này của anh cũng không tệ, tôi thích nó, không biết anh có thể bỏ được thứ yêu thích không? Tôi ra giá 10.000 tệ để mua nó, người đàn ông kia đẩy kính mắt lên, sau đó chỉ vào đào mừng thọ bẩn thỉu mà Trần Triệu Dương vừa mua, hỏi. Bao nhiêu cơ, 10.000 tệ, nghe thấy người đàn ông kia nói như vậy, ông chủ sạp hàng nhỏ kia trợn tròn mắt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hối hận. 1.000 và 10.000, sự chênh lệch này quá lớn. Ngại quá, tôi không bán. Trần Triệu Dương khá hứng thú nhìn anh ta. Không ngờ là ánh mắt của anh ta lại độc đáo như vậy, nhìn chúng đào mừng thọ trong đống đồ mình vừa mới mua được xong. Sau đó, không đợi người đàn ông kia chạm được vào đào mừng thọ, Trần Triệu Dương đã ôm cái hộp kia về tay. Cái gì, anh nói anh không bán? Anh có biết tôi là ai không? Người đàn ông kia ban đầu rất tự tin rằng mình có thể mua được đào mừng thọ này, thế nhưng lại chỉ nhận được một câu trả lời là không,
lập tức ngây người ra, sau đó anh ta nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt lạnh lùng. Anh là ai, có liên quan gì đến tôi không? Tránh ra, tôi phải đi bây giờ, Trần Triệu Dương lại lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó quay về xe của mình. Này tên kia, tôi chính là Mã Siêu, cháu trai của Mã Bác Viễn, anh lại dám sắc sược với tôi như thế, có tin là tôi sẽ khiến cho anh không thể bước chân ra khỏi thành phố Long Hải này không? Lúc này Mã Siêu vô cùng ngạo nghễ, chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương nói. Anh ta chính là Mã Siêu, nghe nói trình độ giám định của anh ta không tệ. Mã Siêu được bác của mình là Mã Bác Viễn truyền lại toàn bộ kiến thức, sao trình độ giám định của anh ta có thể kém được? Hừ, nhưng mà nhân phẩm của anh ta, chậc chậc. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, bác cháu nhà họ Mã này không phải là hạng người dễ chọc vào đâu. Đừng nói nữa, người thanh niên này sắp gặp xui xẻo rồi. Không thấy người thanh niên đó cũng rất bình tĩnh sao? Lúc này người xung quanh lại bàn tán ầm, hiển nhiên bọn họ biết rõ trình độ giám định của Mã Siêu. Thế nhưng nhân phẩm của anh ta thì không ai ưa nổi. Trần Triệu Dương đương nhiên cũng nghe thấy lời bàn tán của bọn họ, hiện tại cũng hiểu rõ được một chút người tên Mã Siêu này, đồng thời cũng hơi khinh thường cách làm người của anh ta. Bây giờ anh lại muốn xem, cái tên Mã Siêu chuyên lộng hành này sẽ làm thế nào để có thể cướp được đào mừng thọ này từ tay mình. Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng lại chẳng có vẻ lo lắng gì, có thể cướp được đồ từ tay Trần Triệu Dương, người đó là người như thế nào chứ? Ồ, lợi hại như vậy ư, vậy chẳng phải tôi cũng nên giả vờ là mình rất sợ hãi sao, Trần Triệu Dương nhún vai, sau đó trêu ngươi nói. Anh, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như thế, Mã Siêu lập tức tức điên người, thế này khác nào lấy anh ta ra làm trò đùa chứ? Quần chúng vây xem đều phá lên cười. Dù sao thì cũng không thể giận cá chém thất lên công chúng được. Mã Siêu này dù có bá đạo đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể chút giận lên tất cả những người đứng ở đây được. Nghe thấy tiếng chế giễu của những người xung quanh, Mã Siêu càng không kìm chế được sự tức giận. Này tên kia, tôi không cần biết anh là ai, nhưng thứ đồ nào đã lọt vào mắt Mã Siêu tôi thì anh chắc chắn phải đưa cho tôi. Thế này đi, tôi ra giá 100.000 tệ mua lại cây đào mừng thọ này. Mặc dù Mã Siêu tôi đây có lúc ngang ngược nhưng cũng không phải là kẻ vô lý. Đầu tiên, Mã Siêu ngang ngược ép buộc, sau đó lại đưa tiền ra để mua đồ, lại khiến cho người khác không thể nói gì thêm. Chủ sạp quán nhỏ ở bên cạnh vốn đang vô cùng hối hận lúc này lập tức trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, 100.000 tệ, 100.000 tệ. Thế mà vừa nãy người ta chả có 1.000 tệ mình đã đóng gói bán lại cho người ta luôn rồi. Mình đúng là kẻ đầu đất ngu nhất thế giới. 100.000 tệ. Anh đang kể chuyện cười à? Lần sau muốn làm kịch hài cũng không cần tìm người khác đâu, anh cứ lên sân khấu đi là đã được giải quán quân rồi. Ban đầu những người vây xem và Mã Siêu đều cho rằng Trần Triệu Dương sẽ vô cùng vui vẻ mà đồng ý, không ngờ Trần Triệu Dương lại thẳng thừng buông lời giễu cợt. Mọi người hiển nhiên là không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại nói như thế, lời nói của anh khiến cho bọn họ cười phá lên vui vẻ. Anh chán sống rồi, nghe Trần Triệu Dương nói mình như vậy, Mã Siêu sắp phát điên lên rồi. Sao mình lại gặp phải hạng người khó chơi như thế này chứ? Muốn chết, Trần Triệu Dương ngoách ngoác ngón tay với Mã Siêu, sau đó nói ra hai chữ này. Nếu 100.000 tệ không bán, vậy tôi ra giá 1 triệu tệ, sao hả? Có bán không, khiến mọi người bất ngờ là Mã Siêu vừa nổi giận như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt sau đã bình thường trở lại. 1 triệu tệ này với người nghèo mà nói chính là một con số trên trời đấy. Bỏ ra có 1.000 tệ để mua đồ mà bán lại được với giá 1 triệu anh đã kiếm lời lớn rồi, nhặt được một món đồ tốt như vậy còn sót lại. Chuyện này đủ để anh khoe khoang cả đời. Mã Siêu không đợi Trần Triệu Dương đáp lời mà tiếp tục thuyết phục, chỉ có điều những gì anh ta nói cũng rất có lý. Lúc này Trần Triệu Dương đã thấy hơi kinh ngạc nhìn Mã Siêu, cái tên này đúng là một nhân vật khá đỉnh đấy. Anh ta có thể khống chế được tâm trạng của mình một cách tự nhiên như thế. Người bình thường rất khó có thể nhanh chóng tỉnh táo lại khi đang tức giận, hơn nữa còn có thể bình tĩnh phân tích sự việc, đưa ra một phán đoán tỉnh táo, quả thực là một nhân tài. Người xung quanh nghe thấy Mã Siêu nói như vậy, tất cả đều ngẩn người ra. 1 triệu tệ cơ đấy, Mã Siêu lại có thể sẵn sàng lấy ra 1 triệu tệ để mua thứ đồ này, như vậy chắc chắn giá trị của nó đã vượt qua 1 triệu tệ rất nhiều. Nghĩ tới đây, mọi người đều tập trung nhìn về phía hộp đào mừng thọ trong tay Trần Triệu Dương. Thế nhưng, mặc cho bọn họ có cố thế nào cũng không thể nhìn ra được đào mừng thọ bẩn thỉu đó có chỗ nào giá trị. Chủ sạp hàng nhỏ bên cạnh đang sắp điên lên rồi, nghe thấy ba chữ 1 triệu tệ này, trong nháy mắt máu đổn lên não,
ngay sau đó ngã khuỵu xuống, ngất đi. Trần Triệu Dương thấy thế thì nhanh chóng chạy tới, vươn tay ra bấm lên người ông ta một cái. Phù! Chủ sạp hàng nhỏ kia hít sâu một hơi, cuối cùng tỉnh lại nhìn thấy gương mặt của Trần Triệu Dương, ông ta rất muốn khóc. Tại sao lại cứu ông ta? Để ông ta ngất đi đi, ông ta không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này. Tuyên Hoàng đứng bên cạnh âm thầm cảm thấy vui vẻ. Cô ấy biết thứ đồ này có lẽ là Trần Triệu Dương tìm thay mình, chỉ có điều thứ này đắt quá, cô ấy không trả nổi được cho anh. Giá trị của thứ này anh đã biết rồi, nếu như vậy thì không cần nói nhiều nữa, có cách gì cứ lấy ra hết đi, nếu không thì tôi phải đi đây. Trần Triệu Dương không muốn bị người khác vây xem như con khỉ thế này, thật sự là quá xấu hổ. Thế này nhé, nếu như anh nhường thứ này lại cho tôi thì tôi có thể tự làm chủ mà đưa một vật quý trong kho cất đồ quý báu của chú tôi trao đổi với anh. Đột nhiên Mã Siêu tiến đến bên cạnh Trần Triệu Dương, nhỏ giọng hứa hẹn. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú, Trần Triệu Dương lại không hề cảm thấy hứng thú, lúc bấy giờ ôm cái hộp đi ra ngoài. Ấy, khoan đi đã, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Mã Siêu nhìn thấy Trần Triệu Dương muốn đi thì nhất thời cuống lên, lập tức vươn tay ra muốn giữ Trần Triệu Dương lại. Trần Triệu Dương nhanh chóng né, nhưng vào lúc này, cái nhãn ngọc kia bỗng nhiên lại từ trên ngón tay của anh ta rơi xuống đất. Lạch cạch, cái nhãn ngọc màu xanh biếc trực tiếp rơi xuống, vỡ nát. Hiển nhiên là những người xung quanh không ngờ sẽ có kết quả như vậy, còn Trần Triệu Dương lại chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh. Người khác không nhìn thấy nhưng sao anh có thể không chú ý đến cái nhẫn ngọc ở trong tay của Mã Siêu chính là do anh ta tự tháo ra, sau đó giả vờ đụng vào anh rồi làm rơi. Thằng nhãi, mày đụng vỡ nhãn ngọc của tao rồi, mày phải bồi thường cho tao, nếu không bồi thường tiền cho tao thì đừng mong rời khỏi đây. Trong me của Mã Siêu hiện lên vẻ thật sự đau lòng, phải biết rằng cái nhãn ngọc này đúng thật là vật yêu thích của anh ta, bây giờ vì quả đào mừng thọ kia mà làm hỏng, tất nhiên anh ta vô cùng đau lòng rồi. Tất cả đều là vì món đồ kia, chỉ cần lấy được món đồ đó, nói hủy cái nhãn ngọc là hủy. Thật ngại quá, vừa rồi tôi không có đụng chúng anh, cho nên là bản thân anh không cẩn thận làm rơi xuống đất thôi. Đối mặt với sự vu khống của Mã Siêu, Trần Triệu Dương trực tiếp lên tiếng vạch trần. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Mã Siêu lập tức giận dữ, không nhịn được nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chính là do mày đụng hỏng nhẫn ngọc của tao mà mày còn muốn ngụy biện sao? Là do mày không muốn bồi thường nhẫn ngọc cho tao thôi, hôm nay nếu mày không bồi thường tiền nhãn ngọc cho tao thì đừng mong rời khỏi đây. Đã quay lại hết chưa, Trần Triệu Dương vốn không để ý đến Mã Siêu mà chỉ liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Yên tâm đi, đã sớm quay lại rồi, vô cùng rõ ràng. Đảm bảo có thể nhìn rõ cả cọng lông tơ, em cũng đã nghĩ xong tiêu đề rồi, cậu cả của nhà họ Mã vì tranh đoạt vật yêu thích mà không tiếc tự hủy nhãn ngọc, giá họa cho người khác. Quả thật là quá tuyệt vời. Đột nhiên Tuyên Hoàng cầm điện thoại đi ra, nói một cách vô cùng khoa trương. Khốn kiếp, coi như mày lợi hại, nhìn thấy Tuyên Hoàng cầm điện thoại quay video lại, sắc mặt của Mã Siêu trở nên khó coi, tất nhiên anh ta không ngờ rằng còn có một màn như thế này. Lần này thì hay rồi. Vừa lỗ mất cái nhãn ngọc vừa mất mặt, còn không có cách nào bắt chẹt người khác. Đi thôi, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, sau đó dẫn Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến đi ra ngoài, lần này Mã Siêu không dám đuổi theo nữa. Bọn mày chờ đó cho tao, chỉ cần bọn mày còn ở trên cái đất Long Hải này thì tao nhất định sẽ khiến cho ngày tháng của bọn mày đau khổ đến không muốn sống nữa. Mã Siêu chỉ vào bóng lưng của Trần Triệu Dương, giận dữ hét. Được, tôi sẽ chờ, tuyệt đối đừng khiến cho tôi thất vọng nhé. Trần Triệu Dương xoay đầu lại, lạnh lùng trả lời. Hay lắm, mày gan đấy, Mã Siêu tức giận muốn điên lên, sau đó móc điện thoại di động của mình từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại. Anh rể, quả đào mừng thọ này rất quý giá sao? Tuyên Hoàng tò mò cầm lấy cái hộp chứa đào mừng thọ trong tay của Trần Triệu Dương, quả đào mừng thọ này cũng không phải là loại lớn, chỉ một bàn tay là có thể nắm chặt rồi, nhưng mà vẻ ngoài của quả đào này vẫn khá giống cái loại dơ bẩn kia. Bây giờ không quý giá. Nếu như bây giờ quý giá thì e là không đến phiên anh nhặt được món hời này đâu, Trần Triệu Dương lại lắc đầu nói. Anh rể tốt, anh mau nói một chút đi, trong này có điều bí ẩn gì, Tuyên Hoàng nghe thấy vậy thì lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Nam Cung Yến ở bên cạnh cũng rất tò mò, quả đào mừng thọ này nhìn qua cũng không phải là thứ tốt lành gì, sao lại quý giá như vậy được. Mau nói đi, nếu như anh không nói thì đêm nay em sẽ ở chung với chị Yến. Tuyên Hoàng nhìn thấy Trần Triệu Dương vẫn còn đơ ra đó thì không nhịn được hầm hừ nói. Liên quan gì đến chị chứ,
Nam Cung Yến đột nhiên bị nhắc đến thì lập tức liếc mắt, tức giận nói. Đừng có gấp, cái này không nói rõ được, chờ anh trở về rửa sạch quả đào mừng thọ này trở lại hình dạng ban đầu cho hai người xem thì hai người sẽ biết thôi. Trần Triệu Dương vội vàng đầu hàng, Tuyên Hoàng uy hiếp bằng chuyện này quả thật là có hiệu quả. Được, vậy mau trở về thôi, Nam Cung Yến không muốn nói thêm gì nữa, nhanh chóng túm Tuyên Hoàng lên xe. Trần Triệu Dương nhanh chóng đuổi theo, lúc đi ngang qua một cái thùng rác, ngoại trừ quả đào mừng thọ ra, Trần Triệu Dương trực tiếp vứt hết những vật khác vào trong. Anh rể, mấy thứ kia nhìn cũng rất đẹp mắt, sao? Gạch dưới lại vứt hết vậy, những thứ đó không phải là đồ cổ sao? Nhìn thấy Trần Triệu Dương vứt hết mấy thứ nhỏ vụn lặt vặt kia đi, Tuyên Hoàng không nhịn được hỏi. Trong nhận thức của Cê, đồ mà anh rể mua sao có thể không phải là đồ tốt chứ? Dù vậy thì cũng là thứ không đáng tiền, cũng chỉ là phép che mắt để mua được đào mừng thọ này thôi. Nếu như em chỉ mua riêng quả đào mừng thọ này thì dựa vào mắt nhìn của những cửa hàng nhỏ này nhất định sẽ phát hiện ra được chỗ khác thường. Đến lúc đó đoán chừng sẽ nâng giá lên cao tận trời, thậm chí có thể không bán cho chúng ta. Lúc này Trần Triệu Dương giải thích. Còn có nhiều chuyện như vậy nữa sao? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tuyên Hoàng lập tức mở o hai mắt ra nhìn. Nếu không thì em cho rằng không có hai ba món nghề mà đi lăn lộn trên con đường này, sớm muộn gì cũng bị lừa đến không còn cả cái quần đùi, Trần Triệu Dương nói. Lúc này vẻ mặt của Nam Cung Yến ngạc nhiên nhìn Trần Triệu Dương, cô phát hiện ra, càng ngày Trần Triệu Dương càng có nhiều thứ hay ho hơn, sao trước kia cô không phát hiện ra anh có tài như vậy chứ? Tất nhiên năng lực nhận biết của Trần Triệu Dương cảm nhận được Nam Cung Yến đang quan sát anh, hiển nhiên là nhìn bằng ánh mắt sùng bái, điều này khiến cho Trần Triệu Dương vô cùng hưởng thụ. Xem ra bản thân mình phải mau chóng đột phá lên võ đạo tông sư, nếu không thì chuyện này mình chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể. Trên đường trở về, Trần Triệu Dương tiện đường mua một vài thứ, mang một đống đồ về nhà. Sau khi trở về, trong lòng hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều tràn đầy mong đợi nhìn Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, sau khi điều chế nước thuốc xong thì mới thả quả đào mừng thọ kia vào trong nước thuốc. Sau khi bỏ đào mừng thọ vào, nước thuốc bắt đầu từ từ thấm vào trong, sau đó bên ngoài của đào. Mừng thọ bắt đầu nổi lên từng cái bong bóng nhỏ. Trần Triệu Dương tỉ mỉ chú ý quá trình thanh tẩy đào mừng thọ bằng đôi mắt nhìn xuyên thấu, đợi đến sau khi mấy thứ bẩn thỉu ở mặt ngoài của đào mừng thọ được rửa sạch hết, Trần Triệu Dương nhanh chóng vớt đào mừng thọ ra, thả vào trong một cái chậu khác. Đã xong chưa? Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương vớt nó ra ngoài, Tuyên Hoàng gấp gáp hỏi. Vẫn chưa xong đâu, đừng có gấp, Trần Triệu Dương lắc đầu. Sau đó, trong lòng Trần Triệu Dương khế động, lúc này anh đang bao phủ quả đào mừng thọ bằng đôi mắt nhìn xuyên thấu màu xanh biếc của mình. Đào mừng thọ được thanh tẩy xong đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng mà dưới luồng ánh sáng màu xanh đậm thì bên ngoài của quả đào mừng thọ này bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận được quả đào mừng thọ này biến hóa xong thì nhất thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Anh không ngờ rằng lần này đôi mắt xuyên thấu của mình lại có thể tiến hóa đến mức hiệu quả thần kỳ thế này. Vốn dĩ quả đào mừng thọ đã được rửa sạch sẽ, thế nhưng bản thân chất ngọc của quả đào mừng thọ này vẫn không đạt được đến mức màu xanh của ngọc lục bảo. Tuy nhiên màu xanh biếc ở phần bên dưới không chỉ đạt đến mức màu xanh của ngọc lục bảo mà trong đó còn có một số hư hỏng nhỏ đã được sửa chữa. Được rồi, mọi người có thể lấy ra nhìn, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu này xem qua quả đào mừng thọ, lúc này anh tránh người ra để cho hai người bọn họ làm việc. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, lúc này hai người bọn họ mới cùng nhau vươn tay ra lấy quả đào mừng thọ trong nước kia lên. Chuyện này, đây là sự thật sao? Sau khi hai người bọn họ vớt quả đào mừng thọ ra ngoài, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong tay hai người bọn họ đang nâng quả đào mừng thọ lên, lúc này nó không còn dáng vẻ tối tăm dơ bẩn như trước nữa, trái lại trông nó giống hệt một quả đào thật đang chín, hơn nữa còn là loại mới hái từ trên cây xuống. Nếu như không phải các cô đã biết trước từ lâu rằng đào mừng thọ là cái này thì chỉ sợ đều cho rằng Trần Triệu Dương treo đầu dê bán thịt chó, lấy một quả đào thật sự tới đây rồi bỏ vào trong nước. Quá thần kỳ, đây chính là quả mừng thọ tốt nhất, lúc này Tuyên Hoàng cực kỳ hưng phấn, cô ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại có thủ đoạn như vậy, chính là biến thứ tầm thường thành thứ thần kỳ. Trời ạ, nếu như không phải tận mắt em nhìn thấy anh bỏ vào thì em thật sự đã cho rằng anh lén lút thay thế bằng một quả đào thật đấy. Nam Cung Yến cũng khiếp sợ mà nhìn Trần Triệu Dương. Trong mắt cô không hề che giấu một chút sùng bái nào của mình đối với Trần Triệu Dương, anh quả thật chính là một người chồng hoàn mỹ. Tại sao lúc trước mình lại chán ghét anh như vậy chứ?
Đây chính là dáng vẻ chân chính của nó, chỉ sợ chủ nhân của quả đào mừng thọ này không muốn nó gây nên sự chú ý của người khác cho nên mới dùng chút thủ đoạn để che giấu đi dáng vẻ chân chính. Nhưng điều này ngược lại mang đến tiện nghi cho chúng ta, Trần Triệu Dương vẫy vẫy tay, cười nói. Nhưng mà anh rể à, em cũng không có tiền để mua lại một quả đào mừng thọ như thế đâu, Tuyên Hoàng tha thiết nhìn vào quả đào mừng thọ trong tay mình, buồn bực nói. Nói những lời ngốc nghếch gì vậy, đây vốn là quả anh mua cho em để làm lễ mừng thọ mà, nếu như em ngại thì phải tu luyện thật tốt, sau này gặp phải chuyện như vậy thì trực tiếp tát một cái để giải quyết, Trần Triệu Dương trừng mắt liếc cô ta một cái sau đó nói. Dạ vâng, anh rể, về sau anh chính là chồng của chị gái em, anh thật tốt mà anh rể. Nghe được lời Trần Triệu Dương nói, Tuyên Hoàng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hài lòng, cô ta hưng phấn nói. Ý của em là trước đây anh là anh rể giả à, nhìn thấy dáng vẻ này của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương không nhịn được nhổ nước bọt, nói. Trước đây cũng là anh rể, không phải do em quá phấn khích à, Tuyên Hoàng bỗng nhiên lè lưỡi rồi xoay người lại ôm Nam Cung Yến, nói với Trần Triệu Dương. Đúng rồi, chị, anh rể, chủ nhật tuần này hai người có rảnh không? Có thể theo em đến tham gia tiệc mừng thọ của một trưởng bối được không? Em không dám đi một mình, vẻ mặt Tuyên Hoàng có chút ảm đạm, sau đó nói với Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến bằng thái độ cầu khẩn. Tham gia tiệc mừng thọ thôi mà, làm sao mà cứ như kiểu sắp phải vào đầm rồng hang hổ vậy, nghe được lời nói của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi lại. Đúng đấy, có phải có điều bí mật gì khó nói không? Em có thể nói với bọn chị, Nam Cung Yến cũng nhìn ra tâm trạng của Tuyên Hoàng không quá tốt. Điều này có vẻ không đúng cho lắm. Không có chuyện gì, thật ra em có thể tự đi một mình, Tuyên Hoàng nghe thấy bọn họ hỏi dò thì hấp tấp xua tay. Tuyên Hoàng, có phải em không còn coi chị là chị gái của em đúng không? Nếu như em thật sự coi chị là chị gái của em thì khi có chuyện phải nói cho chị biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết, nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Hoàng lúc này, Nam Cung Yến kéo lấy tay cô ta, nhẹ giọng nói. Em, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương. Lúc này Tuyên Hoàng mới cảm thấy hơi ấm áp trong lòng, cô ta chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra. Hóa ra, lần này người mà Tuyên Hoàng cần gặp mặt chính là ông nội thứ hai của cô ta. Ông nội thứ hai của cô ta tên là Quý Vân Hải, có vị trí vô cùng to lớn ở thành phố Long Hải. Lúc trước Quý Vân Hải đối xử với Tuyên Hoàng vô cùng tốt, ông ta là trưởng bối mà cô ta tôn kính nhất, chỉ là sau đó cháu trai của Quý Vân Hải làm ra vài việc ảnh hưởng xấu đến gia tộc nên hai người làm loạn lên. Vô cùng không vui. Cuối cùng, Quý Vân Hải cảm thấy xấu hổ với gia tộc nên dẫn theo đám người dòng dõi kia di chuyển đến thành phố Long Hải. Lần này sở dĩ Tuyên Hoàng đến thành phố Long Hải cũng là bởi vì ngày mừng thọ của Quý Vân Hải, tuy rằng Quý Vân Hải đã tách rời gia tộc nhưng ông A Vãn đối xử với Tuyên Hoàng không tồi. Tiệc mừng thọ của Quý Vân Hải, Tuyên Hoàng nhất định phải đến chúc thọ. Chỉ là Tuyên Hoàng lo rằng trước khi cô ta gặp, được ông nội thứ hai Quý Vân Hải thì cô ta sẽ bị những người họ Quý khác gây khó dễ. Tuyên Hoàng, tại sao ông nội thứ hai của em lại không cùng họ với em vậy? Nam Cung Yến không nhịn được tò mò, bèn hỏi. Để anh trả lời câu hỏi này của em, thật ra cái họ Tuyên này bắt nguồn từ họ Cơ, chỉ là sau mấy lần thay đổi vương triều, dòng họ cũng bị biến hóa đi rất nhiều lần, chắc là hiện tại vẫn có họ Cơ, họ Tuyên, họ Quý, mấy họ lớn, Trần Triệu Dương nói. Tại sao anh lại biết rõ về nhà em như vậy? Tuyên Hoàng không nhịn được kinh ngạc, hỏi. Không phải em nói em không có nhà à, em ở cô nhi viện cơ mà, Trần Triệu Dương đưa tay ra gõ một cái trên cái trán trơn bóng của cô ta, không vui nói. Ai nha, đau, Tuyên Hoàng gào lên một tiếng đau đớn, vội vàng tránh khỏi cú đánh của Trần Triệu Dương, cô ta nói tiếp, còn không phải vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à, làm gì có khả năng chuyện gì em cũng đều nói cho anh chứ. Lần đầu tiên gặp mặt mà em đã dám chạy về phía nhà chúng ta, cũng không sợ chúng ta là người xấu à, Trần Triệu Dương có chút không biết phải làm thế nào với Tuyên Hoàng, cô nhóc này thật sự là một đứa nhỏ to gan. Anh thì em không biết, nhưng em có thể chắc chắn chị Yến là người tốt, Tuyên Hoàng cười hì một tiếng, ôm lấy Nam Cung Yến mà nói. Có tin tức về lễ mừng thọ nên tâm trạng của Tuyên Hoàng tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa vì có Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến chọc cười nên cô ta không phải suy nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến chủ nhật, trời vừa sáng Tuyên Hoàng đã rời khỏi giường, sắc mặt cô ta rất khó coi, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng bất an. Làm sao vậy, căng thẳng à, đừng lo là hoảng quá, yên tâm đi có chúng ta giúp đỡ em, lúc này Nam Cung Yến cũng đã rửa mặt thay quần áo xong,
đi xuống dưới phòng khách thì nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Tuyên Hoàng. Chị cảm thấy nếu như em tới thì có bị những người họ Quý kia đánh văng ra ngoài hay không? Em thật sự muốn đến thăm ông nội thứ hai một lúc, Tuyên Hoàng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, có anh ở đây, không nơi nào của thành phố Long Hải này mà chúng ta không đến được. Đúng lúc đó, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Chỉ biết khoác lác, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhìn nhau, sau đó cười nhạo nói. Có phải khoác lác hay không thì đợi đến đó mọi người sẽ biết, nghe thấy hai người bọn họ không tin mình, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ thở dài nói. Sau khi biết chuyện của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Trần Triệu Dương làm một bữa sáng đơn giản, sau khi ba người ăn xong thì lái xe đi tới nhà họ Quý. Tuy rằng nhà họ Quý không lớn mạnh bằng nhà của Hạ Thương Chu nhưng cũng là một gia tộc lớn điêu khắc ngọc, trên lĩnh vực điêu khắc ngọc luôn được kể đến đầu tiên, vì thế tài lực của nhà họ Quý không thua bất kỳ gia tộc nào. Hơn nữa, toàn bộ người nhà họ Quý ở thành phố Long Hải đều rất giỏi, dựa vào mạng lưới giao thiệp đời đời tích lũy, cho dù là gia tộc lớn như Hạ Thương Chu cũng không thể bằng người nhà họ Quý quan hệ rộng rãi được. Vì thế lễ mừng thọ của ông lão nhà họ Quý tất nhiên cũng mời toàn bộ thế lực của thành phố Long Hải đến. Chỉ có điều cũng không phải tất cả những người có thế lực đều có tư cách được nhà họ Quý mời, mà những người không được mời kia chỉ có thể đứng chờ đợi ở bên ngoài đại viện của nhà họ Quý. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều thế lực không mời mà tới đứng chờ đợi ở trước cửa. Một vài đại diện của những thế lực được mời tới đều vô cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cửa đại viện nhà họ Quý, cung kính đưa thiệp mời ra sau đó được người nhà họ Quý mời vào bên trong. Mà những người đứng ở ngoài cửa kia chỉ có thể đứng nhìn những người này đi vào bằng ánh mắt hâm mộ, hận không thể thay thế thân thể của người kia. Cũng thật náo nhiệt, ba người Trần Triệu Dương đi tới đằng sau của đại nhà họ Quý, bỗng nhiên bị những người ở ngoài kia dọa cho sợ hết hồn. Hết cách rồi, bản thân ông nội thứ hai đã vô cùng nổi tiếng với bên ngoài, đi tới thành phố Long Hải chỉ mất mấy năm đã đưa nhà họ Quý trở thành thế lực lớn mạnh như vậy thì đương nhiên ông ấy cũng rất lợi hại, Tuyên Hoàng mở miệng nói. Chỉ có điều cô ta không nói sở dĩ ông nội thứ hai Quý Vân Hải có được thành tựu như thế này không đơn thuần là bản thân ông ta tự nỗ lực mà còn do nhà họ Cơ đời đời tích lũy. Nếu không thì cho dù người này có thủ đoạn hay mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chỉ bằng thời gian mấy năm mà đưa sự kinh doanh của gia tộc lên như thế này, bước vào trong hàng ngũ những gia tộc lớn. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem, lúc này. Trần Triệu Dương dẫn theo hai người bọn họ đi về phía cửa lớn. Lúc những người đứng ngoài cửa nhìn thấy một nam hai nữ đang tiến lại gần thì bỗng nhiên tất cả đều cảm thấy rất phấn chấn, trên khuôn mặt bọn họ tràn ngập sự giễu cợt. Bởi vì vốn dĩ những người này cũng không thèm để ý đến ba người, tuy rằng người đàn ông vô cùng đẹp trai lại còn có khí chất, nhưng tiêu điểm ở đây nhất định là hai người phụ nữ bên cạnh.